Chương 302, loại người giá áo túi cơm, để lại cái mạng đi. Sau một ngày rời đi Ma Sát Tông, một tên đà chủ Ma Sát Tông vừa nhận được tin tức liên quan đến Thanh Long Yển Nguyệt Đao, lập tức cho người ngày đêm đuổi theo. Tốc độ này rất nhanh, tông môn Tam Lưu Tà Phái, phân đà trải rộng khắp các châu, trên phương diện tình báo có thể nói làm vô cùng xuất sắc. Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm cau mày lại, từ hơi thở tên đà chủ này toát ra, có thể thấy tu vi hẳn là võ tông đỉnh phong. Mặc dù hai người họ không sợ, nhưng một khi xảy ra tranh chấp, chẳng khác nào đắc tội Ma Sát Tông. Nếu như là chính phái mà nói, đắc tội thì cứ đắc tội thôi. Nhưng đây là một tà phái, chỉ cần kết thù oán, khẳng định bọn chúng sẽ trả thù trực tiếp. Ngươi muốn mượn đao sao? Quân Thưởng Tiêu nói. Không phải là không được. Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm khẽ giật mình. Chẳng lẽ quân trưởng môn chấp nhận giao đao cho Ma Sát Tông? Cũng đúng thôi. Lại binh khí chứa khí linh này tuy là cường hãn, nhưng vì nó mà dẫn đến mối họa chết người, chi bằng giao cho Ma Sát Tông cũng xem như là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, Quân Thường Tiếu đưa tay ra, Thanh Long Yển Nguyệt Đao bỗng xuất hiện, ánh mắt sắc bén nói, còn phải xem ngươi có năng lực này không nha. Lạch dạch dẹt, bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ nèm xuyên thịt trên tay đi, lần lượt rút ra Hàn Phong kiếm, từ người biểu lộ ánh mắt tràn đầy chiến ý. Hai tên trưởng lão Thương Sơn phái ngạc nhiên không thôi, trong lòng thầm bội phục nói, không hổ danh là Thiết Cốt phái, quả nhiên xương cốt cứng rắn có khác. Vương Đông Lâm đứng dậy, bạo phát tu vi võ tông đỉnh phong, trầm giọng nói, ngươi muốn mượn đao của quân trưởng môn, vậy cũng cần phải hỏi Vương Mỗ có đồng ý hay không. Vương trưởng lão, Quân Thường Tiêu nói, chuyện này là người Ma Sát Tông tìm đến mượn đao của Quân Mỗ, không quan hệ gì với Thương Sơn phái cả, mời quý tông đừng nhúng tay vào. Không chút do dự đứng về phía mình khi đối mặt một cái tà phái, điều này khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, nhưng không thể vì thế mà liên lụy đến Thương Sơn phái. Nếu như muốn đắc tội, vậy để Thiết Cốt phái ta nhận tội này đi. Huống hồ bọn người này vốn chính là đến tìm mình, Vương Đông Lâm sao có thể quay mặt làm ngơ. Nghiêm túc đều, quân trưởng môn. Quân Thường Tiếu ngắt lời nói, cái bọn cặn bã này mà cũng dám đến mượn đao, bổn tọa và các đệ tử có thể giải quyết dư sức. Vương trưởng lão đứng bên cạnh xen chiến là được rồi. Khà khà, tên đà chủ kia cười quái dị nói, khó trách quân trưởng môn dám khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, ngươi rất ngông cuồng nha. Tuy là vậy, hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nói, quân trưởng môn nhất định muốn bổn tọa chủ động lấy đao hay sao? Ngươi có thể mượn được, đó là bản lĩnh của ngươi, Quân Thường Tiêu nói. Đa chủ cười nói, một khi bổn tọa động thủ, cũng không hẳn chỉ là mượn đao, rất có thể còn mượn luôn cả tính mạng của quân trưởng môn và đệ tử. Chính vì thế, Quân Thường Tiêu nhà ngươi cần phải suy nghĩ cho thấu đáo nha. Phụt, vừa dứt lời, ngay lập tức một tên đệ tử bị chém gục ngã. Dạ Tinh Thần lạnh lùng nói, muốn mượn thì nhào vô, vì cái gì nói nhảm nhiều quá vậy, dạ ca của chúng ta, ngươi hung ác không thích nói nhiều. Tên đà chủ kia chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang Âm Độc, nói, tiểu tử, ngươi dám giết người Ma Sát Tông ta, bổn tọa phải khiến ngươi sống không bằng chết. Vâng. Trong nháy mắt quanh người hắn tràn ngập ra khí đen âm u, sau đó hóa thành một cái bàn tay âm u, đập thẳng về hướng Dạ Tinh Thần. Vào đột nhiên, một đao ảnh xanh trực tiếp bay đến, trực tiếp chém nát bàn tay ngưng tụ từ tà khí. Quân Thường Tiếu giơ đao lên, nói, lão già chết tiệt, đối thủ của ngươi là bổn tọa. Tên đà chủ khẽ giật mình, hai mắt nóng rực nhìn thẳng về phía Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nói, quả nhiên là đao tốt, thật không uổng công bổn tọa ngày đêm đuổi theo. Rót. Trong lúc nói chuyện, khí đanh quanh người hắn điên cuồng khuất trương, sau đó ngưng tụ thành một cái bàn tay cực lớn, cùng với đó là mấy chục vạn cân đập tới. Trong khi đó, đệ tử Ma Sát Tông giải rác chung quanh, cùng một lực phòng thích khí đen, sát khí hùng hồn đánh thẳng về phía bọn người Lý Thanh Dương. Riêng phần Dạ Tinh Thần, số người công kích hắn lên đến 2-3 tên, thực lực rơi vào khoảng võ sư ngũ lục phẩm. Các bảo bối, Quân Thường Tiếu giơ đao chém về phía bàn tay cực lớn kia, đồng thời hô to, giết sạch bọn hắn cho bổn tọa. Rót. Dạ Tinh Thần thi triển Túng Vân Bộ xông lên trước một bước, linh lực rót vào trong Hàn Phong kiếm, thanh kiếm bộc phát sự sắc bén trong nháy mắt. Nào, Nhất Tự Kiếm Quyết được thi triển, trong nháy mắt hình thành mấy chục đạo kiếm ảnh, dùng một loại bá khí chia năm xẻ bảy một tên đệ tử Ma Sát Tông đang xông tới. Dựa vào thực lực hiện tại của Dạ Tinh Thần, kết hợp với Hàn Phong kiếm và kiếm kỹ, đừng nói võ sư ngũ lục phẩm, dù trước mặt hắn là võ sư đỉnh phong thì kết quả cũng không đổi. Một bên khác, Quân Thường Tiếu lần nữa chém nát bàn tay cực lớn bằng Thanh Long Yển Nguyệt Đao, khí đen âm u cũng bị tan vào hư vô. Đa chủ thầm giật mình, thanh đao này bộc phát ra đao khí, thế mà có thể khắc chế ma khí của mình, nói nhảm gì chứ. Quan nhị gia dùng chính là Chí Dương Chí Cương Đao, đừng nói là ma khí, dù có là yêu ma quỷ quái, tới một người giết một người, hoàn toàn không nói đạo lý. Quân Thường Tiếu cũng nhận ra được điều này, chiến ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó giơ đao xông lên, phụt, phụt,
bọn người Lý Thanh Dương cũng đã va chạm với mấy chục tên đệ tử Ma Sát Tông, sau đó thành công chém giết mấy tên, tất cả là nhờ có ưu thế về thân pháp, vũ khí. Hai người Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Từ lúc đệ tử Thiết Cốt phái biểu hiện ra tinh thần sát phạt và hung hãn có thể thấy, rõ ràng đã trải qua chiến trận. Bọn người Lý Thanh Dương không chỉ biểu hiện ra thủ đoạn giết người lạnh lùng, mà còn biết phối hợp với đồng môn. Chuyện này khiến hai tên trưởng lão Thương Sơn phái phải liên tục tán thưởng. Bọn đệ tử Thiết Cốt phái này thật quá đáng sợ. Chỉ một hồi giao tranh ngắn ngủi, hơn 20 đệ tử và Lý Thanh Dương dựa vào bản thân tu vi cường hãn vẫn luôn chiếm thế chủ động tuyệt đối. Mạnh Lý Ngọc Hoa không dùng vũ khí, thay vào đó sử dụng kiên thiết thuẫn, trực tiếp đụng một tên đệ tử Ma Sát Tông bay ra ngoài, giữa đường phun máu như tiên nữ tán hoa. Long Tử Dương dùng Bá Vương Thương xông pha chiến trận như một vị chiến tướng, đâm thẳng vào trong quân địch rồi điên cuồng chém giết. Tầm khoảng 10 phút đồng hồ sau, hơn 30 tên đệ tử Ma Sát Tông đi theo đà chủ, toàn bộ gục ngã trước mặt đệ tử Thiết Cốt phái. Sự uy hiếp của bọn hắn còn không bằng quần thể Địa Viêm Lang trong Tử Vong Cốc. Cạn bã, Dã Tinh Thần dẫm trên một cái thi thể, dùng trang phục của đối phương lau sạch vết máu dính trên thân kiếm. Nguynh, nơi xa vang lên âm thanh. Quân Thường Tiếu chém xuống một đao, tạo thành đạo ảnh trực tiếp chặt đứt mấy cây đại thụ chắn ngang phía trước. Tên đà chủ Ma Sát Tông chật vật né tránh rút lui, sau lưng hắn nhất thời lạnh toát mồ hôi. Tên này có thực lực không thua gì tông chủ Thánh Tuyền Tông, thậm chí rất có thể còn mạnh hơn. Nguyên nhân là hắn tu luyện chính là bàng môn tà đạo, nhưng đao khí của Quan Nhị Gia có tính khắc chế ma khí, cho nên tên này rất khó chịu. Ví dụ như vừa rồi, hắn lấy ma khí hình thành kết giới phòng ngự, nếu đổi lại là Vương Đông Lâm khẳng định không thể công phá, kết quả bị một đao chém rách. Thực lực hắn rõ ràng mạnh hơn nhiều so với quân trưởng môn, hết lần này tới lần khác bởi bị đao khí bá đạo ảnh hưởng, cho nên có một sự khó chịu không hề nhẹ. Đáng chết, thuộc hạ đã chết hết, bản thân tu luyện ra ma khí bị khắc chế. Tên đà chủ đã dâng lên ý định rút lui, đồng thời không quên để lại một câu ngoan thoại: Quân Thường Tiếu, thu này bổn tọa nhớ kỹ. Rót. Nói xong, hắn thi triển bộ pháp quỷ dị thoát đi, vừa mới nhấc chân, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một hơi thở nặng nề. Hắn bỗng dùng mình một cái rồi quay đầu lại nhìn, đặc. Quân Thường Tiếu nhanh chóng đuổi theo. Phía trên áo bào có linh hồn Quan Nhị ra theo sát. Sát. Hắn giơ thanh Long Yển Nguyệt đao lên, đột nhiên chém ra một đao. Tân thanh phát ra như chuông lớn vang vọng khắp núi rừng. Loại người giá áo túi cơm như ngươi, để lại cái mạng đi. Vào. Đao ảnh xanh cuốn tới, cùng với đó là hơi thở chí cương chí dương, khí đen âm u vốn tràn ngập khắp nơi, nhất thời bị chém không còn một tia. Không xong, tên đài chủ biểu lộ ánh mắt sợ hãi, năng lượng bên trong linh hạch điên cuồng tràn ra, muốn né tránh trước khi đao kia bổ chúng, làm chuyện vô ích, bởi vì lúc hắn vừa muốn né tránh, đao ảnh xanh nhất thời lướt ngang qua người, đồng thời để lại một dấu đao ở giữa không trung. Huynh, 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 khu vực mấy chục mét hiện lên hình quạt, từng cây đại thụ đứt rẽ ngã xuống, đồng loạt cắm thẳng xuống mặt đất. Chương 303, tốt nhất đừng chọc đến lão tử. Vô số đại thụ bị chặt đứt, phạm vi lên đến mười mấy mét. Điều này khiến Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm nhìn đến chấn động trong lòng. Lúc này, bọn họ mới ý thức được, quân trưởng môn tỉ thí với Hoàng Tông Chủ vẫn chưa phát huy hoàn toàn uy lực của thanh đao kia. Mục đích đấu với Tông Chủ Thánh Tuyền Tông là giành thắng lợi, không phải là giết địch. Quân Thường Tiếu đương nhiên không cần thiết phải bộc phát linh hồn võ thánh đến cực điểm. Nhưng đối với đà chủ tà phái đến mượn đao này, hắn có thể buông tay bộc phát toàn bộ. Vì thế uy lực mang theo khẳng định khủng bố hơn hẳn. Quá đáng sợ rồi, quả thật là thần binh lợi khí. Một lần nữa được tận mắt chứng kiến uy lực của khí linh thanh Long Yển Nguyệt đao, đám người Tạ Thành Chủ và Ngải gia chủ chân đầy rung động trong lòng. Phịch, đúng lúc này, ngay chỗ tên đà chủ Ma Sát Tông ngã xuống đất, đầu bay ra rơi vào giữa gốc cây bị chặt rãy, toàn bộ biểu cảm vĩnh viễn giữ nguyên sự sợ hãi tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ chết như vậy. Cái chết sạch sẽ nhanh gọn, không có cách nào. Ma khí bản thân tích tụ bị khắc chế bởi thanh Long Yển Nguyệt đao, lại đối mặt với linh hồn võ thánh bộc phát toàn bộ, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay trở thành oan hồn dưới lưỡi đao. Nghĩ lại lời đà chủ vừa nói, chúng ta sẽ phát hiện không phải hắn ngày đêm đuổi theo đến đây, mà chính là ngày đêm chạy đi tìm chết, sau đó cùng thủ hạ đến báo danh ở Diêm Vương phủ. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, giành được 500 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 2205/2000. Đinh, điểm cống hiến môn phái đã vượt mức. Hóa ra thời điểm tên đà chủ xuất hiện nói muốn mượn đao, nhiệm vụ phụ đã khởi động rồi. Nội dung là giết tên đà chủ Ma Sát Tông, lại còn là một nhiệm vụ tinh anh, có nhiệm vụ trên người. Quân trưởng môn khẳng định không để hắn chạy thoát, vì thế khi đối phương có ý định chạy, hắn đã nhanh chóng kích phát linh hồn võ thánh đến cực điểm, tung ra một đao chém xuống cái đầu đối phương. Chặt. Quân Thường Tiếu thu hồi thanh Long Yển Nguyệt đao, linh hồn võ thánh dần dần tan biến, đồng thời thầm nói, có thể chết dưới đao của nhị quan gia,
ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bọn người Lý Thanh Dương không đợi trưởng môn ra lệnh, đã bắt đầu theo thói quen nhặt chiến lợi phẩm, lần lượt thu được không ít không gian chỉ giới. Đệ tử Ma Sát Tông không có đồ tốt, đó bởi nhất chắc chắn là tên đà chủ. Trong không gian chỉ giới chứa không ít ngân lượng, dược liệu, khoáng thạch, vàng, mấy quyển công pháp tà môn hay ho. Sau khi Quân Thường Tiếu thu lại toàn bộ, ngay lập tức phóng hỏa đốt xác, nói: nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh chóng trở về quận Thanh Dương thôi. Được, mọi người cũng không có hứng ăn tiếp thịt nướng, vội vàng lên đường. Hai ngày sau, thuận lợi đi vào địa phận quận Thanh Dương. Trong thời gian này, Quân Thường Tiếu lại mua thêm 6 bình nước cải tạo tư chất. Điểm công hiến từ vượt mức giảm xuống còn 1.905 điểm, quân trưởng môn. Đến một cái ngã rẽ, Ma Vân Đằng cao mày nói: ngươi giết đà chủ Ma Sát Tông xem như đã kết oán với Tà Tông Tam Lưu, về sau nhất định sẽ bị báo thù, bằng không dẫn đệ tử tạm tránh nạ cờ Thương Sơn phái ta đi. Đây là hắn nghĩ ra được biện pháp hay nhất trên suốt đường đi, Quân Thường Tiếu đáp. Ý tốt của Mã trưởng lão, Quân Mỗ di tạc ở trong lòng, nhưng việc ai làm người nấy chịu, hà có thể làm liên lụy đến Thương Sơn phái. Ta và ngươi mặc dù vẫn chưa liên minh, nhưng một khi đã có ý định liên minh, một bên gặp nạn, bên kia nhất sẽ toàn lực giúp đỡ, Mã Vân Đằng nghiêm túc nói. Ta thành chủ và ngài gia chủ cung kính nể phục, vì Thiết Cốt phái không ngại đắc tội với Ma Sát Tông, đoạn tình hữu nghị cách mạng này thật sự rất khó tìm trên Tinh Vẫn Đại Lục. Quân Thường Tiếu cũng cảm động sâu sắc nhưng chắp tay nói: Mã trưởng lão xin yên tâm, Tà Tông Tam Lưu đó nhất định sẽ không làm gì được Thiết Cốt phái ta. Lời này nói ra rất tự tin, vì cái gì? Bởi vì hắn đã mua đại trận hộ phái trung phẩm rồi, chỉ cần bố trí trong môn phái, bất luận Ma Sát Tông hay là Quỷ Sát Tông gì đó, có thể đi vào xem như bọn chúng lợi hại. Ma Vân Đằng không biết Quân Thường Tiếu có sức mạnh thế nào, vì thế nghe những lời nói đó, chỉ cảm thấy có hơi bốc phét, đừng nói là Tà Tông Tam Lưu. Cho dù đắc tội với Tà phái Lục Thất Lưu, cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Nói thật, Quân Thường Tiếu không sợ Tà phái Lục Thất Lưu. Đơn giản trước đây hắn đã diệt một cái Hắc Ương Đường. Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Quân Thường Tiếu chắp tay nói: trời cũng không còn sớm, chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Hay, Mã Vân Đằng than một tiếng, chắp tay nói: Quân Thường Tiếu, chúng ta sẽ bẩm báo tông chủ, nhanh chóng liên minh với Quỷ phái, cáo tử. Quân Thường Tiếu dẫn mọi người rời đi. Vương Đông Lâm cao mày nói: chập đến Ma Sát Tông, đối với Thiết Cốt phái mà nói, đây là một phiền phức to lớn. Mã Vân Đằng nói: nếu như để cho môn phái mới nổi này thêm vài trăm năm phát triển, chưa chắc e ngại một cái Tà Tông Tam Lưu, nhưng hiện tại, đi thôi. Mã Đông Lâm nói: chúng ta trở về xem thử tông chủ có cách gì giúp Thiết Cốt phái hóa giải kiếp nạn này không. Hai người cho rằng Thiết Cốt phái chọc đến Ma Sát Tông là một kiếp nạn, không thể vượt qua sẽ bị diệt phái. Ngược lại, Quân Thường Tiếu trở về môn phái, lại đang nghĩ Ma Sát Tông dám đến báo thù, bản thân sẽ trở thành tay thiếp của bọn chúng, muốn chơi sẽ chơi đến cùng. Đương nhiên, hắn không cho rằng thực lực hiện tại của môn phái có thể khiêu chiến với Tà môn Tam Lưu. Nhưng thời gian vẫn còn dài. Sau này môn phái lớn mạnh, nhất định sẽ từng chút chơi đùa chết tông môn này. Ma Sát Tông, tốt nhất đừng chọc đến lão tử. Quân trưởng môn không hề nghĩ đến, sau khi hắn giết chết đà chủ xong, thân đà tổng bộ của Ma Sát Tông ở Tây Nam Dương Châu đã nhận được tin tức. Cái gì? Đại đà chủ tổng bộ phân đà, khó tin nói. Thiết Cốt phái ở quận Thanh Dương có thể giết chết võ tông đỉnh phong Triệu đà chủ á? Đại nhân, một lão giả nói, đây là tình báo phía trên truyền đến, nhất định không có sai sót. Vì thế chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt Thiết Cốt phái, lấy về thanh đao chứa khí linh kia. Đại đà chủ xoa cằm, lập tức hạ lệnh cho người tên võ tông xuất chiến, đi tiêu diệt toàn bộ Thiết Cốt phái. Lão giả nói, thuộc hạ cho rằng tốt nhất vẫn là cho Giang Tả đi đi. Đại đà chủ nhàn nhạt nói, tiêu diệt một môn phái thất bát lưu còn phải điều động một võ vương, ngươi có cảm thấy việc bé xé ra to không? Lão giả đáp, Thiết Cốt phái có thể giết chết Triệu đà chủ, chắn chắn có chút năng lực, thuộc hạ sợ đến lúc đó sẽ có cá lọt lưới. Ngươi nói cũng có lý. Đại đà chủ nói, thông báo cho Giang Tả đi. Vâng. Tây Nam Dương Châu có một trấn tương đối hẻo lánh, chỉ có 20-30 vạn người, gọi là Giang Gia Trấn. Lý do được gọi là Gia Giang Trấn là bởi vì ở đây từng có một Giang gia tài lực và thực lực hùng hậu, thậm chí không kém gia môn trong nội thành. Ngàn năm trước, người Giang gia ít nhất chiếm 7 phần trở lên trong trấn, có thể nói là một gia tộc vô cùng lớn. Trên thế giới này không có cường thịnh vĩnh hằng. Năm tháng trôi qua, Gia gia từ hưng thịnh dần dần lụi tàn, đến hiện giờ đã không còn Giang gia. Người Giang gia cũng lần lượt chuyển đi, nhưng Giang gia trấn vẫn luôn duy trì đến ngày nay. Đương nhiên, người Giang gia vẫn còn, nhưng chỉ còn một người ở Giang gia trấn, Giang An Mày, vua An Xin. Suốt ngày ngủ, suốt ngày nằm trên giường, bên ngoài một căn phòng rách nát, vài đứa trẻ con cao giọng hò hét, cót két.
Một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi đẩy cửa sổ rách, dụi mắt. Người nhắc nói. Một đám nhóc con. Lại dám làm phiền ông đây ngủ, có phải ngứa? Đinh, đinh, hắn còn chưa nói dứt lời. Một viên đá nhào bay đến, trường xác đánh vào mặt. Ngay lập tức đóng cửa sổ, tiếng nói tức giận truyền ra. Ông đây đang tìm gậy, bắt được đám nhóc con các ngươi. Nhất định sẽ đánh vào mông. Chương 304, Giang Diêm Vương, Giang Khất Cái. Đám nhóc bên ngoài nghe vậy, nỗi sợ bị chó ăn đòn lập tức dâng trào. Vội vàng vứt đi đá vụn trong tay, nhao nhao bỏ chạy. Đây, cánh cửa bị đạp tung. Một gã tay cầm gậy, một tay xoa trán, mặt mũi bặm trợn bước ra, phát hiện bên ngoài không một bóng người, bèn thản nhìn nói. Ồ, lần sau đừng để ông đây tóm được bọn ngươi, Cúc Kiêu. Đang định quay người vào ngủ tiếp, trên cây chợt có tiếng chim cất lên, hắn dừng chân, ánh mắt vốn dĩ lười nhác lóe lên tia kỳ dị, tiếp đó đưa tay lên. Cách không chụp con chim có buộc thư trên chân lại, hắn không thèm mở thư, như thể đã biết được nội dung trong đó, giọng thờ ơ nói. Diệt một cái thiết cốt phái mà lại cần bổn vương xuất thủ sao? Giặc, hắn bước vào nhà, sau đó lại bước ra. Bộ quần áo rách rưới trên người đã được thay bằng một bộ trang phục đen tuyền, tóc tai trên đầu vẫn bù xù, cả người toát ra hơi thở lười nhác, hắn thầm nói. Xong nhanh rồi còn về ngủ tiếp. Giặc, trong đình viện, hắn thi triển thân pháp, mất hút như một bóng ma. Hướng đi chính là phía quận Thanh Dương cách cả ngàn dặm, tên này vừa nhìn đã biết là cao thủ, tới vậy lại sống trong một căn nhà tồi tàn, mặc cho đám nhóc ném đá vào người cũng không thèm né tránh, thật là quái dị, rất bình thường. Trên đinh vẫn đại lục luôn có một ít cao thủ tính tình cổ quái, ngươi thì ẩn nơi sơn dã, kẻ lại náo nơi phố chợ, không được người đời biết đến. Trong mắt người thường, những kẻ đó còn bình thường hơn cả chính họ, nhưng trên thực tế đó đều là những kẻ có tu vi kinh khủng, có thể giết người trong nháy mắt. Cái tên trông có vẻ ngu ngơ này chính là một võ vương, cũng là giang tà mà đại đà chủ đã đề cập đến. Hắn là một thành viên của Mã Sát Tông, nhưng lại không phải là đệ tử, mà gần giống như làm thuê. Nên không ở phân đà Tây Nam Dương Châu, thay vào đó là ở tại nhà chờ thông báo. Không sai, hắn là hậu nhân của Giang gia, cha mẹ hắn đều đã mất, chỉ để lại một căn nhà rách nát. Trong mắt cư dân Giang gia trấn, hắn là một tên vô công dỗi nghề, tham ăn tham ngủ, trên thực tế lại là một cao thủ của tà phái, với hắn mà nói. Giết người chẳng khác gì so với ăn cơm, vì tính cách của mình, Giang ta không thích xuất đầu lộ diện. Những khi không có nhiệm vụ, hắn sẽ ở lì trong nhà, mặc cho đám nhóc trong thôn sỉ nhục, tư xử hệt như người bình thường. Khi ấy, đại đa chủ từng hỏi hắn rằng, tại tổng bộ phân đà có sơn hào hải vị, rượu ngon vái đẹp, cớ sao ngươi cứ thích ở Giang gia trấn. Cam tâm sống một cuộc sống như một tên ăn mày thế, Giang ta đáp rằng, bởi vì đó là nhà của ta, không giải thích gì nhiều. Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy thôi, đại đa chủ đã từng bình luận, con hàng này có bệnh, hơn nữa bệnh không hề nhẹ. Đương nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ, Giang Tà liền sẽ từ người thường biến thành một tên ác ma đến từ địa ngục, con mồi nào xa vào tầm ngắm của hắn, tuyệt đối sẽ là thần chết gõ cửa. Những môn phái bị vã tiêu diệt, ít nhiều cũng có hơn chục cái, đơn giản vì Giang Tà là võ vương, lại giết người như không chớp mắt, cho nên đệ tử phân đà Ma Sát Tông đã đặt cho hắn một ngoại hiệu Giang Diêm Vương, còn người dân ở Giang gia trấn lại thấy hắn suốt ngày rảnh rỗi chẳng chịu làm gì, đã đặt cho hắn một ngoại hiệu Giang Khất Cái, Diêm Vương, Khất Cái, hai danh hiệu, hai thái cực, thích cốt phái. Đó hình như là một môn phái bất nhập lưu. Vậy mà có thể giết chết Triệu đà chủ, thật khiến người khác bất ngờ mà. Giang Tà vừa phóng đi cực nhanh, vừa tự nói với lòng, thích cốt phái. Sau khi quân thường tiếu chia tay đám người Tạ thành chủ, hắn dẫn bọn người Lý Thanh Dương trở về môn phái, hay tin môn phái mình thắng được 74 trận, đám đệ tử ở nhà liền hưng phấn giao hò. Trưởng môn Lê Lạc Thu hào hứng nói, có nằm mơ ta cũng không ngờ rằng thiết cốt phái chúng ta lại có thể thắng 74 trận, không thua dù chỉ một trận. Quân Thường Tiếu cười nói, chuyện ngươi không ngờ tới sau này còn nhiều lắm, không cần quá kinh ngạc vậy đâu. Nếu vậy, Lê Lạc Thu nói, đêm nay có cần mở tiệc ăn mừng không? Đương nhiên, thắng trận lớn như vậy, quân trưởng môn tất nhiên là muốn mở tiệc ăn mừng. Có điều, trước đó hắn muốn thu hồi đại trận hộ phái sơ phẩm, sau đó bắt đầu bố trí đại trận hộ phái trung phẩm. Ngủ, nửa canh giờ sau, tiêu hao 10 điểm cống hiến, một trận pháp mới tanh cấp tốc được hình thành, ẩn vào trong vô hình. Vì đẳng cấp trận pháp khá cao, nên nó không chỉ che phủ hai dân trong ngoài, mà còn bao trùm cả một mảng lớn sau núi. Hệ thống giải thích nói, đại trận hộ phái trung phẩm có đẳng cấp cao hơn sơ phẩm, chịu đựng công kích của võ vương và võ hoàng hẳn không thành vấn đề. Quân Thường Tiếu nói, vậy yên tâm ngủ ngon rồi, có trận pháp vững chắc này, hoàn toàn không sợ Ma Sát Tông đến vây chuyện. Quân Thường Tiếu bố trí trận pháp xong, lại mở ra khu vật phẩm đã mua, tiêu hao 200 điểm cống hiến mua thêm 4 bình dịch cải tạo khác loại. Lúc này hắn đã có 40 bình dịch cải tạo tư chất, có thể phân phát cho những đệ tử ngoại môn đã tham gia vào trận chiến với Thánh Tiền Tông.
Dương Ngọc Hoa và Lăng Uyên Tuyết nhận được bình dịch cải tạo tư chất thượng phẩm, còn bọn người Lý Thượng Thiên và Tư Mã Trọng Đạt thì nhận được bình dịch cải tạo tư chất trung phẩm. Kết quả là, từng người sử dụng dịch cải tạo tư chất xong, trong thời gian ngắn người linh căn của đám đệ tử tham gia tỷ thí đã được bề cao lên một tầng mới. Thật ra, với số điểm cống hiến hiện tại, nếu như Quân Thường Tiếu mua toàn bộ dịch cải tạo tư chất được đều là thượng phẩm, sẽ có thể tạo ra được 10 vị đệ tử có linh căn thượng phẩm trong nháy mắt, nhưng hắn không thể chơi quá lớn, dù sao thì đại trận hộ phái trung phẩm cũng phải được mở ra thường xuyên, đề phòng bị người Ma Sát Tông tập kích bất ngờ. Cái đồ chơi quỷ này hao phí 10 điểm mỗi ngày, hơn 3 tháng là đốt hết 1.000 điểm, cho nên hắn cần phải giữ lại đủ điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu phân phát cho đệ tử ngoại môn xong, sau đó hắn gọi đến Điển Thất, vớt cho người sau một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm. Loại dịch cực phẩm này là Quân Thường Tiếu có được khi hoàn thành nhiệm vụ ở Thánh Tiền Tông, tổng cộng có 2 bình, nhất định không thể thiếu phần của Điền Thất. Đa tạ trưởng môn, Điền Thất cầm lấy bình dịch cải tạo, quay về chỗ ở của mình, sau đó ngửa đầu uống cạn, linh căn từ thượng phẩm liền bước vào cực phẩm, cảnh giới cũng từ hàng tứ phẩm bước vào võ sư ngũ phẩm, la hàng với bọn Lý Thanh Dương. Đến đây, toàn bộ đệ tử nội môn của Thiết Cốt phái đều đã đạt được linh căn cực phẩm, thậm chí đệ tử ngoại môn cũng có 14 vị đã có linh căn thượng phẩm. Nếu chỉ so về số lượng linh căn phẩm chất cao, cho dù là tông môn tứ lưu cũng chưa chắc đã bằng, khiếm khuyết duy nhất chính là phải tăng tu vi lên thôi. Còn một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm, nên đưa cho ai đây? Quân Thường Tiếu thầm nói với lòng, hiện tại hắn có hai chọn lựa, một là Long Tử Dương, hai là Tống Huyền Chu, dù sao ngay từ đầu hai người bọn họ đã có linh căn thượng phẩm. Được rồi, Quân Thường Tiếu thầm nói. Đợi đến môn phái luận võ, người nào chiếm được giải quán quân, trở thành đệ tử nội môn, lấy nó làm phần thưởng cho người chiến thắng vậy, tính sơ ra. Còn hơn tháng nữa sẽ đến môn phái luận võ lần thứ nhất. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu sẽ không chỉ cho mỗi đệ tử ngoại môn đoạt chức quán quân trở thành đệ tử nội môn, mà chính là ai có biểu hiện đủ xuất sắc đều có thể trở thành đệ tử nội môn. Như vậy cũng có nghĩa là những đệ tử đã bước vào võ sư cảnh như Dương Ngọc Hoa và Lăng Uyên Tuyết đều rất có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Mình có nên lập ra đệ tử thân truyền không nhỉ? Quân Thường Tiếu xoa cằm thầm nghĩ, hệ thống lên tiếng nói. Chủ nhân nên cân nhắc vấn đề thiết yếu chính là chức vị trưởng lão hoặc là đường chủ. Quân Thường Tiếu trợn mắt nói, việc này ta cũng đã nghĩ tới, thế nhưng trước mắt môn phái có ai đảm nhiệm được chức trưởng lão và đường chủ đâu chứ? Hệ thống trầm ngâm hồi lâu rồi nói, đúng là không có ai thật. Chương 305, tiệc ăn mừng. Màn đêm buông xuống, trên dân luyện võ Thiết Cốt phái có một đống lửa lớn, ngọn lửa bốc lên làm sáng rõ chung quanh, vài trăm cái bàn bày quanh đống lửa, bên trên bày các loại thức ăn, trái cây đầy màu sắc cùng với rượu ngon. Nhìn đệ tử đứng lộn xộn, không khí nhiệt liệt hào hứng, giống như mở một buổi tiệc ăn mừng. Nào, Quân Thường Tiếu nâng lên một bát lớn, nói, vì lần này đánh bại Thánh Tuyền Tông, dương cao sự lợi hại của đệ tử Thiết Cốt phái ta, uống cạn bát rượu này. Trưởng môn uy vũ, sư huynh uy vũ, đám đệ tử ào ào nâng bát, ta thích thường rượu, cảm xúc lúc nào cũng nằm ở việc tu luyện cường độ cao, dưới kích thích của men rượu giải phóng không ít. Tu luyện và giải trí phải kết hợp, lúc nào quân trưởng môn cũng nhấn mạnh điều này, vì thế buổi tụ họp giống như thế này, đương nhiên cách một thời gian lại tổ chức một lần, một là có thể giúp đệ tử thả lỏng tinh thần, hai là giúp mọi người có thể càng hòa nhập với đại gia đình Thiết Cốt phái này. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt đến kính rượu, nói, đa tạ trưởng môn bồi dưỡng một năm qua, bát rượu này đệ tử kính người. Ồ ồ, Quân Thường Tiếu nói, các ngươi nếu như mỗi người đều kính một bát rượu, bổn tọa hôm nay sợ rằng sẽ uống thành một vũng bùn mất. Miệng nói như vậy nhưng hắn vẫn nâng bát rượu uống cùng Tô Tiểu Mạc, dù sao tiền thế là người Sơn Đông chính thống, trên bàn rượu hào xả người đến không cự tuyệt, lại nói. Linh khí có thể loại trừ men rượu, chỉ cần không muốn say, uống bao nhiêu cũng chẳng nhằm gì. Trưởng môn, Tiêu Tội Kỳ nâng bát rượu nói. Ly này đệ tử kính người, cũng như hy vọng môn phái phát triển bền vững, trở thành môn phái lớn mạnh nhất Tinh Vẫn Đại Lục. Tô Tiểu Mạc cười nói. Tư sư đệ nói sai rồi, phải là tông môn lớn mạnh nhất, phạt rượu, phạt rượu. Lý Vi và Điền Thất vội vàng hét theo. Tiêu Tội Kỳ có chút ngại ngùng uống liên tiếp hai bát rượu lớn. Hắn tử lượng không tốt lắm nên mặt nhanh chóng đỏ lên. Lần giành quán quân môn phái luận võ ở thành Lịch Dương, hắn cũng đã uống say, ôm vào rượu khóc thút thít, bởi vì đó là giải phóng cảm xúc của 5 năm tủy nhục, hiện tại lại uống say. Trên mặt tràn trề ý cười, bởi vì không có tủy nhục, không có chán trường, chỉ có một trái tim mạnh mẽ hơn, vừa tưới súp gà vừa dạy bảo. Giúp cho Tiêu Tội Kỳ rơi vào sa sút cực độ trở mình, đây là điều khiến Quân Thường Tiếu vui lòng nhìn được. Trưởng môn, Lý Thành Dương đứng dậy, nói. Ly rượu này đệ tử kính ngươi, nếu như không gặp Quân Thường Tiếu, cuộc đời hắn đã kết thúc ở bên ngoài thành Thanh Dương, cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Các đệ tử khác ồn ào đến kính rượu, bày tỏ sự sùng bái đối với trưởng môn, một hồi công phu.
quân Thường Tiếu đã uống hết mười mấy bát rượu. Mặc dù có dùng linh khí để hóa giải một phần men rượu, nhưng hơi men rượu vẫn có chút quấy rối ý thức. Nào! Nào! Tô Tiểu Mạt say khướt cầm một bát rượu, ôm vai Lý Phi. Nói, chúng ta uống một bát. Một bát làm sao đủ? Ngươi muốn mấy bát? Ít nhất phải uống 6 bát. Cát Lợi, ôi chao! Ngươi rất có van đó. Nào chúng ta uống 6 bát. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi rất cứng rắn. Hai người bày ra trên bàn 10 bát lớn, sau đó đổ đầy rượu vào. Tới luôn. Các đệ tử ào ào vây quanh xem náo nhiệt. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi dẫm chân lên ghế. Sau đó từng bát thoải mái uống. Hai vị sư huynh, Lý Thượng Thiên hét lên nói. Một bát rượu này còn đắt hơn một cân thịt. Ngàn vạn lần đừng để đổ rượu ra ngoài. Phụt, Lý Phi không nhịn được, trực tiếp phun rượu ra. Vừa khéo bắn đầy lên mặt hắn. Ha 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 ha, đám đệ tử cười đến co người lại. Quân Thường Tiếu cầm một bình rượu nửa nằm trên bậc thềm đại điện, nhìn đám đệ tử thỏa thích vui vẻ, khóe miệng cũng hơi cười. Hắn muốn tạo ra một tông môn lớn mạnh nhất, đồng thời muốn tạo ra một gia đình vui vẻ và ấm áp. Trước mắt mà nói, gia đình vui vẻ ấm áp có rồi, nhưng khoảng cách với tông môn mạnh nhất vẫn còn phải đi con đường rất dài. Không phải tất cả mọi người đều thích uống rượu, ví dụ như Lục Thiên Thiên, ví dụ như Dạ Tinh Thần, còn có Chu Hồng, ba người mặc dù không uống rượu nhưng đứng trước bàn, không khí chung quanh vui vẻ cũng ảnh hưởng đến nội tâm của bọn họ, đặc biệt là con hàng Dạ Tinh Thần. Nhìn đồng môn không kiêng dè sợ hãi uống rượu, nhìn nụ cười thật thà hiện trên khuôn mặt bọn họ, thầm nói. Đời trước, nào đã từng thấy môn phái vui vẻ như thế này đâu. Qua nửa lượt rượu, Quân Thường Tiếu bật âm hưởng, dưới âm thanh êm dịu. Các đệ tử vây quanh đống lửa nhảy múa, trưởng môn, Lục Thiên Thiên đi đến. Đứng trước bậc thềm nói. Lơ là cảnh giác như thế này, có chút không ổn, không sao. Quân Thường Tiếu uống một ngụm rượu, nói. Không có người có thể phá, rầm. Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, đệ tử đang ồn ào nhảy múa dừng lại, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Gạt, Quân Thường Tiếu tắt nhạc, đứng dậy cùng với dùng linh khí nhanh chóng giải men rượu, tám người lập tức trở lên vô cùng thanh tỉnh. Rầm, rầm, đúng với lúc này, lại hai âm thanh lớn vang lên, chỉ nhìn thấy trận pháp hồn định trong không gian dần dần xuất hiện, đây là đã tiếp nhận tấn công. Lục Thiên Thiên cao mày nói. Người Ma Sát Tông đến rồi, cũng nhanh thật đấy. Quân Thường Tiếu bước đi, mở ra cửa lớn màu đỏ. May bậc thềm sơn môn, một nam nhân cả người mặc đồ đen, lãi đầu nói. Không ngờ một thiết cốt phái nhỏ bé lại có trận pháp bảo hộ. Người này là ai? Gia Diêm Vương, Giang Khất Cái. Lúc hoàng hôn còn ở bên ngoài nhìn dặm, nhanh như vậy đã đến đây, có thể thấy tốc độ rất nhanh. Quân Thường Tiếu nói. Các hạ là ai? Giang Tà ngẩng đầu, vanh vén mái tóc rối bù, cười nói. Giang Tà, Ma Sát Tông. Cọp tê. Cửa lớn trực tiếp đóng lại. Bên trong truyền ra giọng của Quân Thường Tiếu, xin lỗi. Kết cốt phái ta không hoan nghênh người của Ma Sát Tông, xin hãy quay về đi. Giang Tà nhếch mép cười, nói. Tiểu tử, chính là vì có trận pháp phòng ngự tồn tại, cho nên ngươi mới không cảm thấy sợ hãi sao? Giật, trong lúc nói. Nắm đấm phải giơ lên, từng luồng linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng nổi lên, sau đó đột một đấm tới. Đùng, một quyền này ít nhất là trăm vạn cân trở lên, có thể gọi là bùng nổ. Nhưng đụng vào đại trận hộ phái, lại không có chút gợn sóng nào. Giang Tà có chút ngu ngơ. Vừa rồi hắn tung ra lực lượng lên đến 200 vạn cân, cho dù không thể phá tan trận pháp, tốt xấu gì cũng phải cho chút mặt mũi rung động một chút đi chứ. Trận pháp phòng ngự này của thiết cốt phái có chút mạnh, ra và xoa xoa tay. Cười nói, chỉ là... Đối với ta mà núi, chỉ có chút tính thử thách mà thôi. Vù vù, ma khí trong nội thể phóng ra mạnh mẽ, sau đó dưới không chế của linh niệm, chớp mắt hóa thành từng quyền đấm, hướng về trận pháp ập xuống. Rầm, 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 từng hồi âm thanh lớn vang lên, giống như tiếng pháo nổ. Ngược lại, sau khi trải qua điên cuồng va chạm, Giang Tà nắm chặt tóc, suy sụp nói. Con neo nó rốt cuộc là trận pháp quỷ gì đây? Tấn công người mấy quyền đấm mà không có chút phản ứng gì là sao? Có phản ứng, dưới sự tấn công liên hoàn, đại trận hộ phái vốn có chút mờ nhạt đã càng ngày càng hiện rõ. Đệ tử phía trong môn phái, có thể nhìn thấy kết giới hình cung trên bầu trời. Các bảo bối, Quân Thường Tiếu đập tay, nói. Thời gian không còn sớm nữa, đưa trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Các đệ tử thu dọn sạch sẽ dân luyện võ, sau đó trở về nội viện nghỉ ngơi. Mặc dù trong đêm khuya nhưng vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng âm thanh va đập từ bên ngoài truyền đến. Bất quá giấc ngủ của bọn họ vẫn cực kỳ ổn định. Đây là do tu luyện thời gian quá dài. Uống rượu vui vẻ một hồi thoải mái ngủ say, Quân Thường Tiếu cũng ngủ. Thậm chí còn có một giấc đẹp đẽ. Ngày thứ hai thức dậy, mở ra cửa lớn màu đỏ, nhìn thấy tên Giang Tà chết tiệt kia vẫn đứng trước cửa sơn môn, ánh mắt đầy tia máu. Đây không phải là thức cả đêm, mà là tức giận đánh một đêm mà không phá được trận pháp,
Trầm, Giang Tà lại hung hăng đấm lên kết giới. Sức mạnh vẫn là 200-300 vạn cân, kết quả vẫn trước sau không chút động tĩnh, cuối cùng ngồi xuống, vò vò tóc, cả mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chương 306, Tiểu Long Long tiến hóa. Giang Tà, một tên võ vương hàng thật giá thật. Ngay lúc này, hắn đang ngồi xổm trước sơn môn Thiết Cốt phái, bụng mặt tràn đầy nét tuyệt vọng. Hắn vốn tính nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nhà làm một giấc ngon lành, kết quả đánh suốt một đêm cũng không phá được trận pháp phòng hộ của người ta. Chuyện này rất bi kịch, cũng rất bất đắc dĩ. Quân Thường Tiếu tựa ở trước cửa lớn màu đỏ, khoanh tay nói: "Ngươi chơi mệt chưa?" Giang Tà biểu lộ ánh mắt tức giận, nói: "Tiểu tử chết tiệt, có can đảm thì lăn ra đây cho bổn vương." Bổn vương, cái danh xưng này chút dạ người nha, chẳng lẽ hắn là... Không sai. Hệ thống nói: "Tên này là võ vương có thực lực sâu không lường được, nếu như chủ nhân bước ra ngoài sẽ bị đối phương đánh cho không kịp thở." Chật chật, Ma Sát Tông thật đúng là quan tâm mình mà, cho hẳn một tên võ vương đến gây chuyện. Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười nói: "Bổn tọa thích đứng ở trước cửa đấy. Ngươi có giỏi thì phá trận đến đánh ta này, đối phương là võ vương, hắn chắc chắn không có ngu đến mức bước chân ra ngoài." Tiểu tử, Giang Tà siết chặt hai nắm đấm, đôi mắt hiện rõ sự lạnh lẽo, nói: "Đợi bổn vương phá xong trận pháp, sau đó sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, không hổ danh là Giang Diêm Vương." Một khi tiến vào trạng thái thực hiện nhiệm vụ, chỉ từ ánh mắt hắn có thể thấy, đã cực kỳ dạ người rồi. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở bề ngoài biểu hiện hung ác, còn thực chất không tiến vào được. Cót két. Quân Thường Tiếu không để ý hắn nữa, trực tiếp đóng lại cửa lớn. Hắn trước tiên đi tôi luyện trong tầng 1-2 của tháp rèn luyện 2 tiếng, sau đó trở về phòng vận chuyển dịch cân kinh tu luyện. Sau khi bản thân đột phá võ tông nhị phẩm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù tốc độ hấp thu linh lực gia tăng, nhưng muốn tăng trưởng linh hạch trong mỗi thể thì rất trọng, mặc cho có sự hỗ trợ từ tụ khí đan, trong vòng 1 năm có thể đột phá đến võ tông tam phẩm đã rất không tệ. Quân Thường Tiếu một bên vừa tự nói, vừa lấy ra một viên võ sư đan tròn trịa đầy màu sắc. Thời điểm hắn lấy được 50 phần dược liệu từ Mã Vân Đằng, toàn bộ đan được đã luyện chế hoàn thành ngay trên đường trở về môn phái. Một khi đệ tử đạt tu vi đến võ đồ đỉnh phong có loại đan dược này, muốn đột phá cảnh giới sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, thậm chí tiết kiệm không ít thời gian cảm ngộ thiên địa. Nếu như vào lúc bọn người Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần bị kẹt ở tu vi đỉnh phong, có sự tiếp tế từ võ sư đan, khẳng định tu vi hiện tại sẽ chỉ càng cao thêm. Đây chính là ông bà trồng cây, con cháu hóng mát. Quân Thường Tiếu cho gọi Lý Thanh Dương, nói: "Ngươi thống kê một chút, hiện tại môn phái có bao nhiêu đệ tử đạt đến võ đồ đỉnh phong?" Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói: "Tổng cộng có 67 tên võ đồ đỉnh phong, thật đúng là một tổng quản nội vụ hợp cách mà. Từng giây từng phút nắm rõ tu vi đồng môn như lòng bàn tay, hơi nhiều, không đủ phân phát." Quân Thường Tiếu nói: "Cần phải kiếm thêm một chút tài liệu luyện chế mới được." Nguyên, bên ngoài, một lần nữa có âm thanh nổ lớn vang lên. Quân trưởng môn vốn dự định đi một chuyến đến thành Hồ Dương, lập tức cao mày nói: "Tên kia tuy là không vào được, nhưng cứ chặn cửa ở bên ngoài, chính mình cũng không ra được luôn. Hắn có thể dùng truyền âm thuật, thông báo cho thành viên Tế Vũ Đường ở thành Hồ Dương, nhưng vẫn cần phải nghĩ cách giải quyết gã Giang Tà chết tiệt này. Giải quyết như thế nào đây? Đây đúng là một vấn đề hóc búa." Quân Thường Tiếu không tự cho rằng bản thân dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao có thể đánh bại một tên võ vương. Nếu như hắn sử dụng Nan Thu Đao chỉ để đối phó một người, vậy chuyện này có hơi lãng phí, thật là đau đầu mà. Quân Thường Tiếu ngồi trong thư phòng, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, hệ thống nói: "Chủ nhân coi như giải quyết xong tên Giang Tà kia, Ma Sát Tông khẳng định sẽ tiếp tục cho cường giả đến gây chuyện." "Hay." Quân Thường Tiếu thở dài nói: "Quan trọng nhất vẫn là thực lực a. Nếu bản thân có tu vi Vũ Vương, cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, ha sẽ e ngại một cái Ma Sát Tông." Rắc. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên. Quân Thường Tiếu đưa mắt nhìn sang, phát hiện Hỏa Long đang ngáp một cái lười biếng bên trong ổ nhỏ, sau đó tỉnh dậy từ giấc ngủ đông bấy lâu nay. "Tiểu gia hỏa này, ngươi rốt cuộc tỉnh dậy rồi." Vù vù. Đột nhiên, một luồng ngọn lửa nóng bỏng tôn trào, không chỉ bao phủ Hỏa Long, mà còn đốt cháy ổ nhỏ trong nháy mắt, thậm chí nhiệt độ bên trong căn phòng cấp tốc tăng vọt. Xoát. Quân Thường Tiếu phản ứng thần tốc, không nói hai lời xông tới, ôm lấy tiểu gia hỏa đang bị ngọn lửa bao phủ, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vù vù, vừa chạy đến khu vực trống trải, Tiểu Long Long tràn ngập ngọn lửa quanh người đã cao tới 2-3 mét. May mà Quân Thường Tiếu là chủ nhân nó, cho nên không bị ngọn lửa ảnh hưởng, đồng thời may mà hắn ung tiểu gia hỏa này nhanh chóng chạy ra, nếu không thư phòng đã bị nó đốt trụi rồi. Trời a, một đám lửa thật lớn, chẳng lẽ trưởng môn đang tu luyện võ học hỏa hệ? Các đệ tử đi ngang qua, nhìn thấy trong tay Quân Thường Tiếu phun trào ngọn lửa lớn như thủy triều, ánh mắt từng người nhất thời dâng lên sự hâm mộ và sùng bái. Thực tế thì sao? Ngọn lửa bạo phát là từ Tiểu Long Long mà ra, không có một chút quan hệ nào tới hắn cả. Quân Thường Tiếu vội vàng đi đến sân luyện võ nhỏ ở nội viện,
ném Tiểu Gia Hỏa ở trung tâm sân bãi, sau đó lùi lại mấy bước. Thầm nói, vô duyên vô cớ. Vì cái gì tự nhiên nó bạo phát vậy trời? Hệ thống nói, chắc là nó đang tiến hóa, hệ thống giải thích nói. Hung thú đặc thù mỗi lần ngủ đông xong, đều sẽ vào trạng thái tiến hóa, thực lực cũng từ đó tăng cao không ít. Quân Thường Tiếu nhất thời sáng hết cả hai mắt, kể từ lúc ấp trứng hung thú đã hao phí nhiều tiền như vậy rồi. Nếu như từ trong tiến hóa không thể trở nên càng mạnh, chẳng phải đây là chuyện rất bất hợp lý hay sao? Ngủ vù, mọi lửa nóng rực còn đang kéo dài tăng trưởng, theo nhiệt độ nóng rực ngày càng tăng lên, nội viện cũng trở nên nóng nực khô ráo. Tô Tiểu Mạt Ti vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá hắn vội vàng trở về phòng ngủ, lấy toàn bộ đồng phục vừa giặt sạch phơi bên ngoài sân luyện võ. Bọn người Lý Phi thấy một màn này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội phơi đồ tốt đến vậy, cho nên lần lượt có hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh sân luyện võ mắc lên từng cái dây thừng, phía trên có đồng phục, có chăn mền, còn có quần lót trắng tinh khôi. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng, khi ước thú của ta tiến hóa ở chỗ này, thế mà các ngươi còn có thể tận dụng ngọn lửa để sấy khô trang phục, nghiêm túc một chút có được hay không? Vù vù, ngọn lửa nóng rực không chút kiêng nể dâng trào lên, nhìn thoáng qua chẳng khác gì đống lửa lớn ăn tực mừng hôm qua, nếu nó thức tỉnh vào hôm qua, tiết kiệm được không ít củi lửa còn gì, Quân Thường Tiếu thầm nói. Hỏa Long bị bao phủ bởi ngọn lửa, thiêu đốt duy trì tận mấy tiếng, mãi cho đến màn đêm lên cao. Ngọn lửa nóng rực mới có dịu xuống, tiến hóa đã kết thúc, hệ thống nói. Quân Thường Tiếu biểu lộ ánh mắt tràn lập mong chờ, hắn mong đợi khế ước thú của mình sau khi tiến hóa có gì khác biệt không. Sau một lúc, ngọn lửa vốn cao đến 2-3 mét từ từ nhỏ xuống, Tiểu Long Long cũng từ đó hiện ra hình bóng rõ ràng hơn, chỉ từ hình thể có thể thấy lớn hơn nhiều so với lúc trước. Vù vù, vài giây sau, đầu thú phơi bày ra ngoài, hai tái lỗ mũi hít thở một hơi, ngọn lửa bao phủ chung quanh dần rút vào trong người, bầu trời đêm theo ngọn lửa dần dần tan biến, cũng từ màu đỏ thẫm trở về khung cảnh bình thường. Giống Tiểu Long Long hoàn tất tiến hóa, nó đột nhiên ngửa đầu lên gầm thét giận dữ, tiếng rồng ngâm nhất thời quanh quẩn khắp bầu trời Thiết Cốt phái. Hừ, Giao Tả vừa mới tung ra hai quyền có như không xong, nhướng mày nói, Thiết Cốt phái này chẳng lẽ còn có hung thú trấn phái sao? Tiếng rồng ngâm kinh động các đệ tử, bọn họ lần lượt chạy từ phòng ngủ tới, phát hiện một hình ảnh nhỏ trên sân luyện võ, một con hung thú cao nửa mét, làn da màu đỏ hồng, thân thể như rắn. Đây là... Tô Tiểu Mạt co giật khóe miệng nói, Tiểu Long Long. Lý Phi ôm đầu nói, ối vãi, sao nó tỉnh lại rồi mà còn lớn hơn nữa chứ? Điền Thất suy sụp nói, ngọn lửa kia chẳng lẽ là nó phóng chất ra? Chương 307, lại không có thịt ăn. Hỏa Long Long ngủ say mấy tháng rồi hoàn thành tiến hóa, hình thể cũng tăng trưởng lớn bằng bàn tay, chiều cao đạt đến nửa mét. Từ ban đầu nó có thể hình quá mức nhỏ bé, cho nên người khác đều nhận định là một con thằn lằn. Bây giờ thân thể trưởng thành không ít, bởi vì thân thể rất bóng loáng, nhìn thế nào cũng giống một con rắn hơn. Quân Thường Tiếu không cho rằng Tiểu Long Long là một con rắn, bởi vì nó có 4 cái chân ngắn, mỗi cái chân còn có 5 cái móng vuốt. Hệ thống nói, Tiểu gia hỏa này lớn lên không hề giống với hỏa long thú. Nói nhảm, Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói, từ hình thể có thể thấy nó rất giống rồng, dựa theo số lượng móng đến xem, rất có thể là ngũ trảo thần long trong truyền thuyết. Ngũ trảo thần long, Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, kiếp trước hắn cũng từng nghe nói đến dinh vật này. Ngũ trảo thần long tượng trưng cho thiên tử ở thời cổ đại, phía trên long bào cũng thiêu hình 5 móng vuốt. Hệ thống nói, trong thế giới võ hiệp, ngũ trảo thần long được xưng là thần thú, cũng là vương giả của loài rồng. Ý của ngươi là, ta ấp trứng của một con hỏa long thú, kết quả nở ra một con rồng cấp bậc thần thú, Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói, đây vẫn chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực nó là ngũ trảo thần long, và nhất sau mấy lần tiến hóa, nó là biến thành một con hỏa long thú cũng không chừng. Quân Thường Tiếu im lặng, hắn khẳng định không hy vọng chuyện này xảy ra, dù sao giữa ngũ trảo thần long và hỏa long thú, sự chênh lệch này lớn đến mức không bình thường. Ọt ọt, Tiểu Long Long vừa mới hoàn tất tiến hóa, cái bụng nó phát ra tiếng kêu. Sau đó nó dùng một cái ánh mắt đáng thương nhìn về phía chủ nhân, nó đói bụng rồi, đi thôi. Quân Thường Tiếu nói, ăn cơm. Soát, Tiểu Long Long di động 4 cái chân ngắn trước một bước, vội vàng chạy về hướng nhà ăn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, phảng phất chỉ vừa lóe lên rồi biến mất. Ối vãi, Quân Thường Tiếu cả kinh nói, chạy nhanh vậy luôn? Hệ thống nói, sau khi Tiểu Gia Hỏa tiến hóa xong, từ hơi thở toát ra đến xem, cấp độ ít nhất cũng là trung nhất phẩm. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng liên tục, bản thân mình vốn sở hữu hệ thống mới có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, nhưng phải tốn không ít công sức hoàn thành nhiệm vụ sử thi, còn tên Tiểu Gia Hỏa này chỉ cần ngủ liền mấy tháng, sau một lần tiến hóa, thực lực tăng lên có thể sánh ngang với võ sư, thật đúng là khiến người ta phải ghen ghét mà. Tiểu Long Long thức tỉnh tiến hóa,
chuyện này khiến Quân Thường Tiếu cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đối với bọn người Tô Tiểu Mạt mà nói, đây lại là một cái tai kiếp to lớn, nguyên nhân đơn giản là không có thịt ăn. Mấy cái chữ này, vừa đến ngày thứ hai đã thấy, bởi vì lúc bọn họ vào đến nhà ăn, còn chưa kịp giơ đũa lên, Tiểu Long Long lập tức nhảy lên bàn cơm. Hai trong mắt lửa đỏ không ngừng đảo qua đảo lại, mụ ý kia giống như là thịt trong chén các ngươi. Ta muốn ăn hết. Bọn người Tô Tiểu Mạt giật khóe miệng giật một cái, cam tâm tình nguyện đẩy qua toàn bộ thịt, trong lòng không ngừng gào to nói. Lúc nàng nó mới ngủ đông đây rồi, xoát, xoát. Tiểu Long Long hái miệng, từng ngụm ăn hết thịt trong dĩa. Sau đó chạy sang một bàn khác, trải qua mấy lần càn quét, trên mỗi bàn cơm, chỉ còn lại có mỗi thức ăn chay. Ngay lúc này, Lục Thiên Thiên từ bên ngoài đi vào, Tiểu Long Long đang ở giữa chừng, nhìn thẳng vào mắt nữ nhân lạnh lùng kia, nhất thời nhớ tới tình cảnh thân thể bị đóng băng, nỗi đau vẫn còn đó, vội vàng cụp đuôi chạy trốn. Cũng còn may, đại sư tỷ có thể trị được nó. Bữa cơm sau đó, bọn người Tô Tiểu Mạt ăn khổ thành tinh, chỉ cần nhìn thấy Lục Thiên Thiên đi nhà ăn, ngay lập tức chạy theo phía sau. Thật đúng là như thế, chỉ cần đại sư tỷ xuất hiện, Tiểu Long Long vốn làm mưa làm gió vội vàng biến mất, hoàn toàn bày ra bộ dáng nữ nhân này không thể chọc vào, trốn chính là thượng sách. Quân Thường Tiếu cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn tiểu gia hỏa cướp thức ăn của đệ tử, cho nên ra lệnh cho Liễu Uyển Chi làm cơm riêng cho nó. Trưởng môn, Liễu Uyển Chi bĩu môi nói, Tiểu Long Long có sức ăn quá lớn, một ngày ăn hết số lượng thịt, đạt đến 700-800 cân, nhiều như vậy sao? Quân Thường Tiếu trợn tròn mắt, với tài lực hiện tại của hắn, muốn cung cấp thức ăn cho Tiểu Long Long hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bên trong môn phái chứa thịt không nhiều, Sơn Môn lại có một tên võ vương gác cửa, nếu như ăn sạch rồi làm thế nào tiếp tế đây? Không được, không được, Quân Thường Tiếu nói. Ta phải thử vụng trộm trốn tên kia, xuống núi mua sắm đầy đủ thịt mới ổn thỏa. Ban đêm, Giang Tà vẫn ngồi ở trước Sơn Môn, trong mắt hắn có vằn vệt tia máu. Hắn đến nơi này đã được 2 ngày, trong lúc đó đánh ra không dưới 1000 quyền, kết quả vẫn như dã tràng xe cát, vù vù. Sau lưng hắn, 10 tên võ tông đứng thở phì phò, bọn hắn là người được đại đà chủ đưa đến hiệp trợ Giang Tà tiêu diệt Thiết Cốt Phái. Sáng sớm hôm nay vừa vặn chạy tới, sau khi biết Thiết Cốt Phái có trận pháp phòng hộ, không tiếc sức lực đấm đá trọn vẹn 6-7 canh giờ, võ tông tuy có sự chênh lệch rất lớn so với võ vương, nhưng 10 tên võ tông vẫn có thể sánh bằng một tên võ vương nhất phẩm, cứ như vậy vẫn luôn đấm đá, kết quả vẫn không một chút rung chuyển, có thể thấy đại trận hộ phái trung phẩm mạnh đến mức nào. Quân Thường Tiếu lại rất thong thả, có trận pháp cường hãn như vậy che chở, hắn hận không thể ngay lập tức chạy ra ngoài, bất chấp khoa trương, bất chấp gây sự. Dù sao môn phái đã đắc tội với người ta rồi, cứ co rút bên trong trận pháp là được, đáng chết. Giang Tạt tức giận nói, bổn vương từ trước đến nay làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy đều lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái Thiết Cốt Phái nho nhỏ làm khó. Đại nhân, một tên võ tông nói, chúng ta có nên thử bẩm báo cho đại đà chủ, cho trận pháp sư đến giải quyết vấn đề này không? Gia Tà mò xoa cằm nói, đã dựa vào sức mạnh không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ, ngươi thông báo cho đại đà chủ đi. Vâng, một tên võ tông lùi lại mấy bước, khai triển động tác dường ra, trong miệng lẩm nhẩm cái gì đó, chợt một đạo ánh sáng đen bay vút đi. Hùng, ngay lúc này Giang Tà dường như cảm ứng được gì đó, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra. Vách đá ở phía sau núi, Quân Thường Tiếu vận dụng Túng Vân Bộ, vừa đi vừa nhảy giữa các tảng đá. Hắn cần mua lượng lớn thịt để nuôi dưỡng Tiểu Long Long, cửa chính đã có cao thủ Ma Sát Tông trông coi. Hắn không thể cho đệ tử đi mạo hiểm, chỉ còn cách đợi đến hoàng hôn rồi từ trên núi nhảy xuống. Hệ thống nói, có một chuyện nhất định phải nói cho chủ nhân. Nói đi, Quân Thường Tiếu vừa nhảy xuống, vừa nói. Hệ thống nói, một khi võ giả bước vào võ vương, có thể hình thành linh niệm mà mắt thường không thể thấy được, từ đó phát hiện mục tiêu trong phạm vi nhất định, có thể nói là không chỗ che thân. Quân Thường Tiếu đứng trên một ngọn đá, co giật khóe miệng nói, ý của ngươi là cái tên võ vương trông coi trước sân môn rất có thể đã phóng thích linh niệm bắt. Vù vù, ngay lúc này dưới núi bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ, Giao Tà kéo theo sóng gió mập trời xông tới, cười lạnh nói, tiểu tử, ngày chết đã tới. Hắn tuy không thể phá tan trận pháp, nhưng vẫn có thể phóng thích linh niệm bao phủ toàn bộ Thiết Cốt Phái, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ ngay lập tức phát hiện, cho nên mới nói. Đối mặt với cường giả võ vương, khẩu súng 88 đã không còn tạo thành uy hiếp quá lớn. Bởi vì viên đạn được bắn ra, sẽ bị linh nghiệm bắt lại trong nháy mắt, cũng từ đó cấp tốc có hành động tránh né. Nhào nó, Quân Thường Tiếu nhìn thấy Giang Tà giết tới như hung thần ác quỷ, lập tức vội vàng chạy trở về, trong lòng không quên mắng, con em ngươi vì cái gì không nói sớm. Hệ thống nói, ta vừa mới nhớ ra, xoát, xoát.
Soát. Quân Thường Tiếu thật đúng là liều mạng. Tống Vân Bộ được thi triển đến cực hạn trong nháy mắt, hai bên không ngừng có cẳng lên chạy. Giang Tà nhìn tình cảnh này lập tức biến sắc, tên này chẳng qua chỉ là võ tông nhị phẩm, thế nhưng thi triển thân pháp không tồi, dựa theo tốc độ hiện tại mình vừa đuổi kịp thì đối phương đã tiến vào trận pháp trước một bước. Thầy, sau một lúc suy nghĩ, Giang Tà đưa ra hai tay, sau đó hợp lại cùng nhau, hai lòng bàn tay mở ra, linh lực cường hãn cấp tốc hội tụ vào một chỗ, lấp lóe ánh sáng quỷ dị, nói: "Truy hồn đặt mệnh, ngào." Ánh sáng được ngưng tụ ra giữa hai lòng bàn tay, bắn ra theo một đường từ dưới lên trên, tạo theo một đường ánh sáng dài. Quân Thường Tiếu quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói: "Cả nhà ngươi, đây có khác gì cái lô đâu chứ?" Xoát, xoát. Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể liều mạng nhảy lên phía trên, cho đến khi nhảy lên đỉnh núi, luồng ánh sáng mạnh mẽ phía sau đã sắp cập tới. Tác, tác. Quân trưởng môn lè lưỡi như một con chó điên chạy vào trong trận pháp, nhưng bởi vì cái mông còn hơi lộ ra ngoài, cho nên bị luồng ánh sáng quệt nhẹ. Đùng, nguynh, luồng ánh sáng nổ tung khi va chạm với trận pháp phòng ngự. Chương 308, hình thái chiến đấu của Tiểu Long Long. Nguynh, Giao Tà thi triển ra một chiêu truy hồn đoạt mệnh, va chạm lên kết giới phòng ngự. Mặc dù vẫn không thể chấn động gì nhưng truyền ra một tiếng vang lớn. Chuyện gì thế? Động tĩnh lớn như vậy. Đi, chúng ta đến xem thử. Đệ tử Thiết Cốt phái không ngủ. Từng nhóm từng đội hướng về phía sau núi. Đi về vị trí vừa phát ra tiếng vang, trong chốc lát, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, bởi vì trưởng môn chồng mông, nằm úp trên cỏ, trên quần có một lỗ lớn, lộ ra phần da xương đỏ. Trưởng môn, các đệ tử kinh lạc hô lên lao đến. Đừng, đừng qua đây, Quân Thường Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn tọa nằm một chút là được rồi, dùng tung vân mộ, nỗ lực lao lên đỉnh núi, nhưng mông vẫn bị quét qua. Cả người cũng dưới lực tấn công, trực tiếp bay vào trong trận pháp, nói thật, có chút chảm hại. Nhưng cũng may mắn sóng năng lượng giúp hắn có thể nhanh chóng vào trong trận pháp. Nghỉ ngơi một chút, Quân Thường Tiếu ôm mông đứng dậy, nói: "Chỉ bị quét qua mông mà đau như vậy. Nếu như đối mặt trực diện, mình khẳng định không chết cũng bị trọng thương." Hệ thống nói: "Đây là sự cường hãn của võ vương, nhèm nó." Quân Thường Tiếu ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói: "Lão tử nhất định phải nghĩ cách chơi chết tên này, bị đánh vào mông, còn bị đệ tử nhìn thấy, chuyện này rõ ràng mất mặt biết bao nhiêu, nhất định phải báo thù rửa hận." Đúng lúc này, Tiểu Long Long từ đằng xa lao đến, nhìn thấy cái mông sưng lên của chủ nhân, ánh mặt nó lập tức hiện lên ý giận, rầm, tiểu gia hỏa gầm lớn một tiếng, toàn thân lập tức phun ra ngọn lửa nóng hừng hực, chủ nhân bị đánh. Thân là thú khế ước, nhất định không thể nhịn, Tiểu Long Long càng nghĩ càng tức, ngọn lửa phun ra lan ra đến 2-3 mét, Quân Thường Tiếu có thể cảm nhận được nó rất tức giận, an ủi nói. Đừng vội, đợi chủ nhân trở nên mạnh hơn, tự sẽ hung hăng ngược đãi hắn. Chủ nhân đột nhiên từ trong ngọn lửa truyền ra tiếng nói non nớt, ta hiện tại đi ngược đãi hắn. Quân Thường Tiếu trợn mắt há hốc mồm, trong mắt của đệ tử cũng thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Tiếng truyền ra từ trong ngọn lửa, lẽ nào là Tiểu Long Long đang nói chuyện? Chuyện này không thể nào. Giạc, đột nhiên trong ngọn lửa nóng hừng hực bước ra một bóng người cao chưa đến một mét, mặc dù toàn thân mờ ảo nhưng một đám lửa vừa khéo che đi bộ phận quan trọng trên người. Từ hình thái này, đây giống như một đứa trẻ 8-9 tuổi, nhưng bắp thịt trên cánh tay, vòng ngực, cơ bụng, nhất là ở chân vô cùng phát triển, vừa nhìn liền biết là người giỏi thể dục. Người này da hiện lên màu đỏ sẫm, giống như than củi cháy đỏ. Vậy thì vì sao phải bỏ chữ người vào dấu mọc kép? Bởi vì hắn có thân thể con người nhưng lại có một cái đầu cừu, bên trên rõ ràng có hai cái sừng cong cong. Càng loạn hơn nữa là sau mông có một cái đuôi thô dài, phía cuối có một đám lửa đang cháy điên cuồng. Đây không phải là người, đây là yêu quái. Quân Thường Tiếu và các đệ tử đều ngơ ngác như gà hỗ. Đúng lúc này, ngọn lửa nóng hực phía sau bắt đầu thu vào trong, rất nhanh biến mất không dấu vết. Quân Thường Tiếu không còn thấy khế ước thú của mình, vì thế co giật khóe miệng mãnh liệt nói: "Ngươi, ngươi là Tiểu Long Long?" "Đúng vậy." Quái vật đỏ rực phát giọng nói non nớt, nói: "Chủ nhân." Quân Thường Tiếu thiếu chút nữa không đứng ổn định mà ngã xuống. Khế ước thú vậy mà có thể biến thành một quái vật giống như người, lại còn có thể nói chuyện, đây là đang nằm mơ sao? "Chủ nhân," Tiểu Long Long nói, "đây là hình thái chiến đấu của ta sau khi tiến hóa, gọi là Long Nhân Hóa." Quân Thường Tiếu giật giật khóe miệng nói: "Nhìn cái đầu của ngươi đến xem, tuyệt đối không giống Long Nhân, ngược lại càng giống Dương Nhân người dê." Tiểu Long Long đáp: "Ta cần phải tiến hóa vài lần mới có thể trở thành Long Nhân Hóa chân chính." Hệ thống nói: "Chủ nhân, người ấp ra con hung thú này biến dị rồi. Nếu không đoán sai, có lẽ là một huyễn thú." Cái gọi là huyễn thú, chú trọng là một chữ huyễn, ví dụ như Chư Bội Kỳ, nhìn dường như không có sức mạnh chiến đấu nhưng có thể biến hóa ra mãnh thú, tạo ra sóng âm mạnh mẽ làm kinh hãi đối thủ. Từ hình thái chiến đấu đầu tiên của Tiểu Long Long, hệ
hệ thống xác định đây nhất định là huyễn thuật, từ đó biến thành hình người. Quân Thường Tiếu nói: Tiểu Long Long, ngươi là huyễn thú, huyễn thú. Các đệ tử nghe thấy tất cả lập tức tỉnh ngộ, nếu như là huyễn thú, từ hình thái hung thú biến thành hình người, dường như cũng không coi là hiếm lạ. Tiêu Long Long nói: Hình thái chiến đấu của ta chỉ có thể duy trì trong 1 giờ, vì thế phải nắm bắt thời gian, giải quyết tên làm chủ nhân bị thương. Quân Thường Tiếu nghiêm trọng nói: Ngươi tổn thương ta là võ vương đấy. Tiểu Long Long hiện lên ánh mắt khinh bỉ đầy nhân tính hóa, nói: Chỉ cần không phải võ vương đỉnh phong, ta có thể ngược đãi hắn sống không bằng chết. Vậy sao? Quân Thường Tiếu nói: Chủ nhân. Tiểu Long Long kiêu ngạo nói: Ngươi muốn còn sống hay muốn sát chết? Quân Thường Tiếu nhìn nó hống hách lợi hại như vậy, nói: Nếu có thể đánh được hắn, đầu tiên đánh cho thử sống thiếu chết, rồi vác về đây cho ta. Ngược. Tiểu Long Long bước dài lao ra ngoài trận pháp. Bộ phận quan trọng dưới hạ thể luôn có một đám lửa che đi. Đừng đi. Quân Thường Tiếu vội vàng nói. Phía trước là. Tác. Tiếng trượt chân rơi xuống vách núi nhanh chóng truyền ngược lại. Quân Thường Tiếu: Đám đệ tử, khế ước thú này của ta rốt cuộc có đáng tin cậy hay không đây? Sạt. Giang Tà nhảy lên vài cái, ổn định rơi xuống trên mặt đất, hóe miệng cười lạnh: Tiểu tử, một đòn truy hồn đoạt mệnh vừa rồi của ta, lực lượng tổng 300 vạn cân, cho dù chỉ đánh vào mông ngươi, kết cục nhất định không chết cũng trọng thương. Giang Tà rất tự tin với sức mạnh bản thân, tuyệt đối không cho rằng một tên võ tông nhị phẩm có thể chịu đựng được. Trên thực tế, thân thể Quân Thường Tiếu tôi luyện hơn 1 năm, đã tương đối cứng rắn, hơn nữa lại chỉ quét qua mà thôi. Vì thế chỉ gọi là vết thương nhẹ. Tay. Giang Tà búng tay, nói: Đợi đại đà chủ cho trận pháp sư đến, phá bỏ trận pháp phòng ngự này, bổn vương nhẹ nhàng giải quyết gọn cả Thiết Cốt phái. Ha ha ha, hắn ôm mặt, phát ra tiếng cười kỳ quái nói: Tất cả đều nằm dưới sự khống chế của bổn vương, ta. Ba. Đột nhiên phía trên truyền đến tiếng hét của một đứa trẻ, rầm rầm, cách đó 5 mét, bỗng nhiên có đồ vật rơi xuống đập lên mặt đất. Đồng thời nhấc lên một trận khói bụi, Giang Tà đang cười kỳ quái bị dọa cho nhảy dựng lên, bụi đất tản đi. Trên mặt đất lõng ra một hố sâu hình người, Giang Tà khóe miệng giật giật nói: Có người nghĩ quẩn, nhảy vách núi tự kết liễu cuộc đời sao? Linh niệm tiến vào trong hố, nắm giữ tất cả bên trong, lập tức ngạc nhìn nói: Đây rốt cuộc là người? Hay vẫn là hung thú đây? Không hổ danh là cường giả võ vương, bất chợt nhìn thấy một thứ tồn tại vừa giống người vừa giống yêu, chỉ có chút ngạc nhiên mà không hề có chút sợ hãi nào. Bạch Tiểu Long Long một tay chống lên mặt đất, chảm hại trèo ra khỏi hố, đáng chết. Nó phủi bụi đất trên người, ôm đầu cừu, suy sụp nói: Lần đầu tiên sử dụng hình thái chiến đấu, vậy mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, hùng. Giang Tà nói: Ngươi rốt cuộc là người hay là yêu quái? Giạc. Đột nhiên, Tiêu Long Long xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt đỏ rực lóe lóe tức giận nói: Ta là Long Nhân, tốc độ nhanh thật. Giang Tà thay đổi sắc mặt, vô thức muốn tránh đi, nhưng đã trễ rồi. Nắm đấm nhỏ nhìn có vẻ non nớt của Tiểu Long Long đã hung hắn đấm vào ngực hắn. Giang Tà có thể dựa vào linh niệm để biết trước, nhưng căn bản không có thời gian tránh đi. Thậm chí dùng hai cánh tay để chặn cũng không kịp. Đùng, một nguồn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đột nhiên lan rộng sau lưng Giang Tà. Ngươi cũng bay mạnh đi, đập vào vách núi, chặt. Tiểu Long Long bước dài lao đến, hai cánh tay đỏ thẫm điên cuồng vung vẩy, triển khai đòn tấn công giống như cuồng phong bão táp. Làm tổn thương chủ nhân của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bụi đất mịt mù, đá vỡ bay loạn xa, vách núi chịu sức mạnh của đòn đánh, nhanh chóng nứt vỡ. Giống như mạng nhện lan rộng ra phía ngoài, 2 chữ, tàn bạo, 4 chữ, vô cùng tàn bạo. Chương 309, bị bắt làm tù nhân. Sau khi trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc, trên khu vực vách núi chí ít cũng có 5-6 mét bị đánh vỡ nát lõm vào. Xoát. Tiểu Long Long dừng lại, thản nhiên nói: Đây chính là kết cục dám tổn thương chủ nhân của ta. Giang Tà bị đánh dính vào bên trong vách đá, toàn thân chồng chất vết thương, toàn bộ mặt đều bị đánh thành hình đầu heo. 1 chữ, làm. Hắn cũng không nói lời nào, bởi vì sau khi bị đánh một trận cuồng loạn, ngươi đã ngất đi rồi. Võ vương nha, trực tiếp bị bạo ngược, thật là đáng sợ vô cùng. Nếu như không phải Quân Thường Tiếu có mệnh lệnh phải giữ lại mạng sống, hiện tại vị Giang Diêm vương này chỉ sợ đã hồn về đoàn tụ ông bà rồi. Mới vừa rồi còn đang nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, kết quả nháy mắt liền bị ngược đến ngất xỉu. Tốc độ đánh mặt hẳn là không nên quá nhanh như vậy. Hết cách rồi, ai lại có thể nghĩ đến một cái nhìn như hài đồng yêu nhân chỉ có 8-9 tuổi sẽ có thực lực khủng bố như thế. Giang Tà là võ vương nhị phẩm, thế mà vẫn bị đánh cho chật vật không chịu nổi như thế. Thực lực của Tiểu Long Long ít nhất cũng phải có thể so với võ vương ngũ lục phẩm, thậm chí cao hơn. Hình thái chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Sát. Tiểu Long Long bắt lấy một chân của Giang Tà,
kéo đối phương ra từ trong vách đá. Sau đó hướng phía vách núi nhảy lên, cuối cùng nhảy tới chỗ đỉnh núi. Cứ như vậy, Giang Tả đã ngất đi, cả người bị Tiểu Long Long trực tiếp kéo vào Thiết Cốt Phái, sau đó nén trên sân luyện võ. Chuyện này, Quân Thường Tiếu nhìn tên cường giả Ma Sát Tông bị đánh tới mức, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, hai mắt hắn trợn tròn lên, tính toán thời gian. Khi ước thu của mình nhảy xuống núi cho tới bây giờ cũng chỉ mới 10 phút mà thôi. Kết quả một tên võ vương bị ngược thành bộ dạng này, tốc độ cũng nhanh quá đi. Chủ yếu vẫn là Giang Tà có thể chịu đòn, bởi vì Tiểu Long Long đánh có chút sướng tay, cho nên liền đánh liên tục một trận, nếu không, chỉ cần vài phút là đã có thể giải quyết xong. Chủ nhân, Tiểu Long Long ngửa đầu, ngão nhã nói. Nhanh khen ta đi. Lợi hại, lợi hại, Quân Thường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Có thể đánh một tên võ vương đến mức thê thảm như thế, khế ước thú của mình quả thật mạnh phi thường, tí tăng lên tỷ đệ biến dị, thiếu chút nữa đã tiêu đến táng ra bại sản. Bây giờ xem ra, rất giá trị, Tiểu Long Long nghiêm túc nói. Ta sẽ không nở hoa trong lòng chỉ bởi vì lời khen của chủ nhân, chúng đệ tử co giật khóe miệng, ngươi không nở hoa trong lòng, bất quá cái đuôi phía sau mông vì cái gì lắc lư liên tục vậy, đông. Đột nhiên, âm thanh giòn vang truyền đến, Tiểu Long Long từ dê nhân trở về hình thái ban đầu, như con cá trạch mỏng manh nằm co quắp trên mặt đất, hình thái chiến đấu mặc dù phi thường cường hãn, nhưng khuyết điểm chính là thời gian kéo dài không lâu, sau khi trở lại ban đầu, cả người cũng sẽ lâm vào trạng thái suy nhược. Quân Thường Tiếu đi tới, đưa nó ôm vào trong ngực, nói, Tiểu gia hỏa, vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Long Long suy nhược quá độ, ngay cả khí lực kêu một tiếng cũng không còn, chỉ có thể nép vào trên người chủ nhân, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói, tên này nên xử lý như thế nào? Phong khí mạch, Quân Thường Tiếu nhìn thoáng qua Giang Tà, thản nhiên nói. Ngốt lại, dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi thấp tuyệt đối không có khả năng đến gần một tên võ vương, chứ đừng nói chi là phong khí mạch. Nhưng tình trạng của Giang Tà bây giờ, bị nện nửa chết nửa sống, hoàn toàn mặc cho người tùy ý chém giết, cho nên Lý Thanh Dương dễ dàng phong tỏa khí mạch, hơn nữa còn phong tỏa hơn 10 chỗ khí mạch trên thân, làm đến không có chút sơ hở nào. Cứ như vậy, Giang Tà vốn dĩ muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ, rồi về nhà ngủ, kết quả hắn đã thuận lợi tiến vào Thiết Cốt Phái, nhưng cực khổ là trở thành tù nhân. Hắn bây giờ không phải là Giang Diêm Vương, hắn hiện tại là Giang Khất Cái Hàng thật giá thật rồi. Tiểu Long Long kích phát hình thái chiến đấu, mặc dù rất khủng bố, nhưng tác dụng phụ mang tới cũng vô cùng lớn. Ngày thứ hai, vẫn còn trong trạng thái suy nhược, thậm chí không có một chút nào muốn ăn, Quân Thường Tiếu rất lo lắng. Hệ thống nói, huyễn thú sau khi thi triển ra huyễn thuật, sẽ căn cứ cường độ tiến nhập không giống nhau của thời kỳ suy nhược. Tiểu Long Long có thể đánh được võ vương, suy yếu một đoạn thời gian rất dài, cũng là chuyện rất bình thường. Quân Thường Tiếu trầm tĩnh lặn, ánh mắt sắc bén nói, tổn thương lão tử, lại hại Tiểu Long Long suy yếu. Không thể tha thứ tên kia được, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Bên trong phòng giam kiên cố, Giang Tà dán tại trên vách tường, hai tay cùng hai chân bị xích sắt thô to trói buộc, nửa đầu buông thõng, trên thân các vết thương bị Tiểu Long Long công kích vẫn có thể thấy rõ ràng như cũ. Bị ngực thê thảm như thế, lại bị phong tỏa hơn 10 chỗ khí mạch, kỳ thật không cần dùng xiềng xích trói buộc, nhưng xét người này có thân phận võ vương, nhất định phải đối đãi với quy cách cao nhất. Không lâu sau, ánh nắng thuận theo song sắt chiếu vào trên mắt Giang Tà. Mí mắt hắn nhẹ nhàng nháy nháy, ngươi cũng từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ngay lúc hắn thức tỉnh, từng cơn đau đớn kịch liệt quét mọi nơi trong cơ thể, thân thể phảng phất đều muốn tan thành từng mảnh. Giang Tà cố nén đau đớn, nhớ tới sự tình lúc trước, nhớ tới bản thân hình như bị công kích bởi một con quái vật vừa giống người vừa giống yêu quái, sau đó đã mất đi ý thức. Không cần phải nói, mình khẳng định bị đánh đến mức hôn mê luôn rồi. Như vậy hiện tại đây lại là địa phương nào? Giang Tà chịu đựng thân thể truyền ra đau đớn, cố gắng ngẩng đầu, phát hiện nơi này là một gian phòng âm u, chỉ có một sợi ánh nắng từ cửa sổ bắn vào. Ào ào, theo sự động đậy của tứ chi, xích sắt truyền đến tiếng vang. Giang Tà trong nháy mắt ý thức được mình đã trở thành một tên tù nhân, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên, lập tức vận chuyển tâm pháp, khẽ nhưng là không cách nào câu thông với linh hạch, nèo nó. Không chỉ có biến thành tù nhân, còn bị phong ấn mất khí mạch, đây quả thực quá ót ức, mạnh. Nhưng vào lúc này, cửa sắt đóng chặt bị đá vang, hình ảnh Quân Thường Tiếu dẫn theo mấy tên đệ tử, đang đăng sát khí đi vào. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt nói, tên khốn này tỉnh rồi, lại đánh bất tỉnh cho bổn tọa. Quân Thường Tiếu phát ra giọng nói lạnh như băng. Hắn lần này đến đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là dùng sức hung hăng ngược tên khốn này, báo mối thù hôm qua bị đánh lén. Chõ, Tô Tiểu Mạt đi tới, không nói hai lời, bắt đầu một trận công kích của phong bão táp. Đánh cho sắc mặt Giang Tà nhăn nhó khó coi, cường giả võ vương, đối với việc vận dụng linh lực vô cùng cường hãn, thậm chí có thể trải rộng toàn thân,
hình thành phòng ngự. Thế nhưng Giang Tà bây giờ bị phong khí mạch, tu vi không còn sót lại chút gì. Cũng chỉ là một cái bao cát so với người bình thường, chịu đòn càng tốt hơn mà thôi. Cho nên sau một trận ăn hành, hắn vốn đã suy nhược cực độ, lại lần nữa cúi thấp đầu ngất đi. Cái này hơn phân nửa là tức giận, dù sao thân là một tên cường giả võ vương, chưa bao giờ bị một tên cấp thấp võ sư làm nhục như thế. Soạt. Một chậu nước lạnh đổ xuống, Giang Tà lần nữa tỉnh táo lại, Quân Thường Tiếu thản nhiên nói. Tiếp tục đánh. Vâng. Cứ như vậy, trong vòng nửa canh giờ, Giang Tà đã bị đánh bất tỉnh 5 lần, bị nước lạnh rút tỉnh 5 lần. Mặc dù toàn thân đau đớn muốn nứt ra, nhưng không có kêu thảm một tiếng, biểu hiện phi thường kiên cường. Quân Thường Tiếu bất chợt cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng là một tên võ vương, nếu như bị ngược mấy trận đã kêu rên liên tục, thực sự có phần mất đi phong phạm cường giả. Tiểu tử. Sau khi tỉnh lại lần nữa, Giang Tà cố nén đau đớn, nâng lên cái đầu ướt sũng đầu, sắc mặt dữ tợn cười nói. Nhĩ ức, nếu như đây chính là thủ đoạn mà ngươi đối đãi với tù nhân, vậy thì thật sự là quá tầm thường, tên này đang khiêu khích ta sao? Quân Thường Tiếu đi tới, tay phải giơ lên, một ngọn lửa lập tức dâng lên, lạnh lẽo âm u cười nói. Đừng nóng vội, cho hay vừa mới bắt đầu, đây là... Giang Tà kinh ngạc nói. Linh lung hỏa, hải, ta tiếng thống khổ kêu thảm vang lên, tại trong phòng giam truyền ra, một khi nghe vào khiến người ta phải dùng mình. Chương 310, phá hủy ý chí. Quân Thường Tiếu không chút hoài nghi, nếu như không có đại trận hộ phái, cái tên khốn Giang Tà xông vào, mình và môn phái của mình chắc chắn sẽ bị diệt. Kế nên trong lúc tra tấn không hề nương tay, đủ loại cực hình trảm khốc được sử dụng, đặc biệt cực hình dùng linh lung hỏa để đốt là tàn khốc nhất. Giang Tà bị ngọn lửa đốt cho kêu gào thảm thiết, lưu lại vô số mảng thịt khét trên người. Võ vương cũng là con người, khi cơn đau lên đến đỉnh điểm cũng sẽ không nhịn được mà hét la thảm thiết. Kẽ nhưng ý chí của võ vương rất mạnh, sau khi bị đốt bởi linh lung hỏa, Giang Tà lại lần nữa tỉnh dậy, vẫn mặt mày dữ tợn, cười dằn nói. Tiểu tử, mấy thủ đoạn này bổn vương dư sức chịu được. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói. Chỉ mới là ngày đầu, tiếp đến bổn tọa sẽ để ngươi luôn được sàng khoái. Nói xong hắn dẫn đám người Tô Tiểu Mạt dưới đi. Ngươi cũng đã bị cầm tù, thời gian còn nhiều, cứ từ từ chơi với hắn là được. Kết quả là ba ngày kế tiếp, mỗi giờ mỗi phút Giang Tà đều phải hứng chịu những đợt tra tấn cực hình. Nếu như hắn là người bình thường thì đã sớm sụp đổ ý chí. Trưởng môn Lý Thanh Dương hỏi, sao người không cho hắn một cái chết sảng khoái? Không phải là hắn thương xót võ giả tà phái, thay vào đó là đang lo lắng kéo dài như thế, mỗi nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ khá phiền phức. Quân Thường Tiếu ngồi trong thư phòng, đan tay chống cằm nói. Nhưng đây lại là võ vương, giết đi thì hơi tiếc. Tí của trưởng môn là? Lý Thanh Dương dò hỏi. Quân Thường Tiếu đáp, nếu có thể phá hủy ý chí, khống chế bổn nguyên tinh thần, rồi giữ lại môn phái làm một người hầu, vậy sẽ rất không tệ. Võ vương thật ra vẫn rất mạnh, nếu có thể thu phục cho mình dùng, dĩ nhiên là tốt hơn so với giết đi, Lý Thanh Dương nói. Võ vương ai nấy đều có tôn nghiêm của mình, muốn dùng cực hình để khuất phục, e rằng sẽ hơi khó. Cũng đúng, Quân Thường Tiếu ngửa lưng ra ghế, nói. Hàn hạ bấy lâu, vậy mà vẫn còn chất ương ngạnh. Muốn khống chế hắn quả thật không dễ, cong. Ngay vào lúc này, trận pháp được giấu trong vô hình bỗng chợt hiện ra. Trước cổng Sơn Môn, 10 tên võ tông đang rất buồn bực. Đại nhân ra sau núi một chuyến, đến nay đã 3 ngày, sao vẫn còn chưa quay lại? Trong lúc lưỡng lự, bên phía tổng bộ phân đảo Ma Sát Tông đã cho 2 trận pháp sư đến. Bọn hắn cũng không kịp đợi Giang Tà, nên đã ra lệnh cho 2 người xâm nhập trận pháp phòng ngự, khiến cho nó sụp đổ từ bên trong. Phụt, phụt, kẽ nhưng, vừa mới xâm nhập, linh hồn 2 người bị một luồng sức mạnh khủng khiếp ập tới, khiến cho bọn hắn chấn động đến run rẩy, quỳnh quáng lui vội về sau mấy bước, miệng phun ra máu. Bọn họ cố nén khí huyết náo loạn trong người, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trận pháp này quá quỷ dị, lão phu nghiên cứu trận pháp mấy chục năm chưa từng thấy trận pháp nào cực kỳ phức tạp như vậy. Hai người đều là trận pháp sư lão luyện, đã bày trận và phá trận vô số lần. Kẽ nhưng sau khi xâm nhập vào đại trận hộ phái, bọn hắn lập tức bị choáng ngợp bởi những trận tuyến và trận quyết vô cùng phức tạp bên trong. Bất kỳ trận pháp nào cũng đều có kẽ hở để lần ra, nhưng mà trận pháp này của Thiết Cốt phái lại hoàn toàn không có kẽ hở. Cho dù không bị cắn trả bởi sức mạnh lúc nãy, với đạo hạnh hiện giờ của hai người bọn họ, có nghiên cứu cả đời cũng sẽ chẳng phá nổi trận này. Đại trận hộ phái là vật phẩm mua từ khu mua sắm, khác biệt với hệ thống trận pháp trên Tinh Vẫn Đại Lục, muốn phá nó tuyệt đối là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Quân Thường Tiếu không để ý đến trận pháp đã hiện ra, cũng không quan tâm đến mấy kẻ bên ngoài, thay vào đó là đặt trọn tâm tư vào việc làm cách nào để hàng phục Giang Tà. Dùng cực hình tuy rằng có thể hành hạ hắn, nhưng lại không cách nào phá vỡ được ý chí cường đại, cho nên vẫn phải đổi sang cách khác. Tẹt. Cửa ngục bị đẩy ra,
Liêu Uyển Chi bưng hộp cơm bước vào. Nhìn thấy Giang Ta bị trói bởi những sợi xích thô kịch, lại bị tra tấn thương tích đầy mình, cô nàng xót xa hỏi. Đại ca ca, ngươi có đau lắm không? Giang Ta cúi đầu không nói gì, Liêu Uyển Chi đặt hộp cơm xuống, mở nắp ra. Mùi đồ ăn thơm nức mũi lập tức lan tỏa, không sai. Quân Thường Tứ tính dùng mỹ thực kế để dụ dỗ, còn phải nói. Giang Tà bị bỏ đói mấy ngày, vừa ngửi thấy mùi thơm khiến người ta mê mẩn ấy, bụng lập tức sôi lên ủng ục. Đại ca ca, ta để đồ ăn ở đây nhé. Liễu Uyển Nhi bày đồ ăn ra trước mặt, rồi thu dọn rời đi. Lao xào, Giang Tà kéo dây xích, nhọc nhằn lê lết qua. Bất quá hai tay vẫn bị trói ngược, nên chỉ có thể dùng miệng ngoạm lấy thức ăn. Hắn không hề lo lắng trong đồ ăn có bỏ độc, dù gì cũng đã thành tù nhân. Nếu đối phương muốn mình chết, tuyệt đối không cần bày vẽ màu mè như vậy. Ngóp nhét. Ngóp nhét. Giang Tà ngấu nghiến lấy đồ ăn làm từ tay Liễu Uyển Thi, cảm thấy bản thân như đang tắm mình trong gió xuân nơi sơn dã, sảng khoái mỹ diệu vô cùng. Trong lúc mơ hồ, hắn chợt nhớ lại thời thơ ấu, nhớ đến tình cảnh cơn đói ập đến, tỷ tỷ đã dắt mình đến tửu lầu trên trấn, trộm lấy bữa cơm thừa. Tỷ tỷ, có thịt này, tỷ tỷ, còn có con cá chưa bị ăn này, tỷ tỷ, sao tỷ không ăn vậy? Tỷ không đói. Lúc ấy hắn vẫn còn nhỏ nên không biết, không phải tỷ tỷ mình không đói, mà vì muốn đưa cho hắn những đồ ăn mình đã bất chấp nguy hiểm trộm về. Mặc dù chỉ là cơm thừa canh cạn, nhưng đối với hắn lại là bữa cơm gã ăn ngon nhất, thấy thỏa thích nhất từ lúc sinh ra. Về sau, sự tình bại lộ, trưởng quỷ của tửu lầu nọ sai người bắt tỷ tỷ hắn đi, Giang Tà cũng bị đánh một trận thừa giống thiếu chết, khiến hắn nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm. Từ dạo ấy, hai tỷ đệ vốn sống nương tựa vào nhau đã bị chia cách, không còn gặp lại. Về sau, Giang Tà đạt được cơ duyên, tu luyện võ đạo, bắt trói tên trưởng quỹ tửu lầu tra hỏi. Mới biết rằng tỷ tỷ nắm đó của hắn đã bị bắn đi, bắn vào một kỹ viện trong thành. Ngày hôm ấy, tửu lầu cháy lửa ngút trời, nhưng ngọn lửa ấy vẫn không thể nào sánh được với lửa giận trong lòng hắn. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tìm ra tỷ. Chút giận trong sơn giã một phen xong, Giang Tà lại đi tiếp vào thành. Thế nhưng kỹ viện đó đã đóng cửa từ mấy năm về trước, manh mối về tỷ tỷ bị cắt đứt ngay lúc ấy. Suốt một thời gian rất lâu sau đó, Giang Tà đều một mực dò hỏi và tìm kiếm, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn không có tiến triển. Sau cùng hắn đành phải gia nhập Ma Sát Tông, cam tâm tình nguyện trở thành một phần tử tà phái. Tỷ cái gì? Bởi vì cơ quan tình báo của tổ chức này rất mạnh. Khẽ nhưng, cho dù mượn nhiều cơ quan tình báo lớn mạnh của Ma Sát Tông, Giang Tà vẫn không thể tìm được tỷ tỷ mình. Điều đó khiến gã tuyệt vọng vô cùng. Thậm chí gã từng nghĩ, phải chăng tỷ tỷ mình đã qua đời? Không. Chỉ cần không có chứng cứ, vậy tỷ tỷ nhất định vẫn còn sống. Mình phải tiếp tục tìm kiếm, cho dù có phải tìm cả đời. Tiểu Tà à, tuy cha mẹ chúng ta đã mất, nhưng nhà chúng ta vẫn còn. Cho dù sau này có vất vả thế nào, đệ nhất định cũng phải sống thật tốt nhé. Đó là lời tỷ tỷ hắn đã căn dặn năm ấy. Giang Tà luôn ghi nhớ khắc sâu trong lòng, vì vậy cho nên. Sau khi khổ cực kiếm tìm không có kết quả, hắn đành phải lưu lại Giang Gia Trấn, hy vọng một ngày nào đó, người tỷ tỷ còn sống trên nhân thế sẽ trở về căn nhà tồi tàn rách nát này. Đáng tiếc, từng năm từng tháng đợi chờ mòn mỏi, mà người thì vẫn không một tin tức, vì vướng bận chuyện tỷ tỷ của mình, cho nên Giang Tà vốn có thể trở nên rất mạnh, lại phải mất thời gian rất lâu mới đột phá đến võ vương. Đối với hắn mà nói, võ đạo không quan trọng, nếu có thể tìm được người thân duy nhất của mình trên thế gian này, dù tu vi có bị phế bỏ thì hắn cũng không chút do dự. Đồ ăn của Liễu Uyển Chi đã gợi lại chuyện buồn năm xưa của Giang Tà, khiến hắn vừa ăn lệ vừa rơi đầy mặt. Ối vãi, Tô Tử Mạt đứng bên ngoài nhìn, khóe miệng giật giật nói. Đồ ăn của làm từ tay đồ đổ, võ vương ăn vào cũng phải khóc luôn, Quân Thường Tiếu nói. Ngươi lấy miếng ăn làm trọng, dù có là võ vương, cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của nĩ thực, cứ để hắn ăn thêm mấy ngày, nhất định sẽ tự giác đầu hàng thôi. Hai người lại không biết, người ta không phải bị chinh phục bởi mỹ thực, mà là cảm xúc ùa về. Ba ngày sau, Quân Thường Tiếu mở cửa ngục bước vào, ngồi lên chiếc ghế dựa đã được đệ tử chuẩn bị sẵn, tay khoanh trước ngực, hắn vào thẳng vấn đề, nói. Giao ra bổn nguyên linh hồn, trở thành người hầu của bổn tọa sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Mấy ngày nay Giang Tà không chỉ thôi bị tra tấn, còn được cấp dưỡng cơm canh, nên dù sức lực vẫn không biến đổi gì, bất quá phương diện tinh thần lại rất tốt, khạc khạc khạc. Lã bật cười lên tiếng quái dị, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy bữa ăn thì có thể khuất phục bổn vương sao? Ngươi không đồng ý, ta chính là võ vương, há sẽ khom mình bởi dăm ba bát cơm. Chương 311, nếu bổn vương khuất phục, liền theo họ ngươi. Được thôi, Quân Thường Tiếu đứng dậy rời đi. Sau đó ra lệnh ngừng việc cung cấp đồ ăn, bắt đầu tàn phá trên phương diện tinh thần của đối phương. Hắn vốn cho rằng, mi thực có thể cám dỗ được Giang Tà, nhưng thực tế hoàn toàn sai,
bởi vì tên kia không ăn cơm mấy ngày. Ý chí vẫn có thể bền như thép. Liễu Uyển Chi làm giám nghĩ thực tuy là có sức hấp dẫn rất cao, bất quá thân là vương giả võ đạo, tự nhiên sẽ có kiêu ngạo của vương giả, tuyệt đối không thể đánh đồng với cấp bậc võ đồ như nhất hắc nhị hắc. Nói là vậy thôi, Giang Tà vẫn còn rất thèm miệng đây này. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt vào đầu nắm tóc nói. Tên này rất ương ngạnh, có cần đệ tử tiếp tục ngược hắn không? Quân Thường Tiếu xoa cằm, nói, chỉ bằng ngoại lực không cách nào phá vỡ ý chí của hắn, trước mắt chỉ còn cách chậm rãi tiêu hao. Liễu Uyển Chi nói, trưởng môn, ngươi cho hắn ăn một chút gì đi. Mộ nhỡ hắn chết đối thì làm sao giờ? Ông, Quân Thường Tiếu nói, ngươi cho hắn chút thức ăn đi. Liễu Uyển Chi lại cầm hộp cơm đi vào. Giang Tà cũng không có cái gì khách khí, há miệng như sói vặm hổ táp ăn sạch sẽ. Chỉ cần có thức ăn, vậy cứ việc ăn. Nhưng muốn khuất phục bổn vương, đừng có nằm mơ. Tên này xương cứng như vậy, chuyện này khiến Quân Thường Tiếu cảm thấy rất đau đầu. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giam giữ, tập trung chuẩn bị cho môn phái thi đấu lần thứ nhất. Còn cao thủ Ma Sát Tông ngoài kia, bọn hắn không cách nào phá trận, lại ngày đêm không thấy Giang Tà trở về, chỉ có thể đứng ở trước sân môn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bộ dáng mười phần không biết làm sao. 5 ngày trận dã trôi qua, Tiểu Long Long vẫn trong trạng thái suy yếu, sức ăn cũng giảm đáng kể. Có thể thấy, loại sinh vật nắm giữ thực lực ngự đãi võ vương như nó, mặc dù rất cường hãn bá đạo, nhưng tác dụng phụ cũng là rất khốc liệt. Có người sẽ hỏi, Tiểu Long Long đã trâu bò như vậy rồi, vì cái gì còn phải sợ Lục Thiên Thiên? Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu gia hỏa trải qua lần đầu tiên bị đóng băng, trong lòng đã lưu lại ám ảnh không thể xóa nhòa. Thời gian tiến hành môn phái thi đấu đã cận kề, Long Tử Dương, Dương Ngọc Hoa và đệ tử ngoại môn đang liều mạo tu luyện, hy vọng mình có thể tấn thăng thành đệ tử nội môn, một là muốn chứng minh thực lực bản thân, hai là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên võ đạo. Bọn người Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần dồn toàn bộ tâm tư vào tháp rèn luyện và phòng tu luyện, hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Quân Thường Tiếu chuẩn bị kỹ lưỡng công tác môn phái chi đấu xong, lần nữa kéo ra cửa sổ hệ thống. Từ khi hắn mở ra đại trận hộp phái trung phẩm đến hôm nay đã được 10 ngày, điểm cống hiến cũng bị đốt ác liệt. Không được, Quân Thường Tiếu cao mày nói, người Ma Sát Tông cứ luôn trông coi sơn môn như thế, kéo dài nửa năm đến một năm, điểm cống hiến nhất định sẽ bị đốt sạch sẽ. Có đại trận hộ phái có thể yên giấc ngủ ngon, nhưng không có điểm cống hiến nhất định sẽ, hệ thống nói. Cho nên chủ nhân vẫn nên nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết cái Ma Sát Tông phiền phức này, nếu không trốn được mùng một, tránh không được 15. Lúc này Quân Thường Tiếu nhấn vào khu mua sắm sơ cấp, nói, chỉ còn có thể gửi gắm hy vọng ở đây, mong rằng nó sẽ xuất hiện vũ khí nóng cường đại. Hệ thống nói, còn không bằng mua một cái vật phẩm trong khu mua sắm trung cấp. Quân Thường Tiếu cũng muốn lắm chứ, nhưng 1000 điểm quá mắc, mộ nhỡ không giải quyết được phiền phức, với lượng điểm cống hiến còn lại, khẳng định trèo trống không được bao lâu. Hắn không có ngay lập tức đổi mới khu mua sắm, thay vào đó trước tiên thắp nhang tắm rửa, rồi làm một phen cầu trời khấn Phật, thực hiện các nghi thức vô cùng tốt, cũng vô cùng huyền học, mọi thứ đã sẵn sàng, thẳng tay đổi mới. Sau đó trận bi kịch bắt đầu, liên tục đổi mới 5 lần, hao phí 50 điểm cống hiến, không có một cái vật phẩm hữu ích, ngược lại thu hoạch được thêm một mớ đồ sinh hoạt thường ngày, có thêm một điểm may mắn, hoàn toàn không cảm giác nó tồn tại mà. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh, lại đổi mới lần nữa, nếu thật lần này không ra đồ tốt, quyết tâm lựa chọn từ bỏ. Quân Thường Tiếu kiềm chế cảm xúc, một lần nữa đổi mới khu mua sắm. Lần thứ 6 xuất hiện vật phẩm, vẫn là một đống đồ sinh hoạt, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cả. Ngay lúc Quân Thường Tiếu chuẩn bị tiếp tục nhấn đổi mới, vật phẩm ở hàng cuối cùng nhất thời khiến hai mắt hắn tỏa sáng. Đây là một loại vật phẩm tên là miễn chiến bài, có hình dáng giống với lệnh bài. Nhấn mở phần giới thiệu vật phẩm, miễn chiến bài. Công dụng, nhất tên thế lực ở mặt sau của miễn chiến bài, có thể cưỡng ép bình chiến với đối phương trong vòng 3 tháng. Khuyết điểm, chỉ có thể mua một lần trong khu mua sắm. Giá cả, 200 điểm cống hiến môn phái. Quân Thường Tiếu xem hết phần giới thiệu xong, thứ chút nhảy dựng lên, nói, cái đồ chơi này quá tốt, mặc dù nó chỉ giúp đình chiến 3 tháng, mặc dù nó chỉ có thể mua một lần, nhưng không thể nghi ngờ nó cung cấp thời gian cho môn phái lấy sức. Hệ thống nói, đây là công lao của một điểm may mắn, nếu không chủ nhân chắc chắn sẽ không đổi mới ra loại vật phẩm này ở khu mua sắm sơ cấp. Quân Thường Tiếu liếc mắt một cái, nói, ngươi thật sự là biết vuốt đuôi ngựa. Nhấn vào nút mua sắm. Đinh, chủ nhân tiêu hao 200 điểm cống hiến, nhận được miễn chiến bài X1, vật phẩm đã truyền đến bên trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 1285/2000. Quân Thường Tiếu tạm thời không sử dụng vật phẩm này ngay, thay vào đó là thư vận may không tệ, tiếp tục đổi mới khu mua sắm. Hoan hãy nói cái khác, thật sự có đồ tốt. Vật phẩm thứ hai ở hàng thứ nhất vẫn là một vật phẩm thuộc loại lệnh bài, tên của nó là chiêu hàng lệnh,
nhấn mở phần giới thiệu vật phẩm, chiêu hàng lệnh, công dụng. Người sử dụng đưa ra chiêu hàng lệnh, hướng về mục tiêu nói ba chữ quỳ xuống hộ, có thể cưỡng ép mục tiêu cúi đầu xương thần, huyết điểu. Chỉ có thể chiêu hàng mục tiêu một lần duy nhất. Chiêu hàng cấp bậc võ đồ và võ sư 3 tháng, võ tông và võ vương 2 tháng, võ hoàng 1 tháng, cấp bậc võ thánh trở lên vô hiệu. Lá cả, 200 điểm cống hiến môn phái. Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, chợt mừng lớn, tói. Còn lo gì không chiêu hàng được cái khối xương cứng kia, hệ thống nói. Cái đồ chơi này chỉ có thể chiêu hàng võ vương 2 tháng, Quân Thường Tiếu nói. 2 tháng tuy là không dài, nhưng ta có thể sử dụng hắn thật tốt, khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành người hầu của ta. Hệ thống không nói nên lời. Đinh, chủ nhân tiêu hao 200 điểm cống hiến, nhận được chiêu hàng lệnh X1, vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái, 1075/2000, Quân Thường Tiếu mua chiêu hàng lệnh xong. Không có tiếp tục đổi mới. Dù sao bản thân chỉ còn lại khoảng 1000 điểm cống hiến, giữ lấy để phòng tình thế đột biến thì vẫn hơn. Vậy thì, dùng miễn chiến bài trước, hay vẫn là đi chiêu hàng tên kia trước? Quân Thường Tiếu suy ngẫm một hồi, quyết định đi chiêu hàng trước. Dù thế nào thì Ma Sát Tông chỉ cho có hơn 10 người đến, vấn đề vẫn chưa quá lớn. Huống hồ, ta có thể chiêu hàng tên võ vương kia xong, người này sẽ nghe lời mình răm rắp, sau đó lợi dụng một phen thật tốt, dùng hết khả năng không sử dụng miễn chiến bài, chốc phòng giang. Liễu Uyển Chi lại đưa tới đồ ăn. Nàng nháy đổi mắt to tròn, nói, đại ca ca, vì cái gì ngươi không chịu thỏa hiệp vậy, cô. Giang Tà thản nhiên nói, chỉ là một cái môn phái cận mã, muốn khuất nhục bổn tọa làm ngươi đầu, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Liễu Uyển Chi nói, ngươi có thể không làm người hầu, thay vào đó là làm đệ tử thiết cốt phái chúng ta cũng được mà. Giang Tà khinh thường nói, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy một cái môn phái có thể chứa nổi tôn đại Phật như bổn vương sao? Mặc dù lời nói của hắn có chút phách lối, nhưng từ góc độ bình thường đến xem, xác thực không thể cãi được. Dù sao ngay cả tông môn Ngũ Lưu cũng có rất ít cường giả võ vương. Liễu Uyển Chi nói, thiết cốt phái chúng ta tuy là đẳng cấp không cao, nhưng ngươi này là một cái đại gia đình ấm áp, đợi đến lúc ngươi hòa nhập vào nhất định sẽ ưa thích không thôi. Đại gia đình á? Giang Tà cười lạnh nói, một cái môn phái mà thôi, dù có ấm áp đến đâu đi nữa cũng không cách nào bằng nhà mình. Trong lòng hắn bổ sung thêm một câu, dù có là căn nhà rách nát. Có cái. Quân Thường Tiếu đẩy cửa đi vào, nói, mấy ngày nay suy nghĩ thế nào, tiểu tử? Giang Tà kiêu ngạo nói, ngươi nghĩ rằng dùng cực hình rồi dùng mỹ thực là có thể khuất phục bổn vương sao? Ngươi thật quá coi thường Giang Tà ta, vậy là vẫn không đồng ý. Quân Thường Tiếu nói. Giang Tà lời thề son sắt nói, có thủ đoạn gì cứ tung hết ra đi, nếu như bổn vương khuất phục, từ ngày hôm nay liền theo họ ngươi. Chương 312, hàng phục Giang Tà. Giang Tà nhất quyết bảo vệ tôn nghiêm của một tên võ vương. Được thôi, Quân Thường Tiếu hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn với đối phương, đưa tay phải ra, lấy ra chiêu hàng lệnh vẫn còn nóng từ bên trong không gian giới chỉ. Khà khà, Giang Tà nhìn thấy lệnh bài có khắc hai chữ chiêu hàng, bỗng hắn cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi đang diễn sức hỉ hả? Chiêu hàng đi, Quân Thường Tiếu thản nhiên nói. Ngao, hai chữ chiêu hàng trên lệnh bài lóe lên ánh sáng trắng, một đạo tia sáng bay ra trong nháy mắt, không một chút sai lệch bắn đến giữa mi tâm Giang Tà. Nụ cười trên miệng Giang Tà bỗng cứng ngắc. Chiêu hàng đi cho ta nhờ. Giang Tà cảm thấy bên tai không ngừng có âm thanh vang vọng, sắc mặt hắn dần dần hung tợn, một cỗ lực lượng ngỗ nghịch điên cuồng la tràn trong thể nội, dần dần ăn mòn vào tư duy, khiến cho hắn cúi thấp đầu xuống. Sau cùng, hắn không cam tâm lẫn không tình nguyện, nghiến răng nói, ngươi hầu Giang Tà, tham kiến chủ thượng. Hắn thể bản thân không hề muốn nói như thế, nhưng tư duy và mồm miệng hết lần này tới lần khác, không theo sự khống chế mà cứ mạnh mẽ thốt ra. Liễu Uyển Thi cảm thấy không tin vào mắt mình, người này vừa rồi còn kiên định nói với mình, thích cốt phái chỉ là cận mã, không chứa nổi tôn đại Phật này, vì cái gì mới chớp mắt một cái đã xưng người hầu, lại còn bái kiến chủ thương nữa chứ? Đúng vậy, hắn vừa rồi mới nói, nếu như bản thân khuất phục sẽ theo họ trưởng môn, về sau chẳng lẽ phải gọi hắn là Quân Tà? Giang Tà không có suy nghĩ đến cái vấn đề, sau này mình họ Quân hay vẫn là họ Giang? Thay vào đó trong lòng hắn gào thét nói, có ai nói cho ta biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thế kê, xiềng xích bị tháo bỏ, hắn đã được thả tự do. Giang Tà rất muốn giơ lên bàn tay mềm yếu bất lực đánh vào mặt mình, kết quả lại tạo thành tư thế chắp tay, khó khăn nói, đa tạ chủ thượng, đa tạ cái con khỉ ấy, đây không phải lời ta muốn nói. Một giây này, Giang Tà rõ ràng tư duy vẫn bình thường, nhưng có một luồng lực lượng đặc thù khiến hắn phải nghe lệnh của Quân Thường Tiếu. Đây chính là công dụng của chiêu hàng lệnh, mặc kệ ngươi có là người kiên định bất khuất, mặc cho ngươi có là vương giả võ đạo, chỉ cần bị ảnh hưởng bởi chiêu hàng lệnh, kết quả cũng chỉ mặc cho người ta sai khiến, một điểm phản đối cũng không có.
đáng tiếc, không thể trực tiếp thôi miên tư duy. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế mà thôi. Dù hiện tại Giang Tà phải bất đắc dĩ nghe lệnh của Quân Thường Tiếu, nhưng trong lòng hắn vẫn còn không phục. Đây chính là ngươi chiếm được thân thể ta, không chiếm được linh hồn ta. Quân Thường Tiếu chẳng bận tâm, hắn chỉ muốn đối phương nghe lệnh của mình. Dù chỉ có thời gian là 2 tháng ngắn ngủi, cũng nắm chắc có thể cảm hóa đối phương, cam tâm tình chuyện trở thành người hầu của mình. Tới đây, Quân Thường Tiếu ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân nói. Hai gia toàn bộ 1 năm 1 người sự việc Ma Sát Tông nhằm vào Thiết Cốt phái ta. Đối lại là trước đó, Giang Tà khẳng định chết cũng không nói. Bất quá cỗ năng lượng đặc thù khống chế thân thể và ý thức, ngay lập tức mạnh dạn nói không sót một chỗ, nói rất rõ, rất kỹ càng. Càng để hắn kinh ngạc hơn chính là, từ lúc nào lời mình nói ra có thứ tự, có tổ chức như vậy rồi, Quân Thường Tiếu nắm được tin tức từ miệng của Giang Tà. Đây là đại đà chủ phân đà Tây Nam Dương Châu ban bố nhiệm vụ, tiêu diệt Thiết Cốt phái. Lấy về vũ khí chứa khí linh, nhưng mà, hắn cao mày nói, chỉ có vậy thôi sao? Ta vẫn luôn ẩn cư ở Giang Gia Trấn, cho nên không hiểu rõ sự việc ở phân đà cho lắm. Giang Tà trong lòng sắp rơi lệ đầy mặt, hắn thật sự không muốn nói ra những lời này, nhưng là lực bất tòng tâm không quản được cái miệng của mình. Hừ, Quân Thường Tiếu ngoài ý muốn, nói. Ngươi vì cái gì muốn ẩn cư ở Giang Gia Trấn? Một tên võ vương châu bỏ oai phong, vì cái gì không hưởng thụ đãi ngộ thật tốt, nhất quyết ẩn cư ở lại thôn trấn? Đây tuyệt đối là một người có chuyện xưa, bởi vì đó là nhà của ta. Giang Tà khó nhọc nói. Nha, Quân Thường Tiếu hai tay đan xen vào nhau, nói. Mời ngươi kể lại chuyện xưa. Giang Tà có chuyện xưa rất phức tạp, mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa kể ai nghe, thậm chí đại đà chủ cũng không biết quá khứ của hắn. Bây giờ, dưới sự khống chế của Chiêu Hàng Lệnh, hắn nói từ nhỏ đến lớn, nói lên tình cảnh biệt ly tỉ tỉ, đồng thời nói ra luôn lý do vì sao ẩn cư ở Giang Gia Trấn. Liễu Uyển Thi nghe hết câu chuyện, lau hai hàng nước mắt nói. Đại ca ca, ngươi thật quá đáng thương mà. Giang Tà im lặng, hắn đã nói hết chuyện xưa của mình. Mặc dù cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng áp lực tâm cảnh cũng phóng thích được một tia. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ nói. Ta còn tưởng đâu hắn là đệ tử Ma Sát Tông, hóa ra chỉ là tên tạm thời phụ thuộc tông môn, mượn nhiều cơ cấu tình báo tìm người thân. Người này có thực lực không tầm thường, lại không phải tập phái chân chính. Chủ nhân có thể chiêu mộ hắn vào vị trí trưởng lão, hệ thống đề cử nói. Quân Thường Tiếu nói. Để sau hãng tính đi. Sau khi hắn biết chuyện xưa của Giang Tà, thật sự có ý định chiêu mộ rồi bổ nhiệm chức trưởng lão. Dù sao một tên võ vương có đủ tư cách để ngồi vào vị trí này, sự thật chứng minh, Quân Thường Tiếu nói. Dù có nương nhiều Ma Sát Tông, ngươi trước sau vẫn không tìm được tung tích tỉ tỉ mình, kết quả lại trở thành một công cụ giết người thay bọn chúng. Giang Tà đắng chát cười nói, cũng coi như là có qua có lại mà thôi. Quân Thường Tiếu nói, ngươi có từng suy nghĩ đổi một cái phương pháp khác để tìm tỉ tỉ mình không? Phương pháp gì? Giang Tà nói. Quân Thường Tiếu chỉ là thuận miệng nói. Bất quá nhìn thấy ánh mắt đối phương lóe lên hy vọng, hắn liền xác định vị tỉ tỉ vô cùng quan trọng với đối phương. Đây chính là khiêu khích. Nếu như mình đã nắm thóp, thế mà vẫn không thể nào thuyết phục, vậy thì làm cái gì trưởng môn, còn làm cái gì xuyên không giả? Quân Thường Tiếu hướng thân thể về phía trước, một bộ dáng của cao thủ nhìn thấu thế sự, nói. Gia nhập Thiết Cốt phái, trở thành một thành viên môn phái, bổn tọa sẽ giúp ngươi tìm kiếm thân nhân thất lạc nhiều năm qua. Nếu dựa theo lẽ thường, Giang Tà khẳng định khinh thường nói. Tông môn tam lưu còn không làm được, một cái môn phái cặn bã có thể làm được sao? Thế nhưng bị lực lượng đặc thù ảnh hưởng, hắn khó khăn nói. Chủ thượng có thể tìm tỉ tỉ giúp ta sao? Quân Thường Tiếu nói. Ngươi rất có thể nghĩ rằng bổn tọa đang nói láo, thực tế trên Tinh Vẫn Đại Lục, chuyện người khác làm không được, nhưng Quân Thường Tiếu ta có thể làm được. Ví dụ như, hắn ngừng một chút, nói. Ngươi là một tên võ vương có ý chí ương ngạnh, vì cái gì lại cúi đầu xương thần với bổn tọa? Lời này khiến Giang Tà phải im lặng, hắn vẫn giữ được tư duy độc lập, thế nên luôn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì bản thân không phục nhưng lại chủ động thuần phục đối phương? Chẳng lẽ đây là một loại tà thuật nào đó? Không thể nào, không thể nào. Mặc dù mình không phải võ giả tà tu chính thống, nhưng tiếp xúc với loại người này không phải ít, thế nhưng chưa từng nghe có loại tà thuật cưỡng ép khống chế người khác. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu đứng lên, nói. Nếu như chỉ bằng một điểm này, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngươi ăn vào viên đan dược kia, tức khắc sẽ hiểu thông suốt, bổn tọa bất phàm như thế nào. Nói xong, hắn ném theo đối phương một viên trung phẩm liệu thương đan, lời nói mang tính chất mệnh lệnh. Giang Tà dù có không muốn thì vẫn trực tiếp nhận đan dược, rồi nuốt vào, vù vù, dược hiệu phát huy trong nháy mắt, toàn bộ kinh mạch bị tổn thương cấp tốc hồi phục, ngay cả da thịt bị oanh tạc hay bị thiêu đốt đều nhanh chóng khôi phục. Chuyện này, ánh mắt Giang Tà hiện lên vẻ kinh ngạc, đan dược khôi phục thương thế, bên trong giới chỉ của hắn cũng có không ít, nhưng loại đan dược vừa nuốt vào liền khôi phục như này, từ trước tới nay là chưa từng thấy qua, bất quá đã nghe nói qua.
Giao Tà khó có thể tin nói. Chủ thượng cho đan dược. Chẳng lẽ là liệu thương đan từ ngài ra? Không đúng, với những thông tin mà hắn biết, loại đan dược kia chỉ có tác dụng với võ giả cấp thấp, không cách nào trị thương cho cấp bậc võ vương, Quân Thưởng Tiêu nói. Loại đan dược này của bổn tọa, cao hơn hẳn một cấp bậc so với liệu thương đan của ngài ra. Giao Tà co giật khóe miệng, từ lúc nào? Đan dược cấp tốc khôi phục thương thế, đã dễ tìm như vậy rồi, hay vẫn là nói. Bản thân mình cập nhật quá trọng, cho nên trở thành người tối cổ luôn rồi, hay vẫn là nói. Bản thân mình ẩn cư quá lâu, cho nên kiến thức đã trở nên nông cạn như vậy rồi. Chương 313, có thể nhẹ chút được không? Giang Tà không cho rằng bản thân kiến thức nông cạn, bởi vì cách một khoảng thời gian hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ. Tất cả chuyện trên giang hồ đều hiểu biết, loại đan dược hồi phục thương thế nhanh chóng thích hợp võ vương này, trước đó chưa từng xuất hiện, có thể khống chế ngươi, còn có đan dược hồi phục thương thế. Quân Thường Tiếu khoanh tay nói. Ngươi hẳn đã hiểu, bổn tọa bất phàm thế nào rồi chứ, không chỉ hiểu thôi. Hiện tại Giang Tà không ngừng khiếp sợ trong lòng, ngay cả võ đế trong sinh như dạ tinh thần còn suy đoán Quân Thường Tiếu, rất có khả năng đến từ thượng giới thì càng không nói đến một võ vương, chủ thượng bất phàm. Giang Tà nghiêm túc nói. Hai chữ chủ thượng là do lực lượng của Chiêu Hàng lệnh, chỉ có hai chữ bất phàm là ý nghĩ của hắn. Người này có thể miễn cưỡng khống chế mình, lại có đan được cấp tốc hồi phục, có thể nói thật quá tà môn, Quân Thường Tiếu nói. Cho nên, thay vì ở lại Ma Sát Tông mới giáo cho giặc, chi bằng quay đầu là bờ, gia nhập Thiết Cốt phái ta. Hắn có thể trực tiếp cưỡng ép ra lệnh cho Giang Tà gia nhập Thiết Cốt phái. Bất quá chỉ có thời gian 2 tháng, sau đó tên này lại khôi phục tự do, một khi hắn muốn đi thì có giữ cũng không giữ được. Muốn hắn tham gia Thiết Cốt phái, nhất định phải khiến hắn một lòng quy thuận. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu bổ sung, nói, nếu như gia nhập, bổn tọa có thể bổ nhiệm ngươi chức trưởng lão, chủ thượng thật sự có thể tìm tỷ tỷ giúp ta sao? Nếu như Giang Tà là loại người để ý chức vụ, để ý vinh hoa phú quý, tất nhiên sẽ không ở lại căn nhà rách nát kia. Hắn chỉ để ý tới tỷ tỷ của mình, vì đó là người thân duy nhất trên thế giới này. Quân Thường Tiếu nhún vai, nói, bổn tọa không dám hứa xuông, chỉ có thể tận lực giúp ngươi tìm người thân. Ánh mặt Giang Tà hiện lên nét đau khổ, bất quá. Quân Thường Tiếu lại nói, ngươi ở Ma Sát Tông thời gian dài như vậy, thế mà không có bất kỳ tin tức gì. Vì cớ sao không đến Thích Cốt phai ta thử xem. Ngồi yên là chết, theo đuổi mới là sống, đạo lý này, chắc hẳn ngươi phải biết rõ. Quân Trường Môn bày ra bộ dáng chững chạc oai phong, nói những lời lung lạc lòng người. Đồng thời, hắn không theo lời thề son sắc là có thể tìm được, thay vào đó là muốn Giang Tà hiểu không thể cứ nhìn chết ở một chỗ. Khi không có bất kỳ hy vọng gì phải thay đổi, Giang Tà im lặng, tìm kiếm hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác không có tin tức gì. Hắn đối với Ma Sát Tông càng ngày càng thất vọng, cũng từng có suy nghĩ rời đi. Nhưng đây là tông môn có tình báo phân bố khắp các quận, sau khi rời đi, thì dựa vào ai để tìm kiếm? Tinh Vẫn Đại Lục lớn như vậy, Giang Tà không nghĩ rằng chỉ dựa vào bản thân là có thể tìm được người thân trong Minh Mông biển người. Đừng nói là võ vương, cho dù là võ hoàng cũng không được, trừ phi là ngõ đế. Sự tồn tại cao tận cùng trời này, trong chớp mắt có thể vượt nhìn dặm, muốn tìm người chỉ là chuyện dễ dàng. Quân Thường Tiếu nói, lòng người rất phức tạp, ngươi muốn nhờ vào cơ cấu tình báo của Ma Sát Tông tìm tỷ tỷ thất lạc nhiều năm, bọn họ không nhất định thành tâm thực ý muốn giúp ngươi. Câu này tính sát thương rất lớn, trực tiếp khiến Giang Tà ngẩn ra tại chỗ. Quân Thường Tiếu nói, nếu như ta là đại đà chủ, vì giữ lại một công cụ giết người như ngươi, cho dù thật sự nắm giữ tin tức, nhất định cũng không nói cho ngươi biết. Giang Tà nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Chuyện này không phải là không có khả năng. Quân Thường Tiếu bắt lấy sự biến hóa trong ánh mặt của hắn, nói, bổn tọa cũng không phải đang muốn chia rẽ các ngươi. Tác phong của tà phái, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Rõ ràng là đang chia rẽ lại còn nói mình không có. Thật sự lớp giày này không phải ai cũng có. Phù. Giang Tà thở ra một hơi thật sâu, sau khi trải qua đấu tranh quyết liệt trong lòng, thầm nói, ngồi yên là chết, đường này không thông, đổi một con đường khác không phải là chuyện không thể. Động tâm rồi, không phải vì lực lượng của Chiêu Hàng lệnh. Chặt. Quân Thường Tiếu lấy danh sách nhập môn ra, đặt lên bàn, nghiêm túc nói, bổn tọa làm rõ một điểm, gia nhập Thiết Cốt phái rồi vĩnh viễn là người của Thiết Cốt phái, thiếu một năm thiếu một ngày cũng không được. Hắn không hy vọng tên này truyền đến môn phái mình, sau đó lại truyền đến một nơi khác. Giang Tà cười nói, chủ thượng xin yên tâm, ta không phải người quyết định có lưu lại hay không. Thay vào đó chính là môn phái này, nếu như không bị khống chế, vậy muốn bổn vương vĩnh viễn lưu lại môn phái này, có thể, nhưng còn phải xem môn phái có đáng để ta lưu lại hay không. Quân Thường Tiếu cầm bút nói, họ tên, Giang Tà, tạc, viết xong. Đóng đại ấn trưởng môn, đinh, thành viên môn phái,
1001/2000, Đin, điểm cống hiến môn phái, 1286/2000, Quân Thường Tiếu nói. Từ giờ trở đi, ngươi là đệ tử Thiết Cốt phái ta. Giang Tà lập tức ngạc nhiên, gia nhập môn phái chỉ cần hỏi tên, đây không phải là quá đơn giản rồi sao? Nghĩ lại năng nó, hắn trải qua rất nhiều truy vấn của Ma Sát Tông, sau cùng mới có thể gia nhập. Tiểu Mạc, Quân Thường Tiếu nói. Giải khí mạch cho hắn, Vô Tô Tiểu Mạc đi từ bên ngoài vào, sau đó giải khí mạch phong tỏa cho Giang Tà, đồng thời mở miệng cười nói. Trước đó là kẻ địch, hiện tại là đồng môn, đừng để ý những chuyện trước kia. Giang Tà lập tức tức giận. Hắn vẫn còn nhớ bản thân ngày thứ hai bị bắt giam. Chính là tên này điên cuồng đánh đấm mình một trận, nếu như không nghĩ đến mặt mũi trưởng môn, thời điểm linh lực đi thông toàn kinh mạch, sớm đã bạo phát cho tên này một trận rồi. Cứ như vậy, Giang Tà gia nhập Thiết Cốt phái. Hắn vốn không phải là đệ tử Ma Sát Tông, cho nên chẳng vướng bận trách nhiệm gì cả. Thế nhưng Quân Thường Tiếu cần phải suy nghĩ, bây giờ làm cách nào để đại đà chủ tạm thời từ bỏ ý đồ công kích môn phái, giao cho người đấy. Quân Thường Tiếu nói. Giang Tà giật giật khóe miệng, ta chỉ là trợ thủ của bọn chúng, mặc dù cũng có một chút địa vị nhưng muốn thay đổi chủ ý của đại đà chủ, chuyện này cơ bản là không có khả năng. Quân Thường Tiếu nói. Chuyện này mặc dù khó làm, nhưng ngươi chỉ cần tận lực kéo dài thời gian là được, ta sẽ thử một lần. Giang Tà nói. Ma Sắc Tông nhằm vào Thiết Cốt phái, trừ khi bên trên thu hồi mệnh lệnh, nếu không đại đà chủ tuyệt đối sẽ không thu tay, mà chuyện hắn có thể làm cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Còn về làm cách nào kéo dài thời gian, đây chính là một vấn đề, Quân Thường Tiếu nói. Ngươi có thể trọng thương quay về, sau đó nói với đại đà chủ trong Thiết Cốt phái không chỉ có trận pháp phòng hộ, mà còn có cả cường giả trấn thủ, chính ngươi bị người này đánh đả thương, Giang Tà thầm nói. Cách này không tệ, nhưng ta không có bị thương a. Rất đơn giản, Quân Thường Tiếu nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc nói. Vậy đánh ngươi một trận là được thôi, Giang Tà co giật khóe miệng mãnh liệt. Đến đây, Quân Thường Tiếu nói. Thu hồi toàn bộ linh lực lại, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết ý đồ của Ma Sát Tông, vì thế không đợi được ngược đãi Giang Tà, để tên này trở về báo cáo kết quả, có thể nhẹ chút được không? Nhất định phải đánh hung hăng đánh, nếu không rất dễ bị lộ tẩy, Giang Tà suy sụp trong lòng, sớm biết như vậy, lúc đó bản thân không nên vội ngước liệu thương nan. Bởi vì thương thế đó mới là chân thực nhất, hiện tại thì tốt rồi, sau khi cấp tốc hồi phục, lại bị ngược thêm một trận, mặc dù thân là một tên võ vương, mặc dù gân cốt cứng rắn đến đâu, nhưng lại bị đánh một trận như vậy, thật sự quá đau khổ. Đinh, Ngốc, Mục, sau một hồi điên cuồng đánh đấm, Giang Diêm Vương đáng thương của chúng ta lại trở thành Giang Khất Cái, mà lại nói. Bởi vì hắn không dùng linh lực bảo vệ thân thể, hoàn toàn chịu đánh, chịu đến mức bị thương cực kỳ thảm, không còn sức lực di chuyển. Quân Thường Tiếu cũng không thiệt thòi với Giang Tà, khi đối phương đi xuống vách núi, hắn đưa cho một viên liệu thương đan trung phẩm và một viên tố thể đan, dặn dò nói. Sau khi trở về, thương thế tốt rồi lại sử dụng. Chương 314, đan dược hay là tiên dược, Giang Tà lăn lộn bò trường đủ kiểu từ vách núi xuống, không gì khác là để làm cho thương thế nặng thêm, hắn cố ý làm vậy, một khi diễn thì phải diễn cho tới, không thể để tên đại đà chủ đa nghi kia phát hiện ra sơ hở. Trưởng môn, Lý Thanh Dương đứng trên đỉnh núi lo lắng hỏi. Lỡ như hắn không quay lại thì sao? Quân Thường Tiếu đáp, nếu hắn còn quan tâm đến người thân bị thất lạc, sau khi ăn vào tố thể đan, nhất định sẽ quay lại. Tại sao dám khẳng định như vậy? Không phải vì bị khống chế bởi chiêu hàng lệnh, mà là vì sự tăng trưởng thể chất do tố thể đan sẽ khiến Giang Tà phát hiện được chỗ bất phàm của hắn. Đến khi Giang Tà quay lại, Quân Thường Tiếu nói, Thiết Cốt phái ta sẽ có được một trưởng lão cấp bậc võ vương, Tô Tiểu Mạt nhăn nhó nói. Trưởng môn, đệ tử đánh đập hắn nhiều lần như vậy, một khi hắn trở thành trưởng lão, cuộc sống sau này của đệ tử không đẹp cho lắm, Quân Thường Tiếu nói. Chẳng phải ngươi cũng từng đánh đập tinh thần còn gì, hiện tại chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi. Hắn có xuất thân từ Ma Sát Tông, sao có thể so sánh với dạ sư đệ chứ? Tô Tiểu Mạt dầu dĩ nói. Nếu hắn biết được dạ tinh thần kiếp trước là một võ đế giết người không chớp mắt, nhất định hắn sẽ thay đổi suy nghĩ trong chớp mắt. Đồng thời cảm thấy Giang Tà trông vẫn còn quá hiền, Quân Thường Tiếu thầm nói. Thích Cốt phái chúng ta hẳn sẽ được yên ổn một thời gian. Bên ngoài sơn môn, người tên Võ Tông và hai vị trận pháp sư vẫn đứng đó. Ban đầu bọn hắn muốn phá trận, nhưng bây giờ chỉ biết đứng đây chờ Giang Tà. Dù sao thì vị vương giả này cũng đã mất tích mấy ngày rồi, đã hơn 10 ngày rồi. Sao đại nhân vẫn còn chưa trở lại? Có khi nào đã gặp phải phiền toái gì không? Chắc không thể nào đâu. Đại nhân là võ vương, trong quận Thanh Dương ai có thể gây rắc rối cho ngài lấy? Càng bàn luận, mọi người càng cảm thấy sốt ruột. Có nằm ngơ đệ tử Ma Sát Tông cũng không nghĩ rằng Giang Tà sẽ bị Thiết Cốt phái bắt làm tù binh. Càng sẽ không ngờ rằng hắn đã bị hàng phục, phịch. Đúng vào lúc này, một tiếng rơi phát ra từ sau lưng. Mọi người giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.
bỗng nhiên thấy một võ giả mặc hắc y máu me be bét đang nằm trên bậc thang, đó là đại nhân. Một tên võ tông chợt nhận ra, mọi người nhanh chóng chạy qua, đỡ dậy Giang Tả bị trọng thương. Trời ạ, trong quận Thanh Dương này thật sự có người đả thương được đại nhân. Hích, Thích Cốt phái có cao thủ, Giang Tả yếu ớt nói. Mau, mau trở về phân nà. Chạt, đệ tử Ma Sát Tông không chút do dự, vội vã cõng hắn chạy đi. Có thể đánh một vị võ vương ra nông nỗi này, vị cao thủ đó của Thích Cốt phái nhất định cực kỳ đáng sợ. Quân Thường Tiếu ngồi trên đại điện, dõi theo đám người Ma Sát Tông đang chạy đi, khóe miệng khẽ nhếch cười nói, diễn không tệ. Giao Tàng nghe được câu này nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Ta chẳng phải đang diễn cái gì cả, đây là thật sự bị ngươi đánh cho trọng thương đó. Tổng bộ phân đà Ma Sát Tông, Tây Nam Dương Châu. Đại đà chủ nhìn thấy Giang Tạ bị đánh cho trọng thương và khiêng về, lập tức ra lệnh cho dược sư trị liệu cho hắn trước, đợi đến khi thương thế ổn định, đích thân đi đến thăm hỏi, vì cái gì ngươi bị thương nặng như vậy, rốt cuộc là ai đả thương? Giang Tạ yếu ớt trả lời, là bị một lão già đả thương, theo phán đoán của ta. Tu vi lão ít nhất là võ vương đỉnh phong, thậm chí là võ hoàng. Cái gì? Đại đà chủ giật thoát mình nói. Võ hoàng, loại cường giả cấp bậc này, đừng nói là một quận Thanh Dương, dù có ở Thiên Dụ Vương Thành tại Tây Nam Dương Châu cũng chưa chắc đã có. Ngươi có thể khẳng định không? Đại đà chủ lấy làm nghi ngờ hỏi. Giang Tà đắc, hơi thở đối phương quá hùng hậu, ta không tài nào dò xét ra được, nhưng lão rõ ràng không dùng toàn lực, vẫn đánh cho ta không còn sức chống trả. Đại đà chủ rơi vào trầm tư, hắn đã kiểm tra thử thương thế của Giang Tà, mặc dù thương tích rất nặng, nhưng tuyệt không phải do công kích có uy lực mạnh mẽ tạo thành. Xem ra, hắn lẩm bẩm nói, người này không hề muốn lấy mạng ngươi. Đúng vậy, Giang Tả nói. Trước khi bỏ đi, lão có nói tha cho ta một mạng, lần sau đừng đến quấy rầy Thiết Cốt phái nữa. Đại đà chủ nhíu mày hỏi, cường giả đó và Thiết Cốt phái có quan hệ gì, không rõ lắm. Giang Tả đáp, có những lời không thể nói thẳng ra, úc úc mở mở mới đạt đến hiệu quả tốt nhất. Đại đà chủ xoa cằm, lộ vẻ nghiêm trọng nói. Xem ra, cần phải liên hệ với tổng bộ, cho một tên võ hoàng đến mới ổn thỏa. Giang Tả âm thầm kêu khổ, nếu tổng bộ thật sự cho võ hoàng đến, Thích Cốt phái nhất định cùng đường cuối hẻ. Đại đà chủ, ngay lúc này, một tên thuộc hạ bước vào, bẩm báo, tổng bộ vừa truyền đến tin tức mới nhất. Đại đà chủ cầm lấy phong thư đặc thù đến từ tổng bộ, đọc lướt qua, rồi cười nhạt bảo nói, Thái Khôn Tông thế mà dám có ý đồ với khoáng mạch của Ma Sát Tông ta, là gian thật không nhỏ, Thái Khôn Tông. Giang Tà ngạc nhiên nói, hình như là tông môn Tam Lưu thì phải. Đại đà chủ nói, tổng bộ sai phân đà Tây Nam Dương Châu ta rút người sang tiếp viện. Sự tình của Thiết Cốt phái tạm thời trì hoãn, ngươi hãy về Giang gia trấn dưỡng thương trước đi. Nói xong, hắn đứng dậy định rời đi. Đại đà chủ, Giang Tà gọi lại, nói, ngươi ta muốn tìm, đã có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có tin tức, đại đà chủ chỉ để lại một câu, rồi vội vã rời đi. Giang Tà đã hỏi câu này vô số lần, kết quả đại đà chủ vẫn chỉ một câu trả lời như thế. Sau khi Quân Thường Tiếu châm ngòi chia rẽ, hắn cũng nhận ra rằng đây chỉ là câu trả lời cho hợp lệ. Giang Tà ơi là Giang Tà, ngươi chỉ tạm thời là người Ma Sát Tông, chứ đâu phải là một thành viên của tông môn bọn hắn. Ngươi ta làm sao sẽ thật lòng thật dạ giúp ngươi tìm ngươi đây? Cho dù không bị ảnh hưởng của chiêu hàng lệnh từ Quân Thường Tiếu, Giang Tà cũng đã vô cùng thất vọng với Ma Sát Tông. Rời bỏ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nói ra, Quân Thường Tiếu còn thật phải cảm ơn Thái Khôn Tông. Nếu bọn người này không đột nhiên nhảy vào chiếm đoạt khoáng mạch của Ma Sát Tông, đại đà chủ nhất định sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Ngày hôm sau, Giang Tà kéo lê thân thể suy yếu trở về Giang gia trấn, trở về căn nhà tồi tàn rách nát của hắn. Kể cũng lạ, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đều sẽ rất nôn nao nóng ruột. Sau khi về nhà thì cả người lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Phù, nằm trên giường, hắn lấy ra viên liệu thương đan trung phẩm, sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống, thương thế nhanh chóng khôi phục, tinh thần phấn chấn. Giang Tà lần nữa lại cảm thấy kinh ngạc, đan dược thần kỳ như vậy, trưởng môn Thiết Cốt phái này thật không đơn giản. Hắn lại lấy ra một viên tố thể đan, thầm nói, hy vọng hắn có cách giúp mình tìm được tỷ tỷ thất lạc bấy lâu nay. Nói xong, hắn lấy ra viên đan được còn lại nuốt xuống, rào rào. Trong nháy mắt, kinh mạch, huyết dịch lẫn cơ bắp bên trong cơ thể hắn cấp tốc được cường hóa, cùng với đó là sự tăng cường thân thể, lực lượng cũng được nước đẩy truyền tăng lên. Chặt. Giang Tà bật người dậy, siết chặt hai nắm đấm, cảm nhận lực lượng gần 20 vạn cân mới được tăng cường. Ánh mắt hắn lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ. Tố thể đan có tác dụng là không ngừng tăng cường, dựa theo sự thăng tiến tu vi khai mạch cảnh, võ giả cấp cao ăn vào sẽ bù được từng giai đoạn thiếu hụt trước đó. Võ vương nhị phẩm ăn xong lập tức tăng thêm 20 vạn cân. Nghe thì thấy đáng sợ, nhưng thật ra lại bình thường. Suy cho cùng, võ vương nhị phẩm hạ đẳng tùy ý bộc phát đều từ 100 vạn cân trở lên. Khẽ nhưng,
Gia Tà khó kiềm chế được kích động, hắn là một võ vương cao đẳng có linh căn thượng phẩm, lực lượng bình thường của một võ vương nhị phẩm tầm khoảng 170 vạn cân, bây giờ vô cớ bỗng được tăng lên đến 20 vạn, khoảng cách đã rất gần so với cực đẳng, mà đây mới chỉ bằng vào một viên đan dược. Bất quá điều càng khiến Giang Tà cảm thấy khiếp sợ hơn, không phải là lực lượng tăng lên, mà chính là thân thể cũng tăng lên. Phải biết võ giả cấp độ như hắn, thân thể đã định hình, trừ phi là mượn vào linh lực tăng phúc, bằng không tuyệt đối không cách nào tăng trưởng thêm. Rốt cuộc thứ mình ăn, hắn ngẩn người nói, là đan dược hay là tiên dược? Không được. Giang Tà bước xuống giường, trầm giọng nói, ta phải quay về Thiết Cốt phái. Sau khi hắn kiến thức hiệu quả chữa thương của Liệu Thương đan, cùng với sự mạnh mẽ của Tố Thể đan, cho dù lúc này có giải trừ chiêu hàng lệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự mà quay về. Đêm hôm đó, Gia Tà rời khỏi Giang Gia Trấn, đến khi trời sáng đã đến sơn môn Thiết Cốt phái, vừa vặn cũng là ngày cử hành môn phái tỷ thí lần thứ nhất. Chương 315, môn phái đại tỷ thí, Giang trưởng lão bị chấn động. Thiết Cốt phái tổ chức môn phái tỷ võ lần đầu tiên bắt đầu ngay hôm nay, nàn tên đệ tử mặc đồng phục môn phái sạch sẽ, sắp hàng chỉnh tề trong sân luyện võ. Đệ tử gia nhập môn phái sớm có tu vi cao hơn, hơi thở toát ra mạnh mẽ rõ ràng. Đệ tử mới nhập môn, mặc dù cấp bậc không so được với các sư huynh, nhưng ai ai cũng thẳng người ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể đánh bại quái vật to lớn như Thánh Tuyền Tông. Chuyện này khiến cho đệ tử Thiết Cốt phái càng thêm tự tin, vì thế khí thế tinh thần vô cùng sung mãn. Giang Tà đi suốt đêm đến đây, nhìn thấy đệ tử tụ tập trên sân luyện võ, ánh mặt hắn biểu lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một môn phái, không, chẳng khác gì một tông môn cả. Giang Tà vì cái gì lại có cảm giác như vậy? Bởi vì đệ tử Thiết Cốt phái, ai ai cũng khí thế hùng hồn, ai ai cũng tràn đầy tự tin, ai ai cũng tràn đầy năng lượng. Giang Tà nhìn thấy sự kiên trì nghị lực trong ánh mặt bọn họ, hắn có cảm giác như nhìn thấy bản thân giành được cơ duyên, vì muốn tìm kiếm người thân mà không ngừng cố gắng tu luyện. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói. Sư đệ trở về rồi, Quân Thường Tiếu đứng trong đại điện nói. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người phải thay đổi xưng hô là trưởng lão. Hắn không có trực tiếp bổ nhiệm khi Giang Tà chưa chấp nhận môn phái, bởi vì lúc đó đối phương khẳng định không thực sự coi bản thân là một thành viên của môn phái. Hiện nay quay về, chính là nói rõ hắn đã chấp nhận. Vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh trưởng lão Thiết Cốt phái chúng ta về nhà, Quân Thường Tiếu cao giọng nói. Rào rào rào, đệ tử đồng loạt xoay người, dành cho chàng vỗ tay nhiệt liệt. Về nhà, hai chữ này khiến Giang Tà cực kỳ xúc động. Trong giây lát, hắn bước đi đến trước đại điện, chắp tay nói. Đệ tử Giang Tà ra mắt trưởng môn, đây không phải là lực lượng của chiêu hàng lệnh, đây thật sự xuất phát từ trong lòng hắn. Bởi vì Giang Tà muốn biết Thiết Cốt phái có thể trở thành ngôi nhà thứ hai của bản thân hay không. Quân Thường Tiếu không lập tức bắt đầu môn phái tỷ võ lần đầu tiên, thay vào đó là tuyên bố trước mặt mọi người, từ nay trở đi Giang Tà được bổ nhiệm chức trưởng lão. Một môn phái có trưởng lão, chuyện này rất bình thường. Ví dụ như Hạo Khí môn, chỉ riêng chức trưởng lão có tận 20 người. Chỉ là Thiết Cốt phái có chút bá đạo, trưởng lão môn phái đầu tiên lại là một vị võ vương. Phải biết, tông môn ngũ lưu như Thành Tuyền Tông hoặc là Thương Sơn phái đều không có trưởng lão cấp độ này. Cường giả võ vương làm trưởng lão môn phái thất lưu, trên khắp Tinh Vẫn Đại Lục vô cùng hiếm có. Một khi tin này truyền ra nhất định lại tạo nên sóng gió không nhỏ. Lại, không sai, khoảng thời gian khi Quân Thường Tiếu trở về, chuyện chiến thắng 72 trận trước Thánh Tuyền Tông sớm đã truyền khắp các quận, sớm đã tạo nên một cơn bão kinh khủng. Thiết Cốt phái thất lưu khiêu chiến ngũ lưu, kết quả chiến thắng lại còn không thua một trận. Nếu không phải tin tức quá chấn động, nếu không phải thế lực khắp nơi tận mắt chứng kiến, rất nhiều võ giả thậm chí hoài nghi đây là tin đồn nhà hoặc là ác ý thổi phồng. Thiết Cốt phái chiến thắng Lục Lưu Hạo môn khí cũng chỉ tạo nên chút danh tiếng ở quận Thành Dương, thế nhưng có thể chiến thắng Thánh Tuyền Tông, đây chắc chắn tạo nên danh tiếng vang xa ở các quận. Dù sao một môn phái tầm thường đánh bại một tông môn to lớn, chuyện này chưa từng xuất hiện trên Tinh Vẫn Đại Lục, hoàn toàn có thể ghi tên vào lịch sử. Khi tin tức truyền đến quận Thanh Dương cũng tạo nên chấn động như vậy, thật không thể tin được. Không thể tin được, ta vốn cho rằng Thiết Cốt phái đi tìm chết, không ngờ thật sự chiến thắng Thánh Tuyền Tông, một phái vốn không có danh tiếng, vì cái gì chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể trở nên cường đại như thế. Ngõ giả quận Thanh Dương cũng sôi nổi bàn tán, đồng thời rất nhiều bậc trưởng bối và thế lực tay chân dục dịch nổi lên suy nghĩ có nên cho con mình đến gia nhập Thiết Cốt phái. Lúc mới đầu, rất nhiều người đều nghe nói Quân Thường Tiếu chiêu mộ đệ tử, ngươi thật sự muốn đưa con mình đi lại rất ít, bởi vì bọn họ thật sự lo sợ Hạo Khí môn. Bây giờ thì sao? Thánh Tuyền Tông còn bị Thiết Cốt phái đánh bại, há sẽ e ngại một cái Hạo Khí môn, há sẽ e ngại Liên Minh Bách Tông? Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi Quân Thường Tiếu xuống núi chiêu mộ đệ tử, chuyện này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, hắn tạm thời chưa có ý định này, thay vào đó đang chính thức tuyên bố bắt đầu môn phái tỷ võ lần đầu tiên của Thiết Cốt phái. Lần tỷ võ này bao gồm tất cả đệ tử, bất kỳ tên đệ tử nào cũng có thể tham gia.
như dựa vào tu vi và thực lực, phân chia thành 4 tổ giáp bất bình đinh. Tổ đinh có thực lực yếu nhất, tổ giáp có thực lực mạnh nhất. Long Tử Dương, Dương Ngọc Hoa, Tống Huyền Đan và những đệ tử đi khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, toàn bộ đều báo danh vào tổ giáp. Những đệ tử khác dựa vào thực lực phân vào 3 tổ còn lại, không nghi ngờ gì. Tổ giáp thực lực mạnh nhất là một điểm sáng lớn trong môn phái tỷ võ của Thiết Cốt phái, cũng là điểm mấu chốt quyết định đệ tử có thể trở thành bước vào nội môn hay không. 3 tổ khác, đệ tử có biểu hiện tốt cũng sẽ giành được phần thưởng tương ứng. Quân thường tiếu sát giờ thay đổi quy tắc, sau khi định ra, môn phái tỷ võ hàng năm cũng sẽ tiếp tục sử dụng. Hắn không có bất kỳ kinh nghiệm gì, kể cả phát triển môn phái cũng là ném đá tạo đường sang sông, vì thế rất nhiều chuyện khẳng định lúc mới đầu sẽ không truyền nhiệm, trong lúc đó có nhiều lần sửa đổi cũng là chuyện thường. Nguyên, trên dân luyện võ, hai tên đệ tử võ đồ nhị tam phỏng đánh ra đấu kịch liệt. Bạo Liệt Quyền và Khai Sơn Trưởng, thậm chí có ngã chạm thay nhau sử dụng, cảnh tượng đánh tương đối náo nhiệt. Đây là võ giả tham gia vào tổ đinh tiến hành trước, tu vi của bọn họ phổ biến là võ đồ nhị tam phẩm. Mặc dù đánh đến nhiệt huyết ngút trời như không mấy đặc sắc, chỉ là Giang Tà quan sát trận đấu, Giang trưởng lão bị chấn động sâu sắc. Sau vài trận tỷ võ liên tiếp, đệ tử xuất trận tư chất có vẻ bình thường như sức mạnh bùng nổ ra, lại đủ để sánh với võ đầu bậc trung cao. Chỉ có võ giả sở giữ tư chất trung cao hai đẳng này mới có bùng nổ lực lượng bậc trung cao. Đệ tử xuất trận phần lớn đều là người có linh căn phàm phẩm, làm sao có sức mạnh chiến đấu khủng bố như vậy? Ước chừng hơn một canh giờ, tổ đinh kết thúc, tổ binh bắt đầu khai chiến, võ giả tham gia xuất trận cũng có sức mạnh bùng nổ ra bậc trung cao. Chuyện này, Giang Tà có chút ngơ ngác, hắn thử cố gắng tìm kiếm võ giả bình thường trong tỷ thí, nhưng kết quả một người cũng không tìm được, cũng chính là nói. Hơn ngàn tên đệ tử đứng trên sân luyện võ trước đó, khi thế thể hiện không chỉ ngút trời mà ai ai cũng đều có bản lĩnh thực sự. Giang trưởng lão, Quân Thường Tiếu nói. Những đệ tử này không tồi chứ, Giang Tà thần sắc nghiêm trọng nói. Tu vi bọn họ mặc dù hơi thấp, nhưng thực lực tất cả đều đạt đến trung cao đẳng. Sau này tiền đồ không thể đong đếm, đây tuyệt đối không phải lời nịnh hót, mà đều là nói sự thật. Chuyện này cũng khó trách tổng bộ chứng nhận Tây Nam Dương Châu có tính chuyên nghiệp hơn. Kết quả vẫn đánh giá môn phái tam giáp, một canh giờ sau, tỷ võ tổ bính kết thúc, võ giả tham gia giành được vài vị trí đầu tiên, đương nhiên sẽ nhận được phần thưởng tài nguyên tương ứng. Tiếp theo, tiến hành tỷ võ ở tổ ất, bởi vì cấp bậc lên cao, đệ tử tham gia tu vi càng ngày càng mạnh, tỷ võ tương đối đặc sắc và đáng xem, toàn là cao đẳng. Giang Tà giật giật khóe miệng nói, đệ tử đại địa tổ bính tham gia xuất trận, lẽ nào đều có linh căn thượng phẩm? Trên thực tế, không phải, sở dĩ bọn họ có thực lực cao đẳng, nguyên nhân chủ yếu là nhờ có phòng huấn luyện và tháp rèn luyện, từ đó tu luyện tăng lên bản thân. Đây chỉ là chuyện bình thường, cùng với những đệ tử trình độ thấp không ngừng trưởng thành, Thích Cốt phái nhất định sẽ toàn là võ giả cao đẳng. Tiếp đó, Giang Tà vẫn không ngừng bị môn phái tỷ võ mang đến chấn động, bởi vì sau khi tổ giáp bắt đầu tỷ võ, Long Tử Dương và Dương Ngọc Hoa liên tục xuất trận, sức mạnh chiến đấu thể hiện ra khiến hắn khó mà bình tĩnh nói, đây đều sắp đạt tới cực đẳng luôn rồi. Hoàng hôn buông xuống, 4 tổ toàn bộ kết thúc tỷ võ, người giành được quán quân tổ giáp chính là Long Tử Dương, thứ hai thứ ba thuộc về Dương Ngọc Hoa và Tống Huyền Đan. Giang Tà vẫn còn chưa hoàn về. Trận môn phái tỷ võ này khiến Giang trưởng lão ngây ngẩn hết cả người. Chương 316, mạch khoáng linh thạch. Giang Tà vốn bị rung động bởi Liệu Thương Đan và Tố Thể Đan, hiện tại lần nữa bị đệ tử Thiết Cốt phái khiến cho rung động. Một giây này, hắn rốt cục hiểu rõ môn phái này có thể chiến thắng Thánh Tiền Tông, tuyệt đối không phải sự trùng hợp, mà chính là chân tài thực học. Môn phái tỷ võ kết thúc, sau đó là khen thưởng. Tổng cộng 15 tên đệ tử gồm Long Tử Dương, Dương Ngọc Hoa, Tống Huyền Chu, Lăng Uyên Tuyết và Trương Vĩ và những người khác, không chút bất ngờ nào trở thành nhóm đệ tử nội môn thứ hai. Như thế tính ra, đệ tử nội môn Thiết Cốt phái từ con số 7 đã tăng lên tới 22 người. Đây cũng xem như phát triển mạnh, bọn người Lý Thượng Thiên và Tư Mã Trọng Đạt tuy không được thăng tiến, bất quá vẫn là những ứng cử viên sáng giá, năm nay không được, năm tiếp theo nhất định có thể tiến vào. Đương nhiên, đây chỉ là Thiết Cốt phái cất bước chân đầu tiên, dưới các loại tài nguyên dung túc, môn phái tỷ võ năm sau khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều đệ tử ưu tú. Bọn người Long Tử Dương cảm thấy vô cùng tự hào khi bản thân thành công tấn thăng đệ tử nội môn. Bên trong nội môn vốn có một đám sư huynh yêu nghiệt, mình là người tiếp bước nối rót, chuyện này cực kỳ vinh dự. Sung sướng hơn nữa là sau khi tấn thăng đệ tử nội môn, tài nguyên võ đạo sẽ càng nhiều, điều này vô cùng có lợi cho con đường võ đạo. Trưởng môn vừa mới tuyên bố giải tán, bọn người Long Tử Dương và Dương Ngọc Hoa gấp gáp không đợi được tiến đến đan dược các nhận lấy tài nguyên chỉ dành cho đệ tử nội môn. Môn phái thi đấu kết thúc, Giang Tà dần dần tỉnh táo lại, ngưng trọng nói, trưởng môn, nếu như môn phái có thể duy trì phát triển ổn định, muốn trở thành tông môn tứ lưu cũng không phải chuyện dẫn chơi. Nhiều đệ tử cường hãn như vậy, không có lý do nào chỉ dừng ở cái danh xưng môn phái tứ lưu sao?
Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, còn quá thấp, Từ Lưu vẫn còn thấp. Giang Tà co giật khóe miệng, loại tông môn cấp bậc này trên Tinh Vẫn Đại Lục tuy là không ít, bất quá không phải phất tay là có, thay vào đó cần phải có thời gian và tài nguyên rồi rào nhồi đáp thành. Quân Thường Tiếu chân thành nói, bổn tọa có mục tiêu là phát triển Thiết Cốt phái, trở thành tông môn mạnh nhất đại lục. Tông môn mạnh nhất? Giang Tà co giật khóe miệng càng thêm kịch liệt, hóa ra trưởng môn là một người có hùng tâm cháy bỏng, nhưng mà cái mục tiêu này không phải có hơi quá lớn rồi sao? Đương nhiên, Quân Thường Tiếu nói, đường còn rất dài, cũng rất gian khổ, cho nên bổn tọa cần cường giả như ngươi phụ tá. Giang Tà nói, nguyện sống chết vì Thiết Cốt phái, nguyện làm tùy tùng đi tha trưởng môn. Lời này là do lực của Chiêu Hàng lệnh, nhưng trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Môn phái có tiềm lực như thế, về sau nó sẽ trưởng thành đến mức độ nào đây? Trưởng môn, Giang Tà biểu cảm chân thành nói, môn phái mạnh không chỉ có tiềm lực, quan trọng nhất vẫn là chịu được mưa to gió lớn. Năm tháng lịch sử từ xưa tới nay, thiên tài đã từng xuất hiện vô số, môn phái kinh thiên động địa cũng không ít, bất quá không có bao nhiêu cái trụ được trong dòng sông lịch sử. Đại tông môn có thể sừng sững trên Tinh Vẫn Đại Lục, được chúng sinh và cường giả sùng bái, có cái nào chưa từng trải qua mưa to gió lớn đâu, cho nên tiềm lực vẫn chỉ là tiềm lực, có thể chuyển hóa tiềm lực thành thực lực, cũng đứng vững gót chân mới được xem là mạnh. Quân Thường Tiếu nói, khiêu chiến Hạo Khí Môn không tính là mưa to gió lớn sao? Được tính, khiêu chiến Thánh Tiền Tông không tính là mưa to gió lớn sao? Được tính, đâu chỉ được tính, đây thật sự là sóng to gió lớn. Cho nên, Quân Thường Tiếu ngạo mỹ nói, bổn tọa có lòng tin Thiết Cốt phái sẽ trở thành tông môn mạnh nhất, đồng thời cũng có lòng tin chịu được mưa to gió lớn sau đó. Giang Tà nói, trưởng môn, ta có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Quân Thường Tiếu nói. Giang Tà báo cáo sự việc đại đa chủ dự điện mời Võ Hoàng từ tổng bộ, không phải chứ? Quân Thường Tiếu biến sắc, co giật khóe miệng nói, ngay cả cường giả Võ Hoàng cũng mời ra, bọn hắn thật sự quá cho Thiết Cốt phái mặt mũi nha. Giang Tà im lặng, mới vừa rồi còn biểu hiện hùng tâm tráng trí, vì cái gì bỗng nhiên biến mất rồi? Quân Thường Tiếu nói là thế nhưng không mấy gì sợ, một phái còn có đại trận hộ phái, Võ Hoàng cũng chưa chắc có thể làm gì được, nhưng khổ não ở chỗ bị một cái tông môn tam lưu nhớ thương, về sau còn phát triển môn phái thế nào đây? Ai, sớm biết như thế, tha rằng chịu thua tông chủ Thánh Tuyền Tông cho xong chuyện, bất quá. Giang Tà nói, Thái Khôn Tông đi cướp mỏ quạng của Ma Sát Tông, đại đà chủ tạm thời không hơi sức nhớ thương Thiết Cốt phái ta. Quân Thường Tiếu thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói, làm mỏ quạng gì? Giang Tà nói, mạch khoáng linh thạch. Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói, linh thạch còn có thể đào móc sao? Giang Tà nói, linh thạch chia làm hai loại, một loại thiên nhiên linh thạch, một loại nhân công linh thạch. Thiên nhiên linh thạch đào ra từ trong mỏ quạng, nhân công linh thạch nương luyện ra từ linh sư. Hóa ra là thế. Quân Thường Tiếu bổ sung kiến thức. Giang Tà lại nói, nếu so về cấp độ, trời đất ngươi dưỡng ra linh thạch mạnh hơn hẳn so với nhân công tinh luyện linh thạch. Trên thị trường lưu thông linh thạch hẳn là nhân công linh thạch đúng không? Quân Thường Tiếu nói, không sai. Giang Tà nói, trên thị trường buôn bán tất cả linh thạch đều là nhân công linh thạch. Quân Thường Tiếu nói, trên đại lục có nhiều mỏ quạng không? Chất nhiều. Giang Tà bổ sung nói, nhưng toàn bộ đều nằm trong tay đại tông môn, tiểu môn phái cơ bản không thể hút chút canh, chính vì thế Thái Khôn Tông mới đi cướp Ma Sát Tông. Quân Thường Tiếu nói. Giang Tà gật gật đầu. Quân Thường Tiếu nâng cầm lên nói, xem ra cái mạch khoáng linh thạch này rất quan trọng với một tông môn, khiến người ta có thể trắng trợn đi cướp đoạt. Giang Tà chân thành nói, một cái tông môn có cử đại hay không, chủ yếu đều dựa vào mạch khoáng linh thạch. Một phái không có mỏ quạng cùng lắm chỉ đạt tới cấp bậc tứ lưu, cho nên mỏ quạng xác thực rất quan trọng. Đại tông môn động một cái là hơn vạn, hơn 10 vạn đệ tử, nhân số như thế cần phải có lượng lớn tài nguyên cung cấp, chỉ dựa vào đan dược tuyệt đối không đủ, còn phải có đầy đủ linh thạch, cho nên nhìn là biết mức độ quan trọng đến đâu. Quân Thường Tiếu nói, mạch khoáng linh thạch có dễ tìm không? Giang Tà lắc đầu, nói, mặc dù đại lục còn rất nhiều mỏ quạng chưa biết cũng như chưa được khai thác, bất quá muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, hắn ngừng một chút, nói, coi như tìm ra, tất nhiên cũng dẫn tới đại tông môn cướp đoạt. Đến lúc đó chính là một trận gió tanh mưa máu, Quân Thường Tiếu không cảm thấy có gì bất ngờ. Ngay cả mỏ quạng có chủ còn ngang nhiên đi cướp, khi đừng nói đến mỏ quạng vô tình phát hiện, thế lực khắp nơi không đánh đến đầu rơi máu chảy mới là chuyện kỳ quái. Bởi vì cướp đoạt mỏ quạng, kết quả thế lực khác kéo đến diệt môn, hoặc là so tài một chút đều có. Cho nên, đại tông môn nhận thức mỏ quạng là đại sự, thế nhưng tiểu tông môn lại xem mỏ quạng là đại họa. Quân Thường Tiếu cũng không quá xoắn xuýt chuyện mỏ quạng linh thạch, nói, ngươi đã sử dụng tố thể đan rồi, ngày mai bắt đầu tôi luyện bên trong phòng huấn luyện, còn phương diện tài nguyên võ đạo
bổn tọa sẽ tùy thời cung cấp. Hắn bổ nhiệm đối phương làm trưởng lão, không phải để quản lý môn phái, thay vào đó là bồi dưỡng mạnh lên, phụ tá thật tốt mình gây dựng môn phái trở nên cường đại. Phòng huấn luyện, Giang Tà có chút ngơ ngác tiến vào phòng huấn luyện, sau đó bắt trước đệ tử chui vào phòng cải tạo cơ bắp. Đinh, máy móc khởi động và vận chuyển. Đinh, đinh, mốc. Một cuộc oanh tạc điên cuồng. Tè. Cửa phòng mở ra, Giang Tà từ bên trong trượt ra ngoài như bùn nhão, sau đó tinh thần bấn loạn nói: "Thật quá đáng sợ, quá khủng bố rồi." Thân thể hắn vốn đã rất mạnh, bất quá phòng huấn luyện gia lực cũng rất mạnh, cho nên đừng xem là võ độc hay vẫn là võ vương, chỉ cần bước vào trong đều như nhau, bị nực như và đất chó sành mà thôi. Các đệ tử đi ngang qua thấy Giang trưởng lão ngồi thất trần trên bậc cầu thang, nhất thời nhớ đến bản thân những ngày đầu, sau đó từng người hiện lên ánh mắt đồng tình. Võ vương còn bị đánh thành bộ dạng này, mình còn kêu gào cái gì đâu chứ. Chương 317, xấu hổ không, mất mặt không. Quân Thường Tiếu cấp một cái đình viện riêng biệt cho Giang Tà, dù sao trưởng lão cần phải có biểu tượng cũng như đãi ngộ xứng với thân phận. Ngày hôm sau, Giang Tà tỉnh lại, phát hiện đau nhức toàn thân đã biến mất, toàn thân thoải mái, lực lượng cũng mạnh hơn không ít so với hôm qua. Tinh thần hắn nhất thời có chút ngơ ngác, chuyện này nhất định có liên quan tới phòng huấn luyện. Hắn vội vàng tiến về ngoại viện, chuẩn bị đi tôi luyện lần nữa. Bất quá vừa mới đi tới, bỗng một âm thanh quái đản vang vọng khắp sân luyện võ. Ta phải xuyên qua vùng sa mạc này, tìm ngươi, tìm ngươi, tìm người ta. Bên người chỉ có một chú lạc đà với ta. Giang Tà trợn mắt há hốc mồm, tinh thần lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác. Ngay giây phút này, trên sân luyện võ bên kia, trưởng môn đứng ở phía trước, mấy trăm tên đệ tử xếp hàng chỉnh tề phía sau. Đoàn người đồng loạt nhảy theo điệu nhạc, bam ma. Giang Tà vỗ vỗ mặt, nói: "Cái tình huống quỷ quái gì đây?" Quân Thử Tiếu đang nhảy múa nhìn thấy hắn đi tới, búng tay một cái nói: "Nói, Giang trưởng lão, mau đến đây tập thể dục buổi sáng nào, con mèo nó, sáng sớm chỉ huy một đám đệ tử nhảy múa, con biết xấu hổ hay không, con biết cái gì gọi là mất mặt không?" Giang Tà tuy là vô cùng chống đối, nhưng dưới tác động của lực lượng chiêu hàng lệnh, cả người gian nan bước vào sân luyện võ, bắt đầu nhảy múa theo động tác của trưởng môn. Quan hãy nói: "Hắn thân là võ vương, trên phương diện nhảy múa rất có năng khiếu, chỉ mất một lúc đã có thể thành thạo." Hòa nhập hoàn toàn vào đoàn người, kết thúc bài thể dục buổi sáng, Giang Tà ngồi phịch trên bậc thang trước phòng huấn luyện, bày ra bộ mặt muốn chết không muốn sống nói: "Ta vừa mới làm cái gì thế này?" "Không có gì, chỉ là nhảy một bài nhạc mà thôi, bất quá đây chỉ mới là bắt đầu, về sau mỗi ngày đều phải tập thể dục buổi sáng, đến đó có bao nhiêu mất mặt." Hay, Giang Tà lấy lại tinh thần, một lần nữa bước vào phòng huấn luyện, trực tiếp cải tạo 4 tiếng, mãi đến hoàng hôn cả người mới như bùn nhão trượt ra ngoài. Hôm sau, trạng thái hoàn toàn khôi phục, thân thể và lực lượng lại mạnh hơn một chút. Lúc này Giang Tà rốt cuộc hiểu rõ giá trị của phòng luyện, cả người mừng rỡ như điên tiến đến ngoại viện, trước tiên tập thể dục buổi sáng với một đám đệ tử, sau đó là chịu đựng cuộc oanh tạc điên cuồng. Nếu như không phải bận tâm tìm kiếm tin tức tỉ tỉ, hắn thực chất là một tên vô cùng si mê võ đạo. 3 ngày sau, bài thể dục buổi sáng của Thiết Cốt phái khiến người ta xấu hổ kia đã trở thành thói quen của Giang Tà, thân thể và lực lượng cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Huynh, một quyền đánh vào bên trên máy khảo nghiệm, lực lượng hiện lên là 196 vạn cân. Sau 6 ngày tôi luyện bên trong phòng huấn luyện, lực lượng của hắn từ con số 190 vạn tăng lên đến con số này, tương đương với tăng lên 6 vạn cân. Đáng sợ, quá đáng sợ, Giang Tà chợt hiểu nói. Khó trách đệ tử Thiết Cốt phái cường hãn như vậy, hóa ra là nhờ có phòng huấn luyện nện ra. Lão, hắn vừa bước ra phòng huấn luyện, bóng đá vui vẻ bay tới, mà Giang Tà dùng một tay đỡ lấy. Thầm nghĩ, Thiết Cốt phái thật không phải dạng vừa, trở thành một thành viên môn phái, chưa chắc đã là chuyện xấu. Không có sự ảnh hưởng của chiêu hàng lệnh, hắn cũng không nỡ rời đi, ngay cả dạ tinh thần đều chịu không nổi mê hoặc. Nói chi là một tên võ vương, Giang Tà hoàn toàn chấp nhận Thiết Cốt phái. Nhưng mà, Tiểu Long Long ngược đãi hắn một trận, trải qua thời gian nửa tháng, vẫn còn một bộ mặt ủ rũ ỉu xìu. Tiểu Long Long, Quân Thường Tiếu lo lắng nói. Ngươi đến khi nào mới hồi phục lại đây? Ục ục, Hỏa Long nằm trong ổ nhỏ phát ra tiếng kêu lười biếng, dường như nó muốn nói cho chủ nhân. Bản thân không có gì đáng lo lắng, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi. Quả nhiên, vài ngày sau, Tiểu Gia Hỏa đã khôi phục, một lần nữa nhảy nhót tưng bừng lên. Quân Thường Tiếu thở dài một hơi nhẹ nhõm, bất quá phiền phức mới lại tới, chính là cái con khế ước thú này, không những khôi phục thương thế, còn khôi phục cả sức ăn. Hơn nữa, sức ăn ngày càng lớn, không được, không được, Quân Thường Tiếu thầm nói. Nhất định phải có đầy đủ thịt cung cấp cho nó mới ổn thỏa. Từ khi hắn biết Tiểu Long Long biến ảo ra hình thái chiến đấu, mặc sức trả đạp võ vương, trong lòng bỗng sinh ra ý nghĩ phải nuôi dưỡng thật tốt. Thế nhưng con thú này quá tham ăn, bao nhiêu thịt cũng không đủ cho nó ăn. Tiểu Gia Hỏa, Quân Thường Tiếu đưa nó đến phía sau Thiết Cốt Sơn, nói,
ngươi đã có đầy đủ thực lực, về sau có thể tự mình kiếm ăn được rồi. Tiểu Long Long gật gật đầu, hóa thành một ánh sáng đỏ bay về phía xa sau núi. Kể từ ngày nó đến, dã thú, hung thú cũng rơi vào một trận tai nạn. Ngươi thả khế ước thú xong, Quân Thường Tiếu trở về môn phái, bắt đầu suy tính làm cách nào để bản thân và đệ tử mạnh lên trong thời gian ngắn nhất, mà sát tông trung quy vẫn là một cái uy hiếp to lớn. Mặc dù hắn có miễn chiến bài, bất quá kỳ hạn cũng chỉ có 3 tháng, cho nên môn phái cần phải mạnh hơn, vậy mới có thể chặn đầu sóng gió. Hệ thống nói, lúc này, ta đề cử chủ nhân mua vật phẩm tu luyện trong khu mua sắm trung cấp, ví dụ như trận pháp tăng cao linh khí, ngon ăn không? Còn xem ngươi ăn ở thế nào, nếu như Quân Thử Tiếu có điểm cống hiến dùng hoài không hết, khẳng định chơi cứng với cái gọi là vận khí. Bất quá hiện tại hắn chỉ có 1.200 điểm, lấy cái gì thử vận may đây? Đúng rồi, hắn nói, khu mua sắm trung cấp đổi mới một lần, cần tốn bao nhiêu điểm cống hiến? 100, hệ thống nói. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng, nếu như vận khí không may, đổi mới 5-6 lần xong, coi như thật sự đổi mới ra trận pháp, kết quả cũng chẳng còn điểm cống hiến để mua, cho nên bản thân và môn phái có thể mạnh lên hay không, còn phải dựa vào điểm cống hiến rất nhiều. Mà, Quân Thường Tiếu búng tay một cái, nói, mời sơn môn. Chiêu đệ tử, sau khi chiêu mộ đầy đệ tử, điểm cống hiến có thể tăng lên gần làn điểm, sau đó khởi động nhiệm vụ môn phái, lại có thêm không ít điểm cống hiến. Trước mắt đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Đương nhiên, có thể tích trữ lượng lớn tài nguyên hay không, vẫn còn phải dựa vào lão ngụy. Quân Thường Tiếu tiến vào xem xét dược viên, phát hiện phía trên bầu trời ngưng tụ thiên địa linh khí ngày càng nồng đậm. Đâu chỉ nơi này, từ mấy lần thu hoạch và trồng trọt, đỉnh núi Thiết Cốt phái đã có trình độ ngưng tụ linh khí rất không tệ. Có thể coi như quy mô đơn giản, môn phái có linh khí càng đậm, đệ tử hấp thu thiên địa linh khí càng được chỗ tốt, tốc độ càng nhanh, chu kỳ dược liệu trưởng thành cũng được rút ngắn đáng kể. Trưởng môn, lão ngụy ngồi bên trong đỉnh viện, cười nói. Dựa theo trình độ linh khí hiện tại, dược liệu chỉ cần nửa tháng là có thể trưởng thành, trước đó là 2 tháng, hiện tại chỉ cần nửa tháng, tiến bộ rất rõ ràng. Quân Thường Tiếu không vừa lòng, thay vào đó là dò hỏi, dược liệu có thể rút ngắn chu kỳ hơn nữa không? Dược liệu trưởng thành càng nhanh, đồng nghĩa có càng nhiều đan dược, cứ như vậy, dưới sự cung cấp tài nguyên dồi dào, các đệ tử có thể làm đến mức toàn diện tăng lên. Lão ngụy lắc đầu nói, trưởng môn muốn 6-7 ngày liền trưởng thành, ta cũng có thể làm được, bất quá dược tính sẽ bị giảm rất nhiều, hắn nắm giữ kỹ thuật trồng dược liệu, nửa tháng là chu kỳ trưởng thành tốt nhất, nếu như muốn nhanh hơn nữa, cũng chỉ còn cách lấy mức độ dược tính đổi lấy, thôi bỏ đi. Quân Thường Tiếu cần tụ khí đan gấp nở lần, mà đây cần phải có dược liệu phẩm chất cao góp sức, muốn truy cầu tốc độ mà phải hy sinh dược tính, chuyện này tuyệt đối không có lời. Lão ngùi, hắn nói, nếu như dược liệu trưởng thành, lão và các thành viên dược đều tự hành thu thập, sau đó đặt ở dược liệu các, bổn tọa có rảnh tay sẽ đến lấy luyện chế. Vâng, lão ngùi nói. Quân Thử Tiếu đứng dậy, chuẩn bị trở về đại diện, bỗng nhiên ngừng bước chỉ về phía xa, cả người có chút kinh ngạc nói. Ngụy lão, đó là cái gì? Ngụy lão nhìn theo hướng chỉ tay, ở giữa dãy núi phía xa, từng đoàn đám mây màu sắc sặc sỡ từ từ bay lên, dần dần hình thành hình tròn, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhìn vào có thể thấy như cầu vồng sau mưa. Đây là, ngụy lão cao mày, bỗng gương mặt khẽ biến sắc, hoảng sợ nói. Xuất hiện linh khí khôi phục, chương 318, điểm báo linh khí khôi phục, từ vị trí dược viện nhìn lên, dãy núi trùng điệp phía trước, cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Đáng tiếc, thiên địa thuộc tính không mạnh, vì thế trong mắt võ giả không có bất kỳ giá trị xây tông lập phái. Như vương trưởng môn ở đất này sáng lập Thiết Cốt phái, cũng coi như núi hoang vốn không ai ngó đến. Tìm lại được một chút tự tôn như vậy, vào giờ này phút này, ở giữa dãy núi trùng điệp, một luồng khí 5 màu sặc sỡ xuất hiện, ngược lại tăng thêm vài phần linh khí cho Thiết Cốt Sơn. Đây là, lão ngụy sắc mặt đại biến, nói, điểm báo linh khí phục hồi. Khi nói, hai tay hắn hơi run rẩy, nhìn có vẻ vô cùng kích động, điểm báo phục hồi linh khí, Quân Thường Tiếu không hiểu nói. Lời này có ý gì? Lão ngụy kiềm chế cơn sóng đang nổi lên trong lòng, giải thích nói. Trưởng môn có biết quá khứ của Tinh Vẫn Đại Lục chứ? Không biết, Quân Thường Tiếu đáp. Xuyên không đến thế giới này, nhận hạn chế của cố chủ thể trước giờ không ra ngoài, hiểu biết của hắn về Tinh Vẫn Đại Lục vô cùng ít hỏi. Lão ngụy nói. Theo sử sách ghi lại, thời kỳ thượng cổ Tinh Vẫn Đại Lục là một thế giới hoàn chỉnh, thiên địa linh khí dày đặc, võ giả đột phá lên võ vương và võ hoàng đều dễ như trở bàn tay, lợi hại như vậy sao? Quân Thường Tiếu trợn to mắt nói. Hiện tại hắn đột phá đến võ tông, cho dù nhiều vào tụ khí đan gấp nở lần, nhưng tốc độ nâng cao vẫn vô cùng chậm. Thời kỳ thượng cổ, đột phá lên võ vương và võ hoàng dễ như trở bàn tay. Chuyện này có chút dọa người, hay, lão ngụy lắc đầu nói. Đáng tiếc, cuộc chiến giữa đế vị mấy trăm năm. Cứ thế cứng rắn đánh vỡ Tinh Vẫn Đại Lục, phân ra 13 châu.
tính cân bằng của thiên địa thuộc tính bị phá hỏng, linh lực nhanh chóng suy giảm, cuối cùng rơi vào tình trạng như bây giờ. Đánh vỡ Tinh Vẫn Đại Lục, Quân Thường Thiếu co giật khóe miệng mãnh liệt. Trong hiểu biết hiện tại của hắn, Tinh Vẫn Đại Lục lớn hơn rất nhiều so với địa cầu hắn từng sống, có thể bị đánh vỡ phải cần sức mạnh khủng bố biết bao nhiêu. Chuyện này có liên quan gì với linh khí phục hồi? Có liên quan, lão Mùi nói. Mặc dù tính cân bằng của thiên địa thuộc tính bị đánh hỏng, nhưng mầm linh khí vẫn còn tồn tại, cất giữ trong mặt đất. Trong năm tháng dài cũng sẽ dần dần phục hồi lại. Từ xưa đến nay, vùng đất phục hồi linh khí ở khắp nơi, bao nhiêu cường giả chiếm giữ làm thành, hai tông lập phái, cuối cùng không có cái nào không trưởng thành tông môn hùng mạnh nhất đại lục. Quân Thường Tiếu bừng tỉnh nói, ý của lão Ngụy là đỉnh núi của những tông môn lớn đó. Sở dĩ linh khí dồi dào là vì có linh khí phục hồi, không sai, lão Ngụy đáp. Hắn bổ sung nói, ví dụ như người sáng lập Thái Huyền Thánh Tông, sau khi giành được Thánh Tuyền Băng Tâm Quyết, chiếm lấy một vùng đất linh khí phục hồi, mới trở thành một trong những tông môn mạnh nhất đại lục như hiện nay. Quân Thường Tiếu nhìn về vùng năm màu sặc sỡ kia, ánh mắt nóng rực nói, Thích Cốt Sơn lẽ nào cũng có mầm linh khí đang khôi phục? Sách cổ có ghi lại, khi ánh sáng năm màu xuất hiện, chính là điềm báo linh khí phục hồi, lão Ngụy nói. Đi thôi, Quân Thường Tiếu nói. Đến đó xem thử, trưởng môn đột nhiên, Giang Tà vội vội vàng vàng chạy đến, chỉ về phía trước nói. Đằng kia xuất hiện ánh sáng năm màu, nhất định tồn tại mạch khoáng linh thạch. Vài ngày qua, hắn phát hiện rất nhiều đệ tử nội môn đều chạy đến phía sau núi, liền hiếu kỳ đi theo. Cuối cùng không nhìn thấy tháp rèn luyện, lại bất ngờ nhìn thấy ở giữa dãy núi xuất hiện mây mù năm màu sặc sỡ. Cả người lập tức ngẩn ra, ùng. Giang trưởng lão của chúng ta từ khi gia nhập Thiết Cốt phái, mỗi ngày đều là trong quá trình ngẩn người như thế, có thể nói là lòng mệt mỏi không nguôi, chỉ là giải thích của hắn và lão Ngụy không giống nhau. Phàm là vùng đất có ánh sáng năm màu xuất hiện, nhất định có mạch khoáng linh thạch, đây là quy luật bất biến. Cái gì? Quân Thường Tiếu thần sắc ngẩn ra, nói. Mạch khoáng linh thạch, không sai, lão Ngụy nói. Nói có mầm linh khí, sẽ có mạch khoáng linh thạch tích tụ, bối mẹ ơi. Quân Thường Tiếu thiếu chút nữa thì nhảy lên. Nói, đây là tài phú không làm mà có. Vài ngày trước, hắn còn thảo luận về mạch khoáng linh thạch với Giang Tà. Lúc đó chỉ xem như chủ đề nói chơi, không ngờ Thích Cốt Sơn đột nhiên xuất hiện ra. Mạch khoáng linh thạch, đi, đi, nhanh chóng đi xem. Hiện tại, Quân Thường Tiếu rất kích động. Đỉnh núi của môn phái đột nhiên có mạch khoáng linh thạch, một khi khai thác thì sau này còn sợ thiếu tài nguyên sao? Trưởng môn, Giang Tà nghiêm túc nói. Chuyện này đối với Thích Cốt phái ta mà nói, không phải là tài phú đến bất ngờ, mà chính là tai họa đến bất ngờ. Quân Thường Tiếu nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, tông môn Tam Lưu đều đánh nhau sống chết giành mạch khoáng. Nếu như bị người khác biết Thích Cốt Sơn có mạch khoáng linh thạch, đến lúc đó, nhất định sẽ thu hút vô số cường giả đến. Như vậy, có thể che giấu luồng sáng năm màu lại hay không? Trong lúc suy nghĩ, lão Ngụy cắt ngang nói. Luồng sáng năm màu vừa xuất hiện, thời gian dài nhất định sẽ chiếu sáng cả đỉnh núi. Rất nhiều người sẽ biết được nơi này có mầm linh khí. Quân Thường Tiếu lập tức có chút choáng váng, nhìn tình hình. Giấu cũng không giấu được, đây là chiếu sáng khắp cả đỉnh núi. Tin tức chắc chắn sẽ lan rộng khắp Tinh Vẫn Đại Lục trong thời gian ngắn. Hừ, đúng lúc này, lão Ngụy thần sắc hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Ánh sáng năm màu đao tan biến, Quân Thường Tiếu và Giang Tà vội vàng nhìn lại. Ở giữa dãy núi, ánh sáng năm màu sặc sỡ vốn có trạng thái khuếch tán, bỗng dưng đang dần dần thu lại, rất nhanh biến mất không vết tích. Chuyện này là thế nào? Giang Tà lại ngẩn người ra. Đi, Quân Thường Tiếu nói. Chúng ta đi xem thử. Thích Cốt phái chỉ chiếm một phần nhỏ của Thích Cốt Sơn, phần còn lại là dãy núi nhấp nhô liên miên, hoặc là rừng núi nguyên thủy quanh năm không có buổi sáng. Quân Thường Tiếu thường ngày phát triển môn phái và tu luyện, cho nên hắn rất ít khi đến khu vực hoang dã bên này dạo chơi. Lúc này, hắn cùng với Giang Tà và lão Ngụy, ba người đứng ở khu vực ánh sáng năm màu đã tan biến, các bên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, nơi này rõ ràng là một bãi cỏ rộng rãi, ngoại trừ rải rác tảng đá ra, chẳng có gì khác thường cả, Quân Thường Tiếu nói. Chuyện gì thế này? Lão Ngụy hơi trầm mặc, nói. Trưởng môn, theo ta suy đoán, đất này chắc chắn có mầm linh khí, lúc nãy có dấu vết bị kích phát và phục hồi, vậy vì cái gì nó biến mất rồi? Quân Thường Tiếu nói. Lão Ngụy nói. Rất có khả năng vẫn chưa đạt đến điều kiện phục hồi, vì thế nó thu lại, Quân Thường Tiếu nói. Điều kiện gì? Lão Ngụy đáp. Trưởng môn lệnh cho ta trồng dược liệu quanh Thiết Cốt phái, dần dần hội tụ linh khí, có lẽ đây chính là điều kiện để phục hồi mầm linh khí. Có khả năng là vậy, Giang Tà tán đồng nói. Điều kiện phục hồi mầm linh khí mặc dù rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất là có linh khí dày đặc bên ngoài lôi kéo, Quân Thường Tiếu nói. Nói như vậy, chỉ cần tiếp tục cải thiện hoàn cảnh sinh thái của Thiết Cốt Sơn, đồng nghĩa với việc khiến mầm linh khí phục hồi hoàn toàn, có lẽ là vậy,
lão ngự không dám xác định, chỉ có thể coi đây là suy đoán của bản thân. Quân Thường Tiếu nói, đã có thể xác định phía dưới có mạch khoáng linh thạch, còn đợi nói phục hồi làm gì? Nhân lúc ánh sáng năm màu còn chưa hiện rõ, trực tiếp đào mạch khoáng ra không phải là được rồi sao? Không được, lão ngự nói. Ánh sáng năm màu phóng ra toàn bộ mới đại biểu linh khí phục hồi, mạch khoáng linh thạch cũng tuyên bố thành hình, khai thác sớm, chỉ phá hỏng mầm linh khí và mạch khoáng, đến lúc đó coi như là dã tràng xe cát. Quân Thường Tiếu im lặng, Giang Tà nói. Trưởng môn, mạch khoáng tinh thạch tạo hình cần phải tốn một chút thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị trước, che giấu sự xuất hiện của ánh sáng năm màu, che giấu thế nào đây? Quân Thường Tiếu nói. Giang Tà đáp, trưởng môn có thể bố trí trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, chắn hẳn cũng có thể bố trí một trận pháp ngăn cách đúng không? Cái gọi là trận pháp ngăn cách chính là phong tỏa một khu vực, bất luận bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng đều không nhìn thấy. Rất nhiều đại tông môn tìm được vùng đất linh khí phục hồi, thần lớn đều sẽ sử dụng cách này để tiến hành che đậy, hiệu quả vô cùng không tồi, cũng rất ít bị người khác phát hiện, ý này rất hay. Lão Mùi nói, chuyện này, Quân Thường Tiếu rất muốn lớn tiếng nói cho bọn họ biết con em, nó ta cơ bản không am hiểu trận pháp. Chương 319, thời cơ đến. Ngụy lão phán đoán có mầm linh khí ở Thiết Cốt Sơn, đồng thời còn có mạch khoáng linh thạch, chỉ cần tiếp tục cải tạo môi trường sinh thái là có thể giúp tiến khôi phục. Chuyện này khá dễ tiếp nhận, ít nhất tạm thời không cần lo lắng linh khí khôi phục dẫn đến có hiện tượng kỳ lạ trên trời, từ đó bị bại lộ mọi chuyện. Giao Tà đưa ra đề nghị bố trí một trận pháp ngăn cách ở khu vực này, ngăn cách luồng khí năm màu sinh ra khi linh khí khôi phục ở bên trong. Quân Thường Tiếu mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng hắn có hệ thống, cho nên hắn sẵn tiện hỏi, trong khu mua sắm có đổi mới ra trận pháp ngăn cách không? Hệ thống nói, chỉ cần chủ nhân có đầy đủ điểm cống hiến, loại hình trận pháp gì cũng có. Khu mua sắm sơ cấp có thể xuất hiện đồ chơi này không? Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói, tuy là có, nhưng xác suất vô cùng thấp. Đề nghị chủ nhân thử đổi mới khu mua sắm trung cấp. Nếu Quân Thường Tiếu có 10.000 điểm cống hiến trở lên, khẳng định không chút suy nghĩ đổi mới khu mua sắm trung cấp. Bất quá bây giờ thì hắn chơi không nổi. Chiêu mộ đệ tử, chiêu mộ đệ tử. Sau khi trở về môn phái, nhất định phải thực hiện kế hoạch. Sau cùng, Quân Thường Tiếu xác định thống nhất chiêu mộ đệ tử ở 8 tòa thành của quận Thanh Dương. Hắn có đầy niềm tin lần này mở sơn môn chiêu mộ đệ tử, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều thiếu niên xuất chúng. Nguyên nhân đơn giản là môn phái mình chiến thắng Thánh Tuyền Tông. Hôm sau, Quân Thường Tiếu chuẩn bị lên đường tiến về thành Thanh Dương. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói. Ma trưởng lão của Thương Sơn phái đến chơi hử? Quân Thường Tiếu xoa cằm, nói, có phải đến đây vì chuyện kết minh liên minh không? Thương Sơn phái dám đến đây kết minh khi chính mình đã đắc tội Ma Sát Tông, người ta gọi đây chính là quan hệ sát thét. Cho nên hắn đích thân ra nghênh đón để biểu đạt sự tôn trọng. Mã Vân Đằng là lần đầu tiên đến Thiết Cốt phái, đến chi lão tận mắt thấy to lớn đại điện, tận mắt thấy từng tên đệ tử khí thế hùng hồn, trong lòng nhấc lên từng gợn sóng nhỏ. Quân trưởng môn, Mã trưởng lão nói, Quy phái có tiềm lực rất lớn, nếu như chứng nhận quán đến khảo sát, khẳng định có thể lấy nhất giáp dễ như ăn bánh. Nếu như lão biết trưởng lão chứng nhận quán tổng bộ Tây Nam Dương Châu đánh giá là tam giáp, tự nhiên sẽ biết mình đã đánh giá thấp Thiết Cốt phái. Quân Thường Tiếu khiêm tốn nói. Mã trưởng lão quá khen, hừng, vừa đúng lúc này, Mã Vân Đằng nhìn thấy Giang Tà từ trong viện đi ra, cảm nhận được hơi thở hùng hậu của đối phương, kinh ngạc nói. Quân trưởng môn, vị này là trưởng lão Thiết Cốt phái ta. Quân Thường Tiếu nói. Mã Vân Đằng nhau mắt nói. Tu vi của vị trưởng lão này, chẳng lẽ là, không sai. Quân Thường Tiếu nói. Chính là Võ Vương, Mã Vân Đằng nghe xong. Trong lòng thật sự bị nhấc lên từ gợn sóng nhỏ thành sóng to gió lớn, hắn không có xem thường Thiết Cốt phái. Bất quá một cái môn phái thất lưu có trưởng lão Võ Vương cảnh, chuyện này thật sự quá khó tin. Hai người bước vào đại điện, Mã Vân Đằng vừa mới ngồi xuống, ăn ngay nói thẳng. Quân trưởng môn, lần này ta đến là để đại biểu Thương Sơn phái trao đổi chuyện kết minh giữa hai phái. Sau khi trở về tông môn, hắn và Vương Đông Lâm vội vàng tìm tới tông chủ, một năm một mười kể lại toàn bộ quá trình Thánh Tuyền Tông, đồng thời đề nghị kết minh với Thiết Cốt phái. Tông chủ Thương Sơn phái cũng rất khiếp sợ Thiết Cốt phái có thể ngược Thánh Tuyền Tông thảm như vậy. Sau một lúc suy nghĩ kỹ lưỡng, rốt cuộc chấp nhận đề nghị của hai trưởng lão, được sự yêu ái của Thương Sơn phái, Quân Mỗ vô cùng cảm kích. Quân Thường Tiếu chắp tay nói, Thiết Cốt phái vẫn còn trong giai đoạn sơ bộ phát triển, có thể làm minh hữu với tông môn Ngũ Lưu, khẳng định trăm lợi mà không có một hại. Mã Vân Đằng vung tay lên, lấy ra bản kết minh từ trong không gian giới chỉ, trên đó có viết chữ kết minh, đồng thời có dấu đại ấn của tông chủ Thương Sơn phái. Quân trưởng môn, hắn nói, mời người nhấn đại ấn. Quân Thường Tiếu lấy ra đại ấn của trưởng môn, nhấn xuống bên trên hàng chữ tên môn phái mình. Cuối cùng, Thiết Cốt phái và Thương Sơn phái trở thành quan hệ đồng minh. Còn về việc kỳ hạn bao lâu,
Cái này còn phải xem hai bên có thể duy trì tình bạn bao lâu. Mã Vân Đằng giải quyết xong chính sự, không có tiếp tục ở lại, lập tức trở về tông môn. Quân Thường Tiếu tạm thời bỏ suy nghĩ đi thành Thanh Dương, thay vào đó là chờ đợi thời cơ đến. Ba ngày sau, Thương Sơn Phái tuyên bố với người đời, trở thành đồng minh với Thích Cốt Phái. Đợi đến tin tức khuếch tán rộng rãi khắp quận Thanh Dương, một lần nữa gây ra chấn động cực lớn. Từ trước đến đây Thương Sơn Phái vẫn luôn hoạt động độc lập, kết quả lại kết minh với Thiết Cốt Phái, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Sau khi thế lực khắp nơi biết tin, nay lập tức hiểu rõ Thiết Cốt Phái có thể kết minh với Thương Sơn Phái, chuyện này đã nói rõ người ta có thực lực. Vài năm trước vẫn còn là môn phái bất nhập lưu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu như thế, thật là nằm mơ cũng nghĩ không ra mà. Quân Thường Tiếu ngồi trong Thiết Cốt Phái đợi thu hoạch tin tức, cười nói, thời cơ đã tới. Nói xong, hắn khởi hành tiến về thành Thanh Dương. Hắn chờ đợi thời cơ chính là chuyện Thương Sơn Phái tuyên bố kết minh với người đời. Chỉ có như thế, Thiết Cốt Phái mới đẩy cao danh tiếng, công việc chiêu môn đệ tử cũng dễ dàng hơn. Quân Thường Tiếu trước tiên đến tìm Tạ thành chủ, sau đó lại đến thành Hồ Hương. Sau cùng đi dạo một lần 6 tòa thành còn lại, kết thúc chuyến đi trở về môn phái. Hắn đi làm cái gì? Tất nhiên là đi đưa quảng cáo tuyên truyền chiêu mộ đệ tử. Bởi vì danh tiếng to lớn, tương lai chỉ cần đến thông báo cho các vị thành chủ, người ta không chỉ nhiệt tình đồng ý, còn vô cùng tích cực hỗ trợ. Liên minh Bách Tông. Thật xin lỗi, đây là ai vậy? Chúng ta hoàn toàn không biết, lấy danh vọng hiện tại của Thiết Cốt Phái, thành chủ của 8 tòa thành, hoàn toàn gạt qua Tần Hạo Nhiên và Liên minh Bách Tông. Đương nhiên, Tần Minh Chủ và Lão Đại Liên minh cũng không dám tại nhảy nhót trước mặt Thiết Cốt Phái, chỉ có thể cưỡng ép bản thân phải thật thông minh, bọn họ có thể im lặng biến mất. Bất quá Quân Thường Tiếu tuyệt đối sẽ không quên những người bạn này, dù sao thời điểm môn phái còn nhỏ yếu, bọn chúng đã buông không ít lời sát thương. Thậm chí còn có các loại lấy tay bắt ca khi hắn đi du chiến Thánh Tuyền Tông. Thực ra Quân Thường Tiếu đã bắt đầu trả thù, ví dụ như Thiết Cốt Phái nói lời ẩn ý với Triệu Hưng Minh, để hắn đối đãi đặc biệt với thế lực Liên minh Bách Tông đến chứng nhận, đối đãi đặc biệt, thực chất chính là cố ý làm khó dễ, chỉ là môn phái thuộc Liên minh Bách Tông tạm thời không có nhu cầu chứng nhận, cho nên việc trả thù này trong lúc nhất thời khó có thể hiện rõ. Sau khi Quân Thường Tiếu sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong, tiếp tục tu luyện như thường lệ, thuận tiện đi đến tầng 1-2 của tháp rèn luyện tiến hành tôi luyện, tăng cao thân thể và thân pháp đến cực hạn. Ngày hôm sau, Lý Thanh Dương vừa mới hoàn tất rửa mặt, ngay lập tức vội vã chạy đến, nói, trưởng môn, có người đến báo danh, nhanh vậy sao? Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói, đâu chỉ nhanh, hơn nữa còn rất nhiều. Khi hắn đi ra môn phái, mở ra cửa lớn sơn đỏ, đập vào mắt hắn là mấy ngàn tên thiếu niên thiếu nữ đứng trước cửa sơn môn, ánh mắt từng người biểu lộ sự kích động và tinh thần khẩn trương. Những người trẻ tuổi này vốn là có ý định báo danh, đến khi vừa nhìn thấy quảng cáo chiêu mộ, ngay tức khắc không ngại đường xa chạy đến, thậm chí có người còn chạy suốt đêm. Nếu như không phải Thiết Cốt Phái đánh bại Thánh Tuyền Tông, sau đó kết minh với Thương Sơn Phái, lần này chiêu mộ tuyệt đối không thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Thanh Dương, Quân Thường Tiếu nói. Bày bàn, chiêu mộ. Vâng. Lý Thanh Dương mang cái bàn đặt ở phía trước, đặt lên sắp giấy báo danh dày cộm cùng với vật dụng văn phòng. Thiếu niên đến báo danh thấy thế, lần lượt vây tới. Bởi vì Ma Sát Tông bận tranh chấp với Khái Khôn Tông, tạm thời không có thời gian nhằm vào Thiết Cốt Phái. Cho nên quân trưởng môn sớm đã đóng lại đại trận hộ phái, xếp thành hàng. Lý Thanh Dương chỉ huy trật tự nói. Từng người đến, họ tên. Ngụy Trương Kỳ, tư chất. Linh căn phàm phẩm. Quân Thường Tiếu có chút hài lòng, trực tiếp nhấn xuống đại ấn của trưởng môn. Chương 320, di cải tạo tư chất trận pháp. Trước kia số người đến báo danh quá ít, trên phương diện tư chất linh căn không thể khắc khe. Quân Thường Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ dùng ánh mắt xác nhận để chiêu mộ. Hiện tại đã khác biệt, thiếu niên đến báo danh có đến 4-5 ngàn người. Không thể một lần chiêu mộ hết, cho nên phải chọn bồi dưỡng người có tư chất tốt. Hệ thống nói, không phải chủ nhân đã nói. Bồi dưỡng đệ tử đề phẩm đi lên, mới có cảm giác thành công hay sao? Vì cái gì bây giờ lại bắt đầu chọn 3 lấy 4? Quân Thường Tiếu biết đối phương đang cố tổn thương mình, cho nên thản nhiên nói. Lão tử thích thế đấy. Hệ thống im lặng, họ tên. Trịnh Ngạn. Tư chất, linh căn trung phẩm. Quân Thường Tiếu không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấn xuống đại ấn của trưởng môn. Trong lúc đó, bên tai hắn vang lên thông báo gia tăng thành viên môn phái, cùng với điểm cống hiến gia tăng. Đương nhiên, có một ngoại lệ, loại người này không cần phải hỏi linh căn, chỉ cần đến di danh, tuyệt đối nhận vào môn phái. Đúng vậy, loại người này là nữ nhân, Thiết Cốt Phái vẫn luôn là dương thịnh âm suy, vì phải cân đối âm dương. Chỉ cần nữ tính đến báo danh, hắn không chút do dự thu nhận vào môn phái. Một lúc lâu sau, Quân Thường Tiếu hỏi thăm từng người xong, từ trong mấy ngàn người có 999 người trúng tuyển, trong đó có 750 tên nam đệ tử, 249 tên nữ đệ tử. Trên phương diện tư chất, linh căn trung phẩm có hơn 20 tên,
căn lớn còn lại là người có linh căn hạ phẩm và một số đệ tử linh căn đê phẩm. Bách Tông chiêu mộ lần kế tiếp, việc cử hành đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì quân trưởng môn đi trước một bước, thu thiếu nữ vừa trưởng thành ưu tú làm đệ tử, các phái khác chỉ có thể từ số còn lại mò kim đáy bể. Chiêu mộ 999 tên đệ tử xong, một phái đạt đến 2.000 thành viên, điểm cống hiến cũng thu hoạch được 999 điểm, dư thừa ra 254 điểm. Vui sướng nhất là, sau khi môn phái đầy đủ nhân số, nhiệm vụ môn phái lại kích hoạt. Bên trên nhiệm vụ bảng trong nhiệm vụ các, một lần nữa hiện lên vô số nhiệm vụ. Dựa theo tính của quân Thử Tiếu, từ toàn bộ đệ tử làm xong nhiệm vụ, điểm cống hiến và điểm thành tựu đồng loạt thu hoạch được 2.000 điểm. Đắc ý, sảng khoái, sau khi kết thúc chiêu mộ, Lý Thanh Dương cấp đồng phục, cùng với đó là sắp chỗ ở cho các đệ tử mới. Lúc này, tổng quản nội vụ thể hiện ra tác dụng, số lượng đệ tử tăng lên ngàn tên, phòng nhỏ nội viện vẫn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, bất quá. Cũng gần như đạt đến mức bão hòa, Lý Thanh Dương sắp xếp sư đệ mới nhập môn ổn thỏa xong xuôi. Ngay lập tức dâng lên đề nghị mở rộng nội viện cho trưởng môn, quân Thường Tiếu cho hắn 10 vạn lượng, nói. Giao cho ngươi. Vâng, kết quả. Lý Thanh Dương hóa thành kiến trúc sư lần nữa, bắt đầu phác thảo sơ đồ mở rộng phòng nhỏ của nội viện, tận hết khả năng vận dụng và sắp xếp hợp lý. Quân Thường Tiếu rất có tín ngưỡng tắm xong mới thắp hương, ngồi ngay ngắn trong thư phòng. Một lần nữa kéo ra khu mua sắm, lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là hy vọng trong khu mua sắm sơ cấp có thể đổi mới ra trận pháp ngăn cách, hệ thống tạt nước lạnh, nói, khó như lên trời, quân Thường Tiếu không để ý tới nó. Một lần nữa quét khu mua sắm, xác định không có vật phẩm gì hay ho, liền hung hăng nhấn vào nút đổi mới. Bên trong khu mua sắm, vật dụng thường ngày chiếm đa số, khẽ nhưng xuất hiện một loại phương pháp luyện chế nhuyễn ti giáp, từ phần giới thiệu có thể thấy. Thứ này cùng một loại với kiên thiết thuẫn, vật phẩm loại phòng ngự mắc trên người. Môn ngay và luôn. Đinh, chủ nhân tiêu hao 100 điểm cống hiến, nhận được phương pháp luyện chế nhuyễn ti giáp 1, vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ. Đinh, một phái điểm cống hiến, 2140/2000, phương pháp luyện chế vừa xuất hiện trong không gian giới chỉ. Tự động đồng bộ vào chú tạo các, quân Thường Tiếu mở ra tài liệu của vật phẩm này. Phát hiện vật phẩm phòng ngự này sử dụng chủ yếu là tơ nhện, vừa hay, hắn thu hoạch được không ít tơ nhện tại thời điểm diệt cộng đồng nhện độc trong Tử Vong Cốc, sẵn tiện có thể lấy ra luyện chế trực tiếp. Chu tạo các bắt đầu vận chuyển, thừa lúc này, quân Thường Tiếu tiếp tục quan sát khu mua sắm. Tao đến phía sau cùng, không phát hiện có vật phẩm gì tốt, ngay lập tức đổi mới, kết quả đổi mới năng lần, hao phí 100 điểm cống hiến, thu hoạch chẳng được vật phẩm gì ra hồn. Ngay lúc quân trưởng môn chuẩn bị từ bỏ, lần thứ 6 đổi mới ra một loại vật phẩm tên là dịch cải tạo tư chất trận pháp, hệ thống nói. Thứ này là đồ tốt, quân Thường Tiếu nhấn mở phần giới thiệu, vật phẩm, dịch cải tạo tư chất trận pháp, công dụng. Sau khi sử dụng, có thể thu hoạch được tư chất trận pháp trong nháy mắt, trở thành một tên trận pháp sư sơ phẩm. Giá cả, 200 điểm cống hiến, quân Thường Tiếu nói. Ngươi sử dụng trở thành trận pháp sư, nghe có vẻ rất không tệ nha đâu chỉ không tệ, hệ thống chân thành nói. Trên tinh vẫn đại lục. Trận pháp sư có địa vị không thấp, đệ chủ người sao mua sắm cho chủ nhân. Trước kia chỉ đề cử tối đa 5 ngôi sao, hiện tại đề cử tận 10 ngôi sao. Có thể thấy dịch cải tạo tư chất trận pháp này thật sự là hàng tốt nha, đổi mới không ra trận pháp ngăn cách, tự bản thân học xong rồi bố trí vậy, quân Thường Tiếu một bên nói. Một bên nhấn vào nút mua sắm, đinh, chủ nhân tiêu hao 200 điểm cống hiến, nhận được dịch cải tạo tư chất trận pháp 1, vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ, đinh, điểm cống hiến môn phái. 1830/2000. Sau khi mua xong, quân Thường Tiếu lấy ra bình nhỏ dịch cải tạo tư chất trận pháp từ trong không gian giới chỉ, không thút do dự ngửa đầu uống hết, mùi vị cam ngào sướng miệng, khiến người ta vô cùng thích thú. Vù vù, đột nhiên, trong tiềm thức của quân Thường Tiếu, tràn ngập liên miên tin tức đặc thù, khiến đầu hắn đau muốn nứt vỡ. Loại đau đớn này thoáng cái là hết, mọi thứ trở lại bình thường, quân Thường Tiếu cảm giác bản thân đã nắm giữ chi thức trận pháp. Loại kiến thức này cần phải có thời gian mới có thể từ từ tích lũy lắng đọng, thế nhưng hắn chỉ cần dựa vào dịch cải tạo tư chất trận pháp, đã có thể thu hoạch trong nháy mắt. Vật phẩm trong khu mua sắm quá mức nghịch thiên, hiện tại quân trưởng môn không chỉ là một tên võ giả, còn có một thân phận khác là trận pháp sư. Bất quá, có tri thức trận pháp, nhưng không có bản vẽ trận pháp, kết quả cũng chỉ là không bột đấu hột nên hồ, hệ thống nói. Nếu chủ nhân có thể đối mới ra bản vẽ trận pháp trong khu mua sắm, vậy thì hoàn mỹ không chỗ nói. Món ăn không? Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói. Món á? Nhưng điều kiện tiên quyết là đổi mới khu mua sắm trung phẩm. Quân Thường Tiếu im lặng. Khu mua sắm trung phẩm còn có một cái phương pháp luyện chế hàn mang kiếm trung phẩm. Hắn có chút không bỏ được. Nếu như đổi mới thì đồ chơi này sẽ biến mất. Hàn phong kiếm sơ phẩm đã rất mạnh mẽ rồi. Hàn mang kiếm trung phẩm khẳng định càng châu bò.
Để nó biến mất khẳng định rất tiếc nuối. Hệ thống nói. Chủ nhân có thể mua thứ này trước rồi lại đổi mới khu mua sắm sao? Vận khí tốt đổi mới ra trận pháp ngăn cách hoặc bản vẽ trận pháp. Đợi đến gom góp đủ điểm cống hiến mua cũng không muộn. Quân Thường Tiếu im lặng một lúc, rồi nói. Ngươi nói có đạo lý. Kết quả chính là tiêu hao 1.000 điểm cống hiến, mua xong phương pháp luyện chế. Đồng thời tự động đồng bộ vào chú tạo các. Hàn mang kiếm trung phẩm sử dụng tài liệu chính cũng là hàn thiết, bất quá số lượng lên đến 100 cân, tài liệu có hơi khan hiếm. Quân Thường Tiếu đóng lại cửa sổ, tiếp tục quan sát khu mua sắm. Xác định không có vật gì tốt, cắn răng nhấn vào nút đổi mới. Sau khi điểm cống hiến bay đi, vật phẩm cũ bị đổi mới trong nháy mắt. Quả nhiên, khu mua sắm trung cấp có rất nhiều đồ tốt, dù có xuất hiện chút vật phẩm đồ dùng thường ngày, tác dụng cũng tốt hơn hẳn khu mua sắm sơ cấp. Hừng, sau khi lướt qua từng vật phẩm, Quân Thường Tiếu khóa chặt ánh mắt ở vật phẩm hàng thứ hai cột thứ hai. Vật phẩm này là một cuốn sách dày có đồ án phía trên, tên là Kỳ Môn Tam Thập Nhị Trận Bản Cải Tiến. Bản cải tiến, hắn tò mò mở phần giới thiệu. Vật phẩm, Kỳ Môn Tam Thập Nhị Trận Bản Cải Tiến. Giới thiệu, vật này có nguồn gốc từ một tên trận pháp sư của Vạn Thế Đại Lục, tích lũy tinh lực cả đời sáng tạo ra 32 trận pháp cao cấp, sau đó cải tiến chia nhỏ thành bản sơ phẩm, bản trung phẩm, bản cao phẩm, bản cực phẩm, cuối cùng là bản siêu phẩm. Tiêu điểm, Kỳ Môn Tam Thập Nhị Trận cải qua cải tiến xong. Trên phương diện bố trí càng đơn giản hơn, thích hợp với người mới học. Giá cả, 1.000 điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu nhìn thấy mấy chữ thích hợp với người mới học, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Mặc dù hắn dựa vào dịch cải tạo tư chất trận pháp, trở thành một tên trận pháp sư. Nhưng về mặt kinh nghiệm bố trí trận pháp, chẳng khác gì người mới học. Hệ thống cảm khái nói, cầu đổi mới ra trận pháp ngăn cách. Kết quả chủ nhân đổi mới ra hẳn cả bộ sưu tập bản vẽ trận pháp. Vận khí này thật con neo nó khiến người ta bất lực. Chương 321, Kỳ Môn Tam Thập Nhị Trận, Quân Thường Tiếu vừa trở thành trận pháp sư. Đổi mới khu mua sắm trung cấp ra được một bộ sưu tập trận pháp, vận khí có thể gọi là tốt đến bạo tạc. Nhưng, sau khi mua phương pháp luyện chế hàn mang kiếm trung phẩm, điểm cống hiến chỉ còn lại 830 điểm. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không cách nào mua, không sao cả, không sao cả. Quân Thường Tiếu tự an ủi bản thân. Nói, các đệ tử đã lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ môn phái, hom góp đủ 1.000 điểm chắc cũng chỉ trong vài ngày, thu hồi cửa sổ khu mua sắm, ngước một viên tụ khí đan 15 lần, vận hành dịch cân kinh, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đáng tiếc Giang Tà đã là võ vương, không thể tu luyện loại tâm pháp nội công này, nếu không độ cứng của thân thể sẽ tăng lên không ít. Trên thực tế, có phòng huấn luyện tôi luyện, lực lượng hàng ngày vững bước tăng lên, thẳng hướng về bậc cực phẩm đã làm hắn rất hài lòng rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu, khi Giang Tà bắt đầu tiếp xúc với công pháp của Thiết Cốt phái, ngày càng chấn động sâu sắc và thầm nói. Bạo liệt quyền và khai sơn trường này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đủ để sánh với võ học thượng phẩm, đặc biệt tu luyện ngã chạm, loại chấn động này đã gần đến mức bùng nổ. Loại võ học linh lực hóa hình uy lực tăng trưởng theo sự nâng cao của đẳng cấp, lại không tiêu hao quá nhiều linh lực, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên, còn có kết ấn cháo, tuống vân bộ, truyền âm thuật. Giao Tà một bên tu luyện, một bên không nhịn được mà thầm nghĩ, trưởng môn rốt cuộc từ đầu tìm được nhiều võ học cao thâm như vậy, đây vẫn chỉ là về phần võ học. Khi hắn đi vào đan dược các, lễ nhận đan được cố định hàng tháng của trưởng lão, tự thân trải nghiệm tụ khí đan gấp n lần, tận đáy lòng nói. Thánh Tuyền Tông không thẳng nổi một trận cũng rất là bình thường, đừng vội. Điều khiến Giang trưởng lão chấn kinh còn phía đằng sau, bởi vì còn tháp rèn luyện còn lợi hại hơn, còn chưa thử nghiệm. Tiếp theo đó, Thiết Cốt phái khó giữ sự yên bình, đệ tử mới nhập môn bắt đầu cuộc sống ở môn phái vừa đau đớn vừa vui vẻ. Khi bọn họ tu luyện công pháp, giành được đan được và trải nghiệm cải tạo từ phòng huấn luyện, nhanh chóng tràn đầy hy vọng về tương lai. Môn phái khác cái gì cũng phải dựa vào bản thân tranh thủ, nhưng với Thiết Cốt phái không cần phải bận tâm quá nhiều chuyện, chỉ có một nhiệm vụ chính, đó là cố gắng trở nên mạnh hơn. Y phục đến tay, cơm dâng tận họng, như thế có khiến đệ tử phát sinh lười biếng không? Chắc chắn là không, bởi vì mỗi tháng đều kiểm tra lực lượng, đệ tử không đạt được yêu cầu sẽ bị trừng phạt. Lần thứ hai kiểm tra lực lượng tăng lên vẫn không có biến động quá lớn, kết quả chính là bị đuổi khỏi sư môn, đều nhớ lấy cho bổn tọa. Trước đại điện, Quân Thường Tiếu nói, gia nhập Thiết Cốt phái không phải để các ngươi làm sâu mọt, không thể dùng thực lực làm hồi báo, nhất định bị thanh lý ra đi. Vâng, nàn tên đệ tử mới nhập môn đồng thanh hô to, môn phái cung cấp tài nguyên miễn phí, không tận lực biến bản thân mạnh hơn, thay vào đó lười biếng sơ suất, não nhất định có bệnh, sắp xếp xong tất cả. Quân Thường Tiếu lại đặt hết tâm tư vào việc tu luyện, không biết vì cái gì, cho dù hắn có tụ khí đan gấp n lần duy trì, muốn đột phá đến võ tông tam phẩm vẫn phải tốn không ít thời gian. Nhiệm vụ các phát ra nhiệm vụ, các đệ tử hàng ngày ra ra vào vào, lĩnh nhận nhiệm vụ phù hợp với bản thân. Quân Thường Tiếu hàng ngày đều có thể lần lượt nhận được âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành và phần thưởng nhận được. Đương nhiên,
cùng với đẳng cấp môn phái kiến thiết tăng lên, cũng lần lượt xuất hiện không ít nhiệm vụ nhiều sao. Những nhiệm vụ này phần lớn đều do đệ tử nội môn làm, nhiệm vụ độ khó bình thường giao cho ngoại đệ tử và đệ tử vừa gia nhập. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đệ tử cũng sẽ tự mình mua tụ khí tán để bản thân nhanh chóng tăng lên. Tóm lại, sau khi có bảng nhiệm vụ môn phái và máy bán hàng tự động, Quân Thường Tiếu không cần thiết phải hỏi, các đệ tử có trình tự tiếp nhận nhiệm vụ và đổi lấy đồ vật. Đáng tiếc, nhiệm vụ môn phái nhất định cần phải chiêu mộ đầy mới xuất hiện, không thể hàng ngày đều có nhiệm vụ phân phát, vì thế thường xuyên bị gián đoạn. Nếu như bảng nhiệm vụ hàng ngày đều có nhiệm vụ phân phát, cho dù không cho bản thân phần thường, để bọn chúng tự hưởng, cũng tốt hơn so với lặng lẽ tu luyện, Quân Thường Tiếu thì thầm nói. Hệ thống nói, vì thế chủ nhân thiếu một máy phát hành nhiệm vụ môn phái, mỗi ngày phát hành số nhiệm vụ cố định, sau khi hoàn thành, đệ tử cũng có thể giành được điểm cống hiến tương ứng, nghe có vẻ rất chất lượng, hẳn là phải mua ở khu mua sắm trung cấp, Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống đáp, chính xác. Quân Thường Tiếu im lặng, dựa vào số điểm cống hiến hiện tại, đổi mới khu mua sắm sơ cấp, mua những thứ ở trong đó. Hoàn toàn nhẹ nhàng như sau khi khởi động khu mua sắm trung cấp, rõ ràng thầm cảm thấy điểm cống hiến hoàn không đủ dùng. Sau vài ngày, các đệ tử làm được không ít nhiệm vụ, điểm cống hiến từ 830 tăng lên 1.200 điểm. Điểm thành tựu thăng đến 870, Quân Thường Tiếu không hề do dự ma ký môn tam thập nhị trận. Đây là một cuốn sách cổ đầy bìa màu vàng, lấy ra từ không gian chỉ giới, lập tức toát ra hơi thở cổ xưa. Bộ sưu tập trận pháp này có chút xa xưa. Quân Thường Tiếu ngồi trong thư phòng, lật trang đầu tiên, bên trên ghi lại người sáng tạo trận pháp Tiêu Giao Hoàng, người cải tiến là Phi Dương Thánh Đế. Thánh Đế, Quân Thường Tiếu thầm nói. Là võ đế sao? Hệ thống đáp, trong vũ trụ minh mông có rất nhiều vị diện võ đạo, mỗi vị diện cũng có hệ thống võ đạo độc lập. Thánh Đế này có lẽ là một cảnh giới, cũng thể là danh xương. Ồ, Quân Thường Tiếu đáp một tiếng, lật sang trang thứ hai, bên trên viết bản sơ phẩm. Gồm có 10 loại trận pháp sơ phẩm, tiếp tục lập trang tiếp theo. Xuất hiện một trang giấy hình trận pháp. Các loại hồng tâm đại biểu trận quyết, dày đặc chi chít, nhìn dường như vô cùng phức tạp, đổi lại là Quân Thường Tiếu trước kia, khẳng định nhìn không hiểu một chữ, nhưng sau khi trở thành trận pháp sư có thể xem hiểu rõ ràng. Trận pháp thứ nhất, tên là sơ phẩm tụ linh trận, thân giới thiệu nói. Bất luận là ở vị diện nào, chỉ cần có thiên địa linh lực, bố trí ra đều có thể nhanh chóng hội tụ lại, hơn nữa cường độ gấp 10 lần so với bên ngoài. Gấp 10 lần á? Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói. Châu bỏ vậy sao, hắn mua linh pháp trận bản đệ tử ở trong khu mua sắm cũng chỉ gấp 2 lần so với bên ngoài mà thôi, học. Nhất định phải học, Quân Thường Tiếu bắt đầu nghiên cứu. Trận pháp nhìn có vẻ phức tạp nhưng thực tế cũng chỉ có hai bộ phận trận tuyến và trận quyết tạo thành. Đầu tiên bày trận quyết rồi kết hợp trận tuyến, trận pháp lập tức có thể ngưng tụ hình thành. Đương nhiên, khi bố trận có yêu cầu tiên quyết, điểm trận quyết và phác họa trận tuyến cực kỳ thử thách trận pháp sư. Hơi chênh lệch một chút sẽ thất bại, bố trí cứng ngắc không linh hoạt sẽ dẫn tới nổ trận. Không biết có bao nhiêu trận pháp sư ngu ngốc, trong lúc bố trận chủ quan, từ trận pháp không có tính nguy hiểm, biến thành trận pháp bạo tạc, sau đó một vé thẳng xuống báo tên với Diêm Vương Điện. Vì thế muốn trở thành một trận pháp sư đạt tiêu chuẩn, không chỉ cần khả năng ghi nhớ cao và dung lượng não lớn, mà còn nhất định phải thận trọng, người bình thường căn bản không chơi được. Sau nửa canh giờ, Quân Thường đã nhớ hết toàn bộ điểm trận quyết và trận tuyến của tụ linh trận sơ phẩm. Đây là nhờ vào trở thành trận pháp sư sao? Không, đây là bởi vì kỳ môn tam thập nhị trận trải qua cải tiến. Số lượng trận quyết và trận tuyến không nhiều, quả thật rất dễ nhớ. Đi thử xem, Quân Thường Tiếu xoa xoa tay, sau đó đi ra khỏi đình viện, hắn đến một khu đất rộng rãi phía sau núi. Tìm một đống đá nhỏ, bắt đầu sắp xếp có quy luật. Rất nhanh, viên đá đại diện trận quyết đã vào vị trí, Quân Thường Tiếu tại cầm những cành cây nhỏ, bắt đầu từ từng vị trí trận quyết phác họa trận tuyến. Tủ pháp phác họa rất ổn định, vừa nhìn là biết là trận pháp sư chuyên nghiệp, liên kết trận pháp và trận tuyến hoàn tất. Tụ linh trận sơ phẩm thành hình, trận quyết lấp lánh ánh sáng, từng luồng ánh sáng trận tuyến đan chéo phức tạp. Một, đột nhiên, thiết giới trận pháp lao lên trời, thành công. Quân Thường Tiếu cười sáng lạ, hắn từng bố trí linh pháp trận bản đệ tử và đại trận hộ phái. Bất quá những cái đó đều là thao tác đơn giản. Lần này trận pháp hình thành là bản thân từ bút từng vạch vẽ ra, vì thế sau khi thành hình, lập tức cảm giác tràn đầy thành tựu. Nhìn thấy không? Đây là trận pháp đầu tiên bổn tọa tạo lập ở thế giới khác. Phù phù, đúng lúc này, kết giới trận pháp bắt đầu xoay vòng, đồng thời lấp lánh ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cảm giác này giống như muốn không xong. Quân Thường Tiếu nụ cười đông cứng, vội vàng xoay người chạy. Ầm ầm, sau núi truyền ra tiếng vang lớn, không xong rồi, trưởng môn bị nổ tơi bời hoa lá rồi, nhanh mau cõng trưởng môn đến dược đường cấp cứu.